Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 47. Diệp Quân Lâm. Làm Thiên Cơ Các bên trong truyền ra cái tên này, Thiên Sách thiếu soái toàn thân run lên. Không thể nào, hắn sao có thể là Diệp Quân Lâm đâu? Thiên Sách thiếu soái tự nhiên không tin là Diệp Quân Lâm. Chúng ta nói chỉ là giống, bởi vì lúc trước đối chư thần phòng thí nghiệm để ý người chỉ có Diệp Quân Lâm. Thiên Cơ Các bên trong lão tiền bối nói. Thiên Sách thiếu soái minh bạch cái gì, không khỏi nói, cho nên nói vừa rồi vị tiền bối nào là đến hỏi thăm chư thần phòng thí nghiệm. Đúng, khẳng định không phải Diệp Quân Lâm, vậy ta yên tâm, đoán chừng vị tiền bối này tâm hệ đại hạ, ý nghĩ gần phía trước, tại vì đại hạ tương lai suy xét. Trước đó băng nguyên bên trên giáo huấn chúng ta không phải liền là sao? Thiên Sách thiếu soái nói, mặc dù chúng ta Thiên Cơ Các không được nhúng tay Thiên Sách phủ sự vụ, chẳng qua đã gặp phải, chúng ta nhắc nhở một câu. Tai nạn sắp xảy ra, người người đều không tránh khỏi. Chuẩn bị sớm. Thiên Cơ Các lão tiền bối nói. Thiên Sách thiếu soái một mặt tự tin, yên tâm đi, có ta ở đây, khẳng định không có chuyện gì. Ta năng lực mọi người cũng nhìn thấy. Côn Luân công nghiệp chính là ta bài thi. Đại hạ cục diện ta đến trưởng khống. Còn có Diệp Vô Đạo chi lưu cường giả ta sẽ không đi cùng bọn hắn đối địch. Ta hiện tại hạ thấp tư thái chủ động cùng bọn hắn liên hợp. Một khi gặp nạn, đại hạ thập đại đỉnh tiêm thế lực ta trên cơ bản đều có thể cần dùng đến. Chấm. Thiên Sách thiếu soái bắt đầu phác họa hắn hoành vĩ lam đồ. Chỉ là Thiên Cơ Các bên trong một đám tiền bối đều trầm mặc. Cũng không biết có hay không tại. Diệp Quân Lâm rời đi về sau, tuyệt không trực tiếp về Giang Bắc, mà là đi vào Côn Luân công nghiệp tổng bộ. Tổng bộ cổng Diệp Quân Lâm liền bị ngăn lại. Quét hình thất bại. Nguyên lai Côn Luân công nghiệp có sinh vật quét hình trang bị, mỗi một vị tiến vào người đều sẽ quét hình, không phải Côn Luân công nghiệp nội bộ nhân viên, liền không để đi vào. Tích tích tích, trận trận tiếng cảnh báo vang lên. Từng đạo tử sắc màu đỏ tuyến đều rơi vào Diệp Quân Lâm trên thân. Kia rõ ràng là vũ khí nhắm chuẩn trang bị. Một khi Diệp Quân Lâm có bất kỳ dị động, sợ là rất nhiều vũ khí sẽ đem Diệp Quân Lâm tại chỗ phân giải. Ai? Mấy người đem Diệp Quân Lâm vây quanh. Côn Luân công nghiệp người sáng lập. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Lời này mới ra, tất cả mọi người là sững sờ. Người sáng lập. Đây không phải là Thiên Sách thiếu soái sao? Côn Luân chúng ta công nghiệp chủ nhân cùng người sáng lập chỉ có một cái. Ngươi là cái gì quỷ? Chấm. Đám người khinh thường nhìn xem Diệp Quân Lâm. Đem hắn bắt lại. Dám giả mạo Côn Luân công nghiệp người sáng lập. Chấm. Đám người muốn đem Diệp Quân Lâm bắt lại. Lúc này, một đám người đi ra. Làm gì, ca, tại sao là ngươi? Một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Hóa ra là Chu Nam Yên. Chu tổ trưởng, ngài biết hắn sao? Đám người hỏi thăm. Đây là anh ta. Chu Nam Yên lôi kéo Diệp Quân Lâm, ca ngươi tới nơi này làm gì? Ta có việc, cần các ngươi. Diệp Quân Lâm nói. Nhìn xem Diệp Quân Lâm hai người rời đi. Những thủ vệ này nói. Đúng, ta giống như nghe qua, đúng là người sáng lập. Chẳng qua Côn Luân công nghiệp hoàn toàn là Thiên Sách thiếu soái mang theo đến, cùng hắn có quan hệ gì? Hiện tại chạy tới cọ rồi, nói là Côn Luân công nghiệp người sáng lập rồi, ai sẽ thừa nhận a? Diệp Quân Lâm đã bị thời đại đào thải, hiện tại đoán chừng muốn tìm Côn Luân công nghiệp làm chỗ dựa. Chấm. Đám người nghị luận ầm ĩ. Diệp Quân Lâm đi vào về sau. Cái này khiến Côn Luân công nghiệp các cao tầng nhao nhao sững sờ. Chẳng qua trở ngại Diệp Quân Lâm thân phận, tất cả mọi người đứng dậy. Tiên sinh làm sao ngươi tới rồi? Áo vải sát thần cũng tiến lên đón. Đúng a, làm sao ngươi tới rồi? Mọi người sắc mặt đều biến. Rất là hiếu kỳ Diệp Quân Lâm tại sao tới nơi này? Chẳng lẽ ngươi muốn biết giải quyết Mã Nhã công nghiệp vũ khí đặc thù vật chất tiến độ? Có phải là thân thể xảy ra vấn đề rồi? Có người hỏi. Không phải, ta cần các ngươi hỗ trợ. Diệp Quân Lâm nói. Gấp cái gì? Tất cả mọi người càng phát ra nghi hoặc nhìn hắn. Trước mắt lấy Côn Luân công nghiệp khoa học kỹ thuật trên cơ bản có thể giám sát đến toàn thế giới phần lớn địa phương a. Diệp Quân Lâm hỏi. Phụ trách khoa học kỹ thuật tổ trưởng gật gật đầu, không có vấn đề. Côn Luân công nghiệp có thể giám sát đến thế giới 73% khu vực. Trong đó 90% khu vực còn có thể tinh chuẩn giám sát đến. Ngươi muốn làm gì? Diệp Quân Lâm trực tiếp tiến lên tự hành điều khiển, hết thảy giao cho ta là được.
hắn mục đích rất đơn giản, muốn tại trong phạm vi toàn thế giới xem xét phải chăng có dị thường. Chủ yếu là nghĩ bắt giữ chư thần phòng thí nghiệm động tác. Bọn hắn mặc dù biến mất, cũng không có lý do không làm một ít chuyện. Đã làm việc, vậy khẳng định sẽ có manh mối lưu lại, không có khả năng một chút xíu vết tích đều không có. Cái này, cái khác cao tầng một mặt khó xử. Để chính hắn thao tác. Chúng ta đều ra ngoài. Áo vải giết thần tướng tất cả những người khác đều đuổi ra ngoài. Lưu lại Diệp Quân Lâm một người tại phòng điều khiển chính bên trong. Diệp Quân Lâm bắt đầu điều khiển, tra tìm manh mối vết tích. Ròng rã một cái giờ, Diệp Quân Lâm đều đang tra. Chẳng qua thật để hắn tra được một chút dấu vết để lại. Nhất là để Diệp Quân Lâm phát hiện đại hạ bên này cũng có động tĩnh. Cái trụ sở này vẫn là thuộc về Côn Luân công nghiệp. Chí ít Diệp Quân Lâm biết mình nghĩ biết rất nhiều đồ vật. Côn Luân công nghiệp các cao tầng ở bên ngoài sốt ruột cùng đợi. Trong đó có người len lén đem tin tức nói cho Thiên Sách thiếu soái. Cộc cộc cộc. Trong hành lang, vang lên một trận loạt tiếng bước chân tới. Thiên Sách thiếu soái đến rồi. Khí thế hùng hổ mang theo rất nhiều cường giả đi vào. Thiếu soái ngài đến rồi. Nhìn thấy hắn, đông đảo người nghênh đón tiếp lấy. Áo vải sát thần cũng nghênh đón tiếp lấy. Chính là ngươi đem Diệp Quân Lâm bỏ vào. Thiên Sách thiếu soái lạnh giọng hỏi. Ta. Oanh. Thiên Sách thiếu soái không nói lời gì, đấm ra một quyền, đem áo vải sát thần trực tiếp đập bay. Phốc. Áo vải sát thần thân thể trùng điệp đập ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Oanh. Thiên Sách thiếu soái lại một chân oanh mở phòng điều khiển chính đại môn. Diệp Quân Lâm ngươi chạy tới nơi này làm gì? Thiên Sách thiếu soái quát lớn. Bên trong Diệp Quân Lâm vẫn còn tiếp tục tra tìm manh mối vết tích, cùng không nghe thấy thanh âm đồng dạng, cũng không để ý tới Thiên Sách thiếu soái. Dừng lại, tranh thủ thời gian dừng lại cho ta. Thiên Sách thiếu soái thở phì phì tiến lên, hô ngừng Diệp Quân Lâm. Chẳng qua vừa vặn, Diệp Quân Lâm cũng xem xét phải không sai biệt lắm. Thiên Sách thiếu soái đến cũng không có ảnh hưởng. Thiên Sách thiếu soái nổi giận nói, các ngươi đều biết đã làm gì sao? Nơi này là Côn Luân công nghiệp nơi quan trọng nhất, không có cái thứ hai. Các ngươi tương đương với đem Côn Luân công nghiệp đại não hướng người ta mở ra. Biết Diệp Quân Lâm đang nhìn cái gì sao? Ta Côn Luân công nghiệp nhất cơ mật đồ vật, tự mình xem đi, những cái này số liệu tư liệu, những cái này căn cứ vị trí kỹ càng tham số. Cùng những cái này tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, gen kỹ thuật, đều là nhất cơ mật đồ vật. Tự mình xem đi. Chấm. Mọi người nhìn lại. Diệp Quân Lâm thật đúng là đang tra nhìn những cái này tư liệu. Cái này xem xét, tất cả mọi người dọa sợ. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ba, 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 chấm. Thiên Sách thiếu soái thủ hạ tiến lên mấy bàn tay lắc tại Côn Luân công nghiệp mấy vị cao tầng trên mặt. Diệp Quân Lâm ngươi thật sự là được a, lợi dụng những quan hệ này chạy đến Côn Luân công nghiệp đến nhìn lén nhất cơ mật đồ vật. Thiên Sách thiếu soái cười lạnh nói. Ta nhìn Diệp Quân Lâm là nghĩ đề cao thực lực a. Cố ý chạy tới Côn Luân công nghiệp, muốn trộm cướp nhất cơ mật kỹ thuật cùng công pháp, thậm chí càng trộm dược tề. Diệp Quân Lâm thật sự là không nghĩ tới a, ngươi làm lên trộm cắp nghề rồi, muốn trộm học ta Côn Luân công nghiệp công pháp mạnh nhất cùng kỹ thuật. Các ngươi giúp đỡ hắn trộm cắp, toàn bộ có tội. Chấm. Thiên Sách thiếu soái mấy người nhao nhao chỉ trích Diệp Quân Lâm là trộm cắp hành vi. Đúng. Diệp Quân Lâm chính là chạy tới trộm cắp công pháp dược tề. Vâng, hắn đã minh bạch thời đại này là như thế nào, biết mình đã bị đào thải. Ngày xưa vương giả tuyệt đối không cam tâm, muốn lần nữa trở lại đỉnh phong. Biện pháp tốt nhất chính là cầm tới thời đại này mạnh nhất phương pháp tăng. Để thực lực mình trong thời gian ngắn tăng lên tới cao nhất cấp độ. Cho nên Diệp Quân Lâm ngươi liền trực tiếp bắt đầu đánh Côn Luân công nghiệp chủ ý, trực tiếp tới trộm cắp rồi. Chấm. Tất cả mọi người nhằm vào Diệp Quân Lâm. Đập chết Diệp Quân Lâm chính là đến trộm cắp. Côn Luân công nghiệp các cao tầng nghe nói như thế, nhao nhao đều cảm thấy có đạo lý. Vừa mới Diệp Quân Lâm hành vi khác thường, lại đơn độc tại Côn Luân công nghiệp nhất cơ mật phòng điều khiển chính đợi trọn vẹn một giờ. Không thể không khiến người hoài nghi, hắn đang làm những gì. Nghe xong Thiên Sách thiếu soái phân tích, bọn hắn đều hiểu. Diệp Quân Lâm là đến trộm cắp tăng thực lực lên phương pháp. Lúc này mọi người thấy Chu Nam Yên cầm trong tay một dương dược tề, nháy mắt đều hiểu. Nội ứng ngoại hợp,
nhưng bọn hắn làm sao biết Chu Nam Yên cầm dược tề là dùng đến ức chế Diệp Quân Lâm trong thân thể đặc thù nguyên tố. Nhưng giờ phút này, bị mọi người xem như là đưa cho Diệp Quân Lâm đề cao thực lực dược tề. Chẳng qua áo vải sát thần cũng không dám gật bừa. Hắn đối Diệp Quân Lâm xem như hiểu khá rõ. Thà chết đứng, không thể quỳ mà sống chủ. Dù là hắn nghèo túng, hắn cũng tuyệt không có khả năng làm ra trộm cắp hành vi. Huống chi hắn lòng dạ cao ngạo, dù là người khác đưa cho hắn cũng không thể đi luyện, chớ nói chi là đi trộm cắp. Nghe nói như thế, Diệp Quân Lâm chỉ là cười lạnh một tiếng, liền cái này rác rưởi đồ vật có thể vào mắt của ta. Ha 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 ha, ở đây phần lớn người đều cười. Thiên Sách thiếu soái bọn hắn cười đến càng khoa trương. Rác rưởi đồ vật, Côn Luân công nghiệp đồ vật không nói là trên thế giới này đứng đầu nhất. Nhưng cũng là nhẹ nhõm đứng vào trước năm, ngươi làm đây là rác rưởi, thật sự là chết cười ta. Thiên Sách thiếu soái cười lạnh nói. Những người khác cũng đều một mặt phẫn nộ. Diệp Quân Lâm nói như vậy, mọi người có thể nhịn chịu không được. Đây là tại vũ nhục Côn Luân công nghiệp, càng là đang vũ nhục bọn hắn. Nói Côn Luân công nghiệp đồ vật rác rưởi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình. Mình bao nhiêu cân lượng không rõ ràng sao. Diệp Quân Lâm ngươi là nhất không có tư cách nói câu nói này người. Trong miệng ngươi rác rưởi đồ vật, ngươi còn không phải chạy tới trộm cắp rồi. Chấm. Ta trộm cắp những vật này. Quả thực nói bậy, ta đang nhìn cái khác. Diệp Quân Lâm chẳng thèm ngó tới. Thiên Sách thiếu soái nhìn xem Diệp Quân Lâm, bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đó không lâu, Thiên Cơ các tiền bối còn nói vị nào thông thiên đại năng có điểm giống Diệp Quân Lâm. Phi. Nơi nào giống rồi. Hiện tại trộm cắp Diệp Quân Lâm có một chút cao nhân phong phạm. Ngày đêm khác biệt. Quả thực mất mặt. Nể tình ngươi là đưa ra sáng lập Côn Luân công nghiệp người, tăng thêm ngươi nhiều như vậy quen thuộc người tại, ta cho ngươi một bộ mặt, không cho truy cứu trách nhiệm. Chẳng qua lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phàm là có lần sau, ta tuyệt không khinh suất tha thứ. Thiên Sách thiếu soái âm thanh lạnh lùng nói. Thiếu soái rộng lượng, cái này đều có thể thả Diệp Quân Lâm một ngựa. Diệp Quân Lâm ngươi liền vụng trộm vui a, còn không cảm tạ thiếu soái. Chấm. Đám người nhao nhao khen ngợi. Thiên Sách thiếu soái lại liếc nhìn toàn trường liếc mắt, về sau nếu ai đem không liên hệ nhân vật mang đến, chính là xúc phạm quy định. Nghiêm trị không tha. Lúc này, Diệp Quân Lâm nhìn thấy áo vải sát thần sắc mặt thảm bại, khóe miệng tràn đầy máu tươi bộ dáng. Hắn đi lên trước, dò hỏi, ai đánh? Ta, không có việc gì. Là chính ta luyện công không cẩn thận thương tổn. Áo vải sát thần hoảng, tự nhiên không dám nói ra tình hình thực tế tới. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm ánh mắt rơi vào Thiên Sách thiếu soái trên thân, hắn đánh a. Là ta đánh, hắn đem người bỏ vào đến, xúc phạm phép tắc, ta liền đánh, làm sao rồi? Thiên Sách thiếu soái trực tiếp thừa nhận xuống tới. Oanh! Hai người đối mặt, dương cung bạt kiếm bầu không khí hết sức căng thẳng. Diệp Quân Lâm nhìn chòng chọc vào Thiên Sách thiếu soái, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao rồi? Đương nhiên là đánh trở về. Hắn lời này mới ra. Giữa sân bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Thiên Sách thiếu soái bên này người đều cười. Diệp Quân Lâm là đây rõ ràng là đang tìm cái chết a. Dám đánh trở về. Đến, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đánh trở về. Thiên Sách thiếu soái mình không tin cái này tà. Diệp Quân Lâm vừa muốn động thủ, áo vải sát thần tiến lên ôm lấy hắn, Chu Nam Yên cũng giữ chặt hắn. Tiên sinh ca, đừng. Bọn hắn gắt gao ngăn cản lại Diệp Quân Lâm. Bởi vì bọn hắn minh bạch, Diệp Quân Lâm một khi cùng Thiên Sách thiếu soái động thủ, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có một tia đường sống. Thiếu soái, chuyện hôm nay coi như ta một người trách nhiệm, người muốn làm sao trừng phạt ta đều được. Vừa nói. Một bên áo vải giết thần tướng Diệp Quân Lâm mạnh mẽ lôi kéo rời đi. Thiếu soái ngươi đừng nóng giận, Diệp Quân Lâm hiện tại chính là mạnh miệng thôi. Những người khác khuyên, Thiên Sách thiếu soái cười lạnh một tiếng, a, Diệp Quân Lâm hiện tại đã không có bất luận cái gì tư cách để ta sinh khí. Cũng thế, sâu kiến thôi, làm sao có thể để thiếu soái ngài sinh khí a? Chấm. Đi vào bên ngoài, áo vải sát thần khuyên, tiên sinh ta biết bọn hắn hiểu lầm ngươi. Chẳng qua lúc này không phải tranh cao thấp một hồi thời điểm. Không có cần thiết này. Lại nói ta bị đánh không có việc gì. Dù sao đúng là xúc phạm Côn Luân công nghiệp quy định. Tốt a. Áo vải sát thần đều như vậy nói, Diệp Quân Lâm cũng không còn dễ nói cái gì. Ca,
Những cái này tạm hoãn ngươi tình trạng cơ thể dược tề lúc đầu chuẩn bị tự mình đưa cho ngươi. Ngươi cầm đi, Chu Tước tỷ bọn hắn ngay tại nghiên cứu chế tạo lợi hại hơn dược tề. Chờ mấy ngày liền đưa qua cho ngươi. Chu Nam Yên đem dược tề đưa cho Diệp Quân Lâm. Lại giải thích Thanh Long, Kỳ Lân bọn hắn vì sao không tại, là bởi vì đang cho hắn bôn ba, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Kỳ thật các ngươi không cần bận rộn, ta thật không có sự tình. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ nói. Ca, ngươi cũng đừng cưỡng. Đều lúc này, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể cứu ngươi. Diệp Quân Lâm cười khổ hai tiếng. Hắn biết mình lại nói cái gì đều vô dụng. Đúng rồi, ta tra được Côn Luân công nghiệp tại Bắc Cảnh có một khối căn cứ. Danh hiệu Tuyết Long, lập tức đình chỉ căn cứ hết thảy động tác, đồng thời đem nơi nào liệt vào liền cấm địa, tốt nhất cầm cố lại. Nếu không sẽ xảy ra chuyện. Diệp Quân Lâm dặn dò. Áo vải sát thần cùng Chu Nam Yên liếc nhau, vẫn gật đầu. Làm hai người trở về, đem đây hết thảy nói cho Thiên Sách thiếu soái sau. Thiên Sách thiếu soái cười lạnh một tiếng, Diệp Quân Lâm các ngươi cũng tin. Quả thực nói bậy, không cần để ý tới, ta xem một chút có thể xảy ra chuyện gì. Côn Luân công nghiệp đối với cái này không chút nào quản. Tuyết Long căn cứ Diệp Quân Lâm cảm thấy có thể. Nhưng hắn càng không có nghĩ tới chính là cái trụ sở này kỳ thật chính là năm đó chư thần phòng thí nghiệm tại đại hạ đào móc khai thác đá mặt trời nguồn năng lượng căn cứ một trong. Cũng là lúc ấy một cái duy nhất không có bị phát hiện căn cứ, giữ lại đến nay. Từ Côn Luân công nghiệp rời đi, Diệp Quân Lâm xác thực thu hoạch không ít. Chẳng qua vẫn là có chút tiếc nuối. Cứ việc Thánh Kinh tổ chức phụng trộm trưởng khống 1/3 thế lực. Nhưng thế lực lớn siêu cấp. Tỷ như Côn Luân công nghiệp những cái này đều không có trưởng khống. Không phải hắn có thể được đến nhiều thứ hơn. Trở lại Giang Bắc sau. Lý Tử Nhiễm ngược lại là một mặt bình tĩnh. Diệp Quân Lâm tò mò hỏi, ngươi không lo lắng ta. Sư phụ tới qua, nói ngươi không ngại, lập tức sẽ trở về. Lý Tử Nhiễm giải thích nói. Diệp Quân Lâm kinh ngạc, ngươi cứ như vậy tin tưởng sư phụ ngươi. Đương nhiên, trừ người nhà bên ngoài. Ta tin tưởng nhất chính là sư phụ. Lý Tử Nhiễm nói. Ta vẫn là câu nói kia, nàng là lừa gạt ngươi. Nàng đang lợi dụng ngươi. Không có khả năng, sư phụ là sẽ không gạt ta. Lý Tử Nhiễm lập tức lắc đầu. Diệp Quân Lâm cũng không còn đi xoắn suýt vấn đề này. Bởi vì hắn phát giác được có người đến, ngay tại tiếp cận nơi này. Phiền phức tới cửa. Diệp Quân Lâm là không nói. Nhưng Lý Tử Nhiễm vẫn là tiếp tục cùng Diệp Quân Lâm biện luận. Tin tưởng ta, sư phụ tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi vì cái gì không tin ta đây? Nếu không phải sư phụ, ta khả năng chết sớm. Diệp Quân Lâm một mặt bất đắc dĩ. Hắn đành phải nói ra, Hắc Ám Thượng Đế nàng là nữ nhân A. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Quân Lâm lời này mới ra, nàng mắt trợn tròn. Làm sao ngươi biết? Lý Tử Nhiễm một mặt kinh ngạc, giật mình không thôi. Khó mà tin nổi nhìn xem Diệp Quân Lâm. Trước đó Diệp Quân Lâm nói muôn vàn mọi loại, nàng cũng sẽ không tin. Nhưng bây giờ Diệp Quân Lâm một câu nói như vậy, nàng chấn kinh. Bởi vì Diệp Quân Lâm chính xác nói đến ý tưởng bên trên. Hắc Ám Thượng Đế chính là nữ. Nàng gặp qua dung mạo của nàng. Đây là thánh kinh trong tổ chức, những người khác không biết. Xem như cơ mật trong cơ mật. Diệp Quân Lâm là làm sao biết? Hiện tại tin tưởng ta sao? Diệp Quân Lâm cười cười. Không, không phải, ngươi là làm sao biết nàng là nữ nhân? Đây là cơ mật, theo đạo lý, không ai biết đến. Mau nói ngươi là làm sao biết? Chấm. Lý Tử Nhiễm còn tại hung hăng thúc giục. Lúc này một nhóm người xuất hiện trong sân. Những người này màu da khác nhau, chẳng qua một chút gương mặt Diệp Quân Lâm ngược lại là gặp qua. Trước kia đối thủ nhóm. Có Chiến Ưng Quốc, có Đông Đảo Quốc. Trước kia thật là bị Diệp Quân Lâm một mực chèn ép, đánh tới loại kia căn bản không dám ra ngoài tình trạng. Nhưng 3 năm thời đại bên trong, bọn hắn đạt được đủ loại kỳ ngộ, thực lực mức độ lớn tăng lên. Thật sớm liền nghĩ tìm Diệp Quân Lâm, tra tấn nhục nhã hắn. Hôm nay, bọn hắn lặng lẽ đến. Cộc cộc cộc, lại một loạt tiếng bước chân vang lên, lại một nhóm người đến. Trọn vẹn trên 100 tên cao thủ. Lý Tử Nhiễm người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đạo quát lớn âm thanh, giống như thiên lôi nổ vang. Đến báo thủ riêng. Cái này hai đợt người liếc nhau, nhao nhao cười to nói,
Địa phương nho nhỏ vậy mà tụ tập trọn vẹn 6 vị thần bảng cường giả cùng 23 vị chuẩn thần bảng cường giả. Diệp Quân Lâm giao cho các ngươi, Lý Tử Nhiễm giao cho chúng ta. Ha ha ha. Tại hai nhóm mắt người bên trong, Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm đã là con mồi. Có cái tin tức không biết mọi người biết không? Lần này mới thần bảng ban bố. Bạn còn có chuẩn thần bảng, tổng cộng 10.000 người lên bảng. Diệp Quân Lâm cũng tại, hắn xếp tại 8.765 tên. À, thật không biết, chẳng qua cái bài danh này được rồi. Diệp Quân Lâm cũng coi là xếp tại trung thượng, tối thiểu là trước 10.000 một cường giả. Chẳng qua ta nghe nói cái bài danh này là căn cứ Diệp Quân Lâm tại 3 năm cơ sở càng thêm mạnh không ít mới xếp tại vị trí này. Cho nên các kết cấu đối Diệp Quân Lâm thực lực nhưng thật ra là đánh giá cao. Không biết ta cái này chuẩn thần bảng hơn 3.000 tên có thể đánh được hắn không? Ha ha ha! Ta cái này thần bảng hơn 900 tên có thể thử xem sao? Nhìn thấy hai đợt cao thủ đột kích, Lý Tử Nhiễm hoảng. Nàng vô ý thức động tác, thế nhưng là nàng vừa mới bị phế, nàng dùng rất nhiều cực đoan biện pháp, còn không có khôi phục đâu. Cái này một động tác, ngược lại đem mình cho làm bị thương. Ha ha ha! Thấy thế, tất cả mọi người cười. Chỉ còn lại ngươi, Diệp Quân Lâm, để chúng ta lĩnh giáo một chút 3 năm trước đây vương giả là loại thực lực nào. Người người đều kích động, muốn cầm Diệp Quân Lâm xem như nền tảng. Muốn mượn hắn, nhảy lên thành danh. Trong lúc nhất thời, mọi người vậy mà tìm không ra đến ai cùng Diệp Quân Lâm đánh. Bởi vì đều nghĩ lên. Tới đi, cùng tiến lên. Diệp Quân Lâm ngoắc ngoắc ngón tay. Hắn còn quay người nhìn xem Lý Tử Nhiễm nói. Ngươi không hỏi ta làm sao biết sư phụ ngươi là nữ sao? Bởi vì ta nhìn thấy nàng thật khuôn mặt, ta còn đánh chết nàng. Diệp Quân Lâm muốn biểu hiện ra lực lượng chân chính. Lên, trước phế hắn. Chúng cường giả đều bị chọc giận. Quyết định quyết tâm muốn để Diệp Quân Lâm biết hiện tại thần bảng cường giả khủng bố đến mức nào. Một cái xếp tại chuẩn thần bảng hơn 8.000 tên người cũng dám phách lối như vậy. Xếp hạng vẫn là bị đánh giá cao. Trên cơ bản hắn là rời rạc tại chuẩn thần bảng 10.000. Làm sao cùng bọn hắn đấu? Quả thực buồn cười. Oanh! Oanh! Chấm! 6 tên thần bảng cường giả cùng hơn 20 chuẩn thần bảng cường giả vừa ra tay, chính là long trời lở đất. Diệp Quân Lâm kiến thức đến sao? Đây chính là thần bảng cường giả. Chấm! Đám người nhao nhao cười lạnh. Diệp Quân Lâm đứng tại chỗ bất động, tựa như là bị dọa sợ mắt đồng dạng. Tại mọi người xem ra, Diệp Quân Lâm là kiến thức đến hiện đại thần bảng cường giả cường đại, ý thức được mình chênh lệch, trực tiếp tự bế. Thoải mái. Diệp Quân Lâm những cái này trước kia đám địch nhân thật đều muốn cười. Rốt cục để Diệp Quân Lâm biết hắn chênh lệch, rốt cục nhìn thấy hắn mắt trợn tròn dáng vẻ. Hắn không còn phách lối. Hắn tự bế. Chẳng qua bọn hắn làm sao biết, tại Diệp Quân Lâm trong mắt, bọn hắn liền một con run dế cũng không sánh bằng. Liên thần bảng đệ nhất. Hắn đều có thể tùy tiện giết chết. Huống chi thần bảng hơn 900 tên. Đang lúc Diệp Quân Lâm muốn xuất thủ thời điểm, một đạo quát lớn âm thanh truyền đến, dám đụng đến ta sư tôn người. Giết không tha. Tiêu Phong xuất hiện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đấm ra một quyền. Một đạo sóng chấn động che ngập bầu trời đè xuống. Trực tiếp đem động thủ hơn 30 người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Chấm. Cho dù là thần bảng hơn 900 các cường giả cũng không chịu nổi, toàn bộ hộc máu. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Là Tiêu Phong. Thần bảng xếp hạng thứ 45 cường giả. Trên thế giới này đứng đầu nhất tồn tại một trong. Chấm. Những người này liếc mắt liền nhận ra Tiêu Phong tới. Mỗi một cái mặt lộ vẻ sợ hãi tới. Kia là thật sâu kiêng kỵ cùng đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Bây giờ thời đại này ai đáng sợ nhất? Thần trên bảng cường giả. Xếp hạng càng đến gần trước, càng đáng sợ. Tiêu Phong liền là một cái trong số đó. Tiêu Phong đại nhân chúng ta sai, là chúng ta có mắt không tròng. Đám người quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Không dám nói nhiều. Tiêu Phong một mặt đắc ý, rất là hưởng thụ loại thực lực này địa vị mang tới khoái cảm. Kỳ thực hiện tại đều không tới phiên hắn ra tay, chỉ cần sáng gương mặt này, đối thủ liền nghe tin đã sợ mất mật. Toàn bộ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nơi nào cần hắn tự mình ra tay. Có được như vậy địa vị về sau, Tiêu Phong ngay lập tức nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Hơi chế bối hướng trưởng bối khoe khoang thành quả, muốn lấy được tán dương ý tứ.
Sư phụ, hiện tại ta không sai à? Tiêu Phong cười hỏi. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, có thể. Sư phụ như trước kia không giống. Hiện tại thần bảng cùng chuẩn thần bảng quá mức có quyền uy tín. Trước mắt nhằm vào lên bảng cường giả chưa từng xuất hiện mảy may sai lầm. Trên cơ bản xếp hạng đều là thật, không có giả, hơn nữa còn là mặt hướng toàn thế giới. Hiện tại làm việc, ta đều không cần động thủ, chỉ cần lộ ra ta thần bảng thân phận, tất cả mọi người lập tức thần phục cùng ta. Tiêu Phong giải thích nói. Ý tứ rất đơn giản. Chỉ cần hắn soát gương mặt này, toàn thế giới khắp nơi đều phải cho hắn mở đường. Đúng đúng đúng, Tiêu Phong đại nhân nói không sai. Xác thực dạng này, nhìn thấy Tiêu Phong đại nhân, chúng ta liền sợ. Nơi nào còn dám động thủ a? Hôm nay chuyện này coi như chúng ta, Tiêu Phong đại nhân, chúng ta nhất định cầm bảo vật đến bồi thường. Chỉ cầu ngươi vòng qua chúng ta một mạng. Chấm. Tiêu Phong rất hưởng thụ loại địa vị này mang tới a du nịnh hót. Có thể tại sư phụ trước mặt có loại hiệu quả này, quả thực không nên quá thoải mái. Thời đại mới tiến đến về sau, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn nói cho Diệp Quân Lâm, sư phụ ta trò giỏi hơn thầy. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Hắn sao có thể không kích động? Ai khi dễ sư phụ ta, muốn chết. Lại từng người cường giả đi vào. Đây là thần bảng 127 viên hán nghe. Thần bảng 188 địch kiêu không? Vị này là thần bảng 287. Vị này là thần bảng 654. Chấm. Diệp Quân Lâm các đồ đệ một cái tiếp một cái đi vào. Cái này đến nhục nhã Diệp Quân Lâm cùng giết Lý Tử Nhiễm người đều dọa sợ. Nguyên lai năm đó Diệp Quân Lâm các đồ đệ đáng sợ như vậy à? Người đồng đều thần bảng cường giả. Gần như tất cả đồ đệ đều tại thần bảng hoặc là chuẩn thần bảng hàng đầu. Nói thật, dựa theo trước mắt thành tích đến nói, đều cho Diệp Quân Lâm không chịu thua kém. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm không vui vẻ à? Có tác dụng gì đâu? Tốc thành thôi. Mấu chốt nhất chính là Diệp Quân Lâm đã huynh đệ này các đồ đệ khắc khổ cố gắng, làm việc kỹ lưỡng. Tu luyện loại chuyện này xưa nay không mập mờ, liều mạng đi làm. Nhưng dạng này ngược lại sẽ bị che đậy. Rõ ràng là công pháp dược tề những cái này tốc thành để bọn hắn trong thời gian ngắn thực lực đề cao, dễ dàng để bọn hắn tưởng lầm là khắc khổ cố gắng của mình được đến. Cho nên bọn hắn đối với cái này không có bất luận cái gì hoài nghi. Chỉ coi là mình cố gắng. Còn có chúng ta đâu. Chấm. Từng đạo thanh âm truyền đến. Kỳ Lân, Thanh Long bọn hắn từng cái xuất hiện. Còn có kiếm tà thần bọn hắn. Hôm nay là bọn hắn ước định cẩn thận thời gian. Cùng đi kiểm tra hạ trước mắt Diệp Quân Lâm tình trạng cơ thể, lại tập hợp một chút phương pháp vân vân. Thần bảng 39 Kỳ Lân. Thần bảng 43 Bạch Hổ. Chấm. Những người này xuất hiện, càng là đem đám người dọa sợ. Lần này xuất hiện đều là thần bảng cường giả, lại đều là bài danh phía trên. Chí ít xếp tại trước bảng top 500. Khủng bố. Quá khủng bố. Vốn cho là thời đại này, Diệp Quân Lâm đã bị từ bỏ. Nhưng nơi nào muốn lấy được, đám người này như vậy giữ gìn Diệp Quân Lâm. Có bọn họ, ai dám lại cử động Diệp Quân Lâm một đầu ngón tay a? Đáng sợ. Thật đáng sợ. Những người này toàn bộ té quỵ dưới đất run lẩy bẩy, dọa nước tiểu. Tiêu Phong một cái liền dọa nước tiểu. Lần này đến nhiều như vậy thần bảng cường giả, hồn đều dọa không có. Cút! Ai còn dám chạy tới đụng đến ta sư phụ, giết không tha. Đuổi tới chân trời góc biển, ta Tiêu Phong nhất định giết hắn. Còn có chúng ta. Các đại thần bảng cường giả tỏ thái độ, cái này những người này dọa sợ. Từng cái dọa đến tè ra quần, cũng không dám lại đến. Lý Tử Nhiễm lòng còn sợ hãi mà nói, may mắn các ngươi đến. Không phải chúng ta thật có nguy hiểm. Có ta ở đây, có thể có cái gì nguy hiểm? Diệp Quân Lâm khinh thường nói. Hắn đều chuẩn bị muốn xuất thủ. Kết quả đồ đệ các huynh đệ đều đến. Lần nữa xáo trộn. Ngươi chẳng lẽ không biết vừa mới khoảng chừng 6 tên thần bảng cường giả sao? Là ngươi có thể đối phó sao? Lý Tử Nhiễm chừng Diệp Quân Lâm liếc mắt. Sư mẫu không thể nói như thế. Sư phụ vẫn là rất mạnh. Tiêu Phong quay đầu nhìn Diệp Quân Lâm nói, mới thần bảng tuyên bố về sau, sư phụ ta nhìn thấy ngài cũng tới bảng. Chuẩn thần bảng hơn 8.000 tên. Những người khác rối rít nói, đúng, cái này đã tính không sai xếp hạng, đã là đã trên trung đẳng trình độ. Kỳ Lân mấy người lập tức đánh gãy, các ngươi nói cái gì đó. Đối với lão đại đến nói,
chỉ là một cái chuẩn thần bảng hơn 8.000 tên tính không sai. Các ngươi quá khéo léo lão đại, dù là lão đại hiện tại là cái bài danh này, nhưng rất nhanh hắn sẽ từng bước một tiến về phía trước. Chấm. Tiêu Phong nhìn xem Diệp Quân Lâm nói, sư phụ, ta tin tưởng ngươi sẽ rất nhanh thích ứng thời đại này. Thực lực ngươi cũng sẽ chậm rãi tăng lên, hy vọng ngươi sớm ngày vượt qua chuẩn thần bảng cái này khảm, tiến vào thần bảng. Kỳ Lân mấy người nói, đúng, không sai. Lấy lão đại tư chất, nếu như đạt được tốt tài nguyên, thực lực tăng lên là rất nhanh sự tình. Vượt qua chúng ta cũng không phải là không thể. Diệp Quân Lâm lắc đầu, không cần. Cái gì chó má thần bảng ta không cần lên, bên trên cũng vô dụng. Thần bảng thứ nhất Hắc Ám Thượng Đế đều bị hắn tùy tiện giết. Loại này yếu gà bảng danh sách cũng xứng. Đừng nói, vẫn là cho lão đại kiểm tra hạ tình trạng cơ thể như thế nào a. Chu Tước đề nghị. Rất nhanh mọi người bắt đầu kiểm tra Diệp Quân Lâm tình trạng cơ thể, nhìn xem Mã Nhã công nghiệp vũ khí là không phát tác. Ừm, không thích hợp a. Nói thế nào? Chu Tước lời này mới ra, tất cả mọi người xông tới. Đều khẩn trương. Coi là xảy ra chuyện gì? Chu Tước lông mày đám, kinh ngạc nói, không có khả năng a. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng làm sao rồi? Mọi người càng phát khẩn trương. Lão đại thân thể không có một chút điểm tình trạng, tốt. Hoàn toàn không có việc gì, thật giống như Mã Nhã công nghiệp vũ khí mất đi hiệu lực đồng dạng. Chu Tước kinh ngạc nói. Nàng dùng dụng cụ quét hình Diệp Quân Lâm thân thể, phát hiện bất kỳ địa phương nào đều là tốt. Cũng không có phát hiện cái gì đặc thù nguyên tố tại. Cái này làm trái lẽ thường a. A, cái này chuyện gì xảy ra? Không có khả năng. Một khi bị Mã Nhã công nghiệp vũ khí làm bị thương, đặc thù nguyên tố tất nhiên sẽ tại thể nội phát tác, một chút xíu ăn mòn rơi. Bất luận kẻ nào đều không tránh khỏi, cho dù là thần bảng thứ nhất Hắc Ám Thượng Đế đều không ngoại lệ. Lão đại lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tránh khỏi. Chấm. Lần này làm cho tất cả mọi người phạm khó xử. Đều tại phân tích đoán được đấy là chuyện gì xảy ra. Hiện tại ta phán đoán hẳn là Côn Luân công nghiệp ức chế dược tề đưa đến tác dụng. Tạm thời là áp chế đặc thù nguyên tố phản ứng phát tác. Đối với Côn Luân công nghiệp ức chế dược tề, chúng ta rất sớm đã tại làm. Hiệu quả phương diện vẫn là có nhất định bảo hộ, điểm ấy ta rất khẳng định. Chu Tước nói. Phân tích nơi này, mọi người nhao nhao lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thật sự là quá tốt. Dược vật này có ức chế tác dụng, có thể cho chúng ta đầy đủ thời gian, từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Đúng a, như vậy thật sự là quá tốt. Chúng ta có thể có đầy đủ thời gian đi tìm trung cực biện pháp giải quyết. Không đi tìm không biết, nguyên lai có rất nhiều thế lực đều đang nghiên cứu trừ tận gốc biện pháp. Không ít đều thu hoạch được rất tốt hiệu quả. Ta tin tưởng thời gian đầy đủ, nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Cho nên lão đại ngươi không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi còn sống. Chấm. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật các ngươi không cần lo lắng cho ta, vì ta lãng phí thời gian. Ta một chút việc đều không có. Cái kia đặc thù nguyên tố nói trắng ra không phải liền là độc sao. Loại độc này tổn thương không đến ta. Tiêu Phong lập tức nói, sư phụ, người bây giờ không có việc gì. Là bởi vì Côn Luân công nghiệp ức chế dược tề tại tác dụng. Sớm tối cái này nguyên tố sẽ miễn dịch dược tề, đến lúc đó dược tề cũng ngăn không được. Đúng a, hiện tại là bởi vì phục dụng dược tề nguyên nhân. Cho nên không có việc gì. Ngươi liền nghe chúng ta. Chấm. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ. Giải thích thế nào, bọn hắn cũng sẽ không nghe. Mà lại hắn căn bản cũng không có phục dụng dược tề a. Lão đại ta cảm thấy thừa dịp khoảng thời gian này, ngươi có thể tăng lên mình thực lực nhìn xem, ta cảm thấy đối đặc thù nguyên tố áp chế cũng hữu dụng. Thanh Long nói. Lời này mới ra, lập tức đạt được những người khác duy trì. Biện pháp này không tệ a. Nhất tiễn xong điêu a. Đã để cho lão đại thực lực tăng lên, cũng sẽ để cho lão đại tự hành ức chế đặc thù nguyên tố. Chấm. Thanh Long nhìn đám người một cái nói, cho nên, hiện tại chính là mọi người cùng nhau phát huy thời điểm. Ừm. Đám người nhao nhao sững sờ. Không biết Thanh Long lời này là có ý gì. Chỉ thấy Thanh Long lấy ra mấy quyển sách đến, đưa cho Diệp Quân Lâm, lão đại, đây là ta luyện công pháp và phụ trợ phương pháp. Còn có dược tề chờ ta một chút đều mang đến. Ngươi bắt đầu luyện hẳn là rất nhanh, không hiểu cũng có thể hỏi ta. Mọi người minh bạch, hóa ra là Thanh Long lấy ra tuyệt kỹ của mình đến giao cho Diệp Quân Lâm, để hắn thực lực tăng lên.
nhìn thấy đây hết thảy, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thanh Long là không chút nào giữ lại, đem hết thảy đều lấy ra. Ta cũng có thể. Kỳ Lân tỏ thái độ, đem tuyệt kỹ của mình cũng đem ra. Còn có ta. Tiêu Phong cũng đem hết thảy đều đem ra. Chấm. Mọi người một cái tiếp một cái, không giữ lại chút nào, toàn đem ra. Cái này nếu để cho ngoại nhân biết, đoán chừng đều chấn kinh đến bạo tạc. Đây chính là một đám thần bảng cường giả bí mật bất truyền A, là tuyệt kỹ của bọn hắn A. Kết quả cho hết Diệp Quân Lâm một người. Những cái này thế nhưng là thần bảng cường giả tuyệt kỹ bí mật A. Giá trị liên thành. Thậm chí có thể nói là bảo vật vô giá. Không biết có bao nhiêu người muốn lấy được. Đoán chừng ở trong đó một quyển sách truyền đi, liền có thể rước lấy mấy vạn người tranh đoạt. Bây giờ Diệp Quân Lâm trước người có trọn vẹn hơn 10 vị thần bảng cường giả tuyệt kỹ. Công pháp, phụ trợ phương pháp, một chút hiện đại kỹ thuật, dược tề, thần khí những cái này cộng lại trọn vẹn hơn ngàn kiện. Đa ương huynh đệ này các đồ đệ đối Diệp Quân Lâm thật đúng là không giữ lại chút nào. Bất kỳ vật gì đều lấy ra. Lão đại, những vật này ngươi cũng cầm, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, hoặc là để ngươi sức chiến đấu tăng lên. Đúng, có đôi khi chúng ta không thể kịp thời xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Phải dựa vào những cái này bảo mệnh, không phải gặp nguy hiểm à. Bọn hắn lại lấy ra một chút đồ vật bảo mệnh. Hiện tại vì Diệp Quân Lâm, bọn hắn thật sự là lo lắng. Thứ gì đều bỏ được lấy ra. Nghĩ trăm phương ngàn kế cam đoan Diệp Quân Lâm an toàn, để hắn mạnh lên. Lão lớn nhiều như vậy công pháp tuyệt kỹ, luôn có thích hợp ngươi. Chúng ta tin tưởng lấy tư chất của ngươi, tăng thêm cố gắng. Rất nhanh liền sẽ giết vào thần bảng. Chúng ta chờ ngươi siêu việt chúng ta. Đám người một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Quân Lâm. Cứ việc thần bảng là cái gì yếu gà bảng danh sách. Diệp Quân Lâm đã mạnh đến bao trùm hết thảy. Thế nhưng là hắn chân tâm thật ý cảm nhận được huynh đệ các đồ đệ tâm. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều là đứng tại phía bên mình. Có bọn hắn thật tốt. Thế nhưng là ta thật không dùng được. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ nói. Hắn không muốn thương tổn Đá Ưng huynh đệ này nhóm trái tim. Nhưng hắn thật không cần a. Đừng nhìn những vật này tùy tiện truyền đi đồng dạng, liền làm thế giới oanh động. Nhưng tại Diệp Quân Lâm nơi này, thật cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Lúc này Lý Tử Nhiễm thanh âm vang lên, các ngươi cũng đừng đưa đi. Hắn chướng mắt, hắn mới sẽ không luyện những cái này. Hắn luyện vẫn là hắn 3 năm trước đây đồ vật, hắn còn để ta cũng luyện, nói đây mới là tốt nhất công pháp, không có cái thứ hai. Nghe vậy, tất cả mọi người là sững sờ. Lý Tử Nhiễm nói công pháp là cái gì, tất cả mọi người minh bạch. Dù sao tại 3 năm trước đây, tất cả mọi người là môn công pháp này người được lợi. Lúc trước Diệp Quân Lâm dốc túi tương thụ, đem hết thảy không giữ lại chút nào truyền thụ cho bọn hắn. Bọn hắn đều chiếm được không ít chỗ tốt. Nhất là Thanh Long Kỳ Lân bọn hắn nhảy lên trở thành cường giả, đuổi theo Diệp Quân Lâm bước chân. Nhưng thời đại này, nhắc lại môn công pháp kia, thật rất không cần phải. Kia rõ ràng chính là đặt nền móng dùng. Nhất là mỗi người bọn họ đều đánh tốt cơ sở về sau, luyện thêm cái này công pháp cơ bản, căn bản không có tác dụng gì. Thấy hiệu quả đặc biệt chậm. Thậm chí không có hiệu quả. Tại cái này người người đều có kỳ ngộ trở thành cao thủ tuyệt thế thời đại, luyện thêm loại công pháp này, căn bản chính là chờ lấy muốn bị đào thải. Câu kia kinh điển lời nói, trì trệ không tiến chính là lui bước. Ở thời đại này chính là tiến bộ hơi chậm một chút, chính là lui bước. Lão đại chúng ta không thể không nói cho ngài một sự thật, môn công pháp kia đặt nền móng đủ. Nhưng chính xác đào thải, ở thời đại này hoàn toàn không được. Mà lại loại này đặt nền móng dùng phương pháp bây giờ có thể tìm ra mấy vạn loại đến, đồng thời càng khoa học càng hợp lý. Chấm. Kỳ Lân mấy người nói. Tiêu Phong cũng trợn mắt nhìn Diệp Quân Lâm, đúng vậy a, sư phụ. 3 năm trước đây đồ vật hoàn toàn chính xác bị đào thải. Người ánh mắt hẳn là nhìn về phía trước, không thể lại trông coi đi qua đồ vật, ở trong đó tùy tiện một môn công pháp liền so ngươi cái này mạnh gấp trăm ngàn lần. Ngươi liền chọn một luyện đi. Đúng a, ngươi liền chọn một luyện đi, chúng ta cam đoan thực lực của ngươi sẽ tăng lên, không chơi hư, thực lực tăng lên không được, ngươi tìm đến chúng ta. Chấm. Đám người nhao nhao khuyên. Được rồi, ta thay hắn nhận lấy, ta chậm rãi khuyên hắn luyện đi, trong lúc nhất thời thuyết phục hắn, không có khả năng. Hắn tính tình rất bướng bỉnh, mà lại thích sĩ diện. Lý Tử Nhiễm lên tiếng, còn nhận lấy hết thảy.
chị dâu chúng ta cũng cho ngươi tìm tới khôi phục biện pháp. Hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục thực lực, ngươi cũng phải khuyên nhiều khuyên lão đại để hắn tranh thủ thời gian dùng. Đám người thở dài một hơi. Chỉ cần Lý Tử Nhiễm nhận lấy. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Quân Lâm nhất định sẽ đi dùng. Hắn là tại bọn hắn những huynh đệ này đồ đệ trước mặt ngượng nghịu mặt mũi. Đúng rồi, lão đại chị dâu, về sau có người lại đến báo thù riêng, chúng ta không có ở đây, các ngươi trực tiếp báo thân phận của chúng ta liền tốt. Chúng ta nếu không chừa chút chứng minh thân phận chúng ta tín vật. Hiện tại không biết ta cùng lão đại quan hệ nhiều người đi. Chỉ cần thấy được chứng minh thân phận chúng ta tín vật, chắc hẳn bọn hắn sẽ không động. Chấm. Kỳ lân bọn hắn lưu lại một đống có thể chứng minh thân phận tín vật. Hiện tại bọn hắn là thần bảng cường giả. Ở thời đại này, thần bảng là áp đảo đám người phía trên. Chỉ cần nâng lên thần bảng, ai không sợ. Tốt, có thể. Lý Tử Nhiễm lại đem tất cả chứng minh thân phận tín vật thu sạch dưới. Tốt, như vậy, chúng ta cứ yên tâm. Mọi người tiếp tục dựa theo phân công, đi tìm biện pháp giải quyết. Thanh Long đám người lại rời đi. Tất cả mọi người đi tiếp tục làm việc, phải vì Diệp Quân Lâm tìm kiếm biện pháp giải quyết. Chấm. Bọn hắn rời đi về sau, Lý Tử Nhiễm nghiêm túc đối Diệp Quân Lâm nói. Ta biết ngươi tính tình ngạo, nhất là hiện tại đồ đệ truyền thụ cho ngươi công pháp cái gì, ngươi khẳng định không thể tiếp nhận. Nhưng ngươi cũng không cần phụ lòng bọn hắn một phen tâm ý. Như vậy đi, ngươi cũng không cần đơn độc học tập công pháp của bọn hắn. Ngươi có thể đem bọn hắn tất cả mọi thứ đều dung hợp được. Lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã, đi ra thuộc về mình một con đường đến. Ta tin tưởng ngươi là có năng lực như thế, ngươi nhất định có thể làm đến. Chấm. Lý Tử Nhiễm đề nghị này rất thành khẩn. Đã không cô phụ Kỳ Lân ý tốt của bọn họ, cũng sẽ không để Diệp Quân Lâm khó xử, còn để hắn thực lực đề cao. Một mũi tên trúng ba con chim. Nếu là trước kia, Diệp Quân Lâm có lẽ sẽ thật làm như thế. Đem các loại công pháp dung hợp lại cùng nhau. Trước đó hắn chính là làm như vậy, thông qua cấm kỵ thuật biến hóa ra rất nhiều tuyệt kỹ của mình. Thậm chí tại Hắc Ám Lao Lung bên trong, còn đem cấm kỵ thuật cùng mình luyện qua những vật khác toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Nhưng cuối cùng phát hiện con đường này có thể trở nên siêu cấp cường đại. Lại không thể biến thành mạnh nhất. Hiện tại cũng giống như vậy. Nếu như Diệp Quân Lâm đi đem những này tất cả công pháp tuyệt kỹ dung hợp được, sẽ sáng tạo ra mạnh vật lớn đến. Thực lực tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Lại không thể trở thành mạnh nhất. Lý Tử Nhiễm nhìn xem Diệp Quân Lâm cười cười, thử xem đi, ta biện pháp này ngươi có thể tiếp nhận. Cái này không có mất mặt gì, ngươi nếu là sáng tạo ra, liền là chính ngươi đồ vật. Không cần, ta không cần những cái này. Diệp Quân Lâm trực tiếp cự tuyệt. Lý Tử Nhiễm hỏi, ngươi chẳng lẽ muốn tiếp tục luyện 3 năm trước đây đồ vật a? Diệp Quân Lâm gật gật đầu, đúng. Không sai, liền luyện ta con đường của mình liền tốt, luyện tạp không nhất định là chuyện tốt. Lý Tử Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, vậy được rồi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể luyện ra thành quả đến, mặc dù hy vọng xa vời. Sư phụ lúc gặp mặt, còn muốn để ta luyện công pháp của ngươi. Chẳng qua nàng cũng tôn trọng lựa chọn của ta, để ta tự hành lựa chọn, ta vẫn là lựa chọn phương pháp của mình, bởi vậy ta cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi. Diệp Quân Lâm cười cười, tốt. Đúng, ngươi thấy sư phụ bộ mặt thật rồi, khẳng định cũng là nàng là xem ở ta trên mặt mũi. Mới có thể lấy bộ mặt thật gặp người, cũng là bởi vì ta mới không có làm khó ngươi. Bây giờ suy nghĩ một chút, đối với Diệp Quân Lâm biết Hắc Ám Thượng Đế bộ mặt thật sự tình, nàng rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Cũng là bởi vì nàng nguyên nhân. Lý Tử Nhiễm giao phó một ít chuyện về sau, mình chạy tới khôi phục. Diệp Quân Lâm vừa định tra một chút, lại tiếp vào Minh Tà Thần bọn hắn gửi tới tin tức. Xảy ra chuyện. Có người hướng Hắc Ám Thượng Đế phát ra khiêu chiến. Mới thần bảng công bố về sau, Hắc Ám Thượng Đế vẫn như cũ ổn liệt đệ nhất. Đồng thời bởi vì Diệp Quân Lâm một quyền tại phương Tây Châu náo ra động tĩnh khổng lồ, khiến cho Hắc Ám Thượng Đế cao cao tại thượng. Nhưng cuối cùng có người vẫn là kìm nén không được. Cảm thấy bảng danh sách không công chính. Muốn trực tiếp hướng Hắc Ám Thượng Đế khởi xướng khiêu chiến. Đến tranh đoạt thần bảng vị trí thứ nhất. Lần này cần cùng Hắc Ám Thượng Đế khởi xướng khiêu chiến khoảng chừng 4 người. Thần bảng thứ 9, thần bảng thứ 7, thần bảng thứ 5 cùng thần bảng thứ 4. Bọn hắn tìm tới Thánh Kinh tổ chức, muốn khởi xướng khiêu chiến.
Nhưng hôm nay Hắc Ám Thượng Đế bản tôn thế nhưng là Diệp Quân Lâm. Minh Tà Thần bọn hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hết thảy nói cho Diệp Quân Lâm, hỏi thăm hắn ý tứ. Tốt, rất tốt, đáp ứng bọn hắn ước chiến, lại hướng toàn thế giới phát ra thông cáo, muốn tìm ta khiêu chiến cùng đi. Diệp Quân Lâm nói, minh bạch. Sau đó, Thánh Kinh tổ chức lấy Hắc Ám Thượng Đế danh nghĩa phát ra tin tức, muốn khiêu chiến hắn tại 3 ngày về sau toàn bộ đến. Trước mắt đã có 4 vị thần bảng trước 10 cường giả tới khiêu chiến. Tin tức mới ra, thế giới oanh động. Cái này rất có thể sẽ xuất hiện mới cách cục. Vạn nhất xuất hiện cái gì ẩn thế cao thủ, đem Hắc Ám Thượng Đế đánh bại, vậy sẽ là mới lịch sử. Chẳng qua tại 99% người xem ra, Hắc Ám Thượng Đế cái này thần bảng đầu tiên là không thể chiến thắng. Lý Tử Nhiễm biết tin tức về sau, nàng cười lạnh, không có người so ta biết sư phụ khủng bố đến mức nào. Dù ai cũng không cách nào chiến thắng nàng. Không có người, thần bảng thứ nhất chính là thần bảng đệ nhất, các lớn cơ cấu ước định sẽ không ra một chút xíu sai lầm. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể chiến thắng. Kia vì sao bị một quyền của mình cho đánh chết rồi. Chẳng qua nàng lời này cũng xác thực không sai. Hiện tại mình mới là Hắc Ám Thượng Đế. Xác thực không thể chiến thắng. Diệp Quân Lâm không có đem đây hết thảy coi ra gì, đến bao nhiêu người đều không có việc gì. Dù sao đều là một quyền sự tình. Làm sao, ngươi không tin. Nghe được Diệp Quân Lâm cười lạnh. Lý Tử Nhiễm không khỏi nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ta tin tưởng. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ gật đầu. Hắc Ám Thượng Đế hiện tại chính là hắn a, hắn sao có thể không tin. Lý Tử Nhiễm một mặt kiêu ngạo. Sư phụ ra tay liền không có chiến thắng không được đối thủ. Ngươi chờ nghe tin tức đi. Diệp Quân Lâm. Tâm hắn nghĩ vẫn là tiêu vào luyện công pháp cơ bản cùng tìm kiếm chư thần phòng thí nghiệm tung tích bên trên. Nhưng ngoại giới đã vỡ tổ. Đối với Hắc Ám Thượng Đế, tất cả mọi người còn không biết đến ra tay. Cái này là lần đầu tiên. Đối với Tiêu Phong bọn hắn lưu lại công pháp những cái này những cái kia, Diệp Quân Lâm là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Nhưng hắn không nhìn. Không có nghĩa là những người khác không nhìn. Lý Triệu hai nhà người vụng trộm đến, bọn hắn trong phòng đã tại bắt đầu chọn lựa công pháp tuyệt kỹ. Đây chính là thần bảng cường giả. Tương đương với tuyệt thế bảo bối A. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bây giờ trước mắt bày hơn ngàn kiện, đây hết thảy quá điên cuồng. Đây là ta trước nhìn chúng. Cái này ta muốn, các ngươi đi chọn cái khác. Chấm. Lý Triệu hai nhà người, đều cùng như bị điên. Đang điên cuồng cướp đoạt công pháp thần khí vân vân. Từng cái bản tính lộ rõ. Các ngươi nói Diệp Quân Lâm có phải là não tàn, cấp cao nhất công pháp đặt vào không cần, đi luyện 3 năm trước đây phá ngoạn ý. Tuyệt đối, chính là có bệnh, cái này nhưng đều là cấp cao nhất, hắn trang cái gì đâu, coi là mình đồ vật so những cái này mạnh. Ha ha, quả thực buồn cười, trong này tùy tiện sách ra tới một kiện, so công pháp của hắn mạnh hơn mấy trăm lần. Chấm. Đang lúc này, Lý Tử Nhiễm đi tới. Nàng phẫn nộ trừng mắt đám người, các ngươi đang làm gì? Mau thả hạ, đây là bọn hắn để lại cho Quân Lâm, các ngươi không thể lấy đi. Nàng ngăn lại đám người. Tử Nhiễm, Diệp Quân Lâm cái này đồ đần đều không luyện, bạch bạch đặt vào, không phải lãng phí sao, còn không bằng cho chúng ta. Những người khác cũng rối rít hùa theo, đúng a, hắn lại không luyện, đồ tốt như vậy không thể bạch bạch đặt vào a. Những cái này Diệp Quân Lâm không muốn rác rưởi. Bị bọn hắn phụng như thánh vật. Đứng đầu nhất đồ vật. Sau khi thấy được, từng cái trong mắt đều đang tỏa sáng, cùng như bị điên. Này chủ yếu cũng là bởi vì những vật này ở thời đại này xem như bảo tàng. Có thể không điên cuồng mới là lạ. Huống chi chúng ta đều là người một nhà, ai luyện không phải đồng dạng. Cũng chỉ có Diệp Quân Lâm cái này đồ đần không biết hàng. Cái này cấp cao nhất đồ vật không muốn. Chấm. Đám người một bên đang giễu cợt Diệp Quân Lâm, một bên đem những cái này đồ tốt chia cắt. Tử Nhiễm, ngươi không phải muốn để Diệp Quân Lâm luyện sao? Không bằng dạng này, đem những vật này phân cho chúng ta, để chúng ta đi luyện. Chúng ta cấp tốc trở thành cường giả, Diệp Quân Lâm biết hiệu quả về sau, liền sẽ luyện. Đúng đúng đúng, là cái này lý. Còn nữa nói, đồ tốt muốn cùng một chỗ chia sẻ a. Nếu như chúng ta cường đại, cũng có thể bảo hộ các ngươi. Không phải chúng ta quá yếu, luôn luôn vướng víu cũng không tốt. Chấm. Đám người vừa nói như vậy, Lý Tử Nhiễm ngược lại là cảm thấy có lý.
gia tộc cường đại xác thực có rất nhiều chỗ tốt. Huống hồ nàng lại nghĩ ngăn cản, cũng không ngăn cản nổi. Đám người này chia cắt xong, trực tiếp chạy. Lý Tử Nhiễm cũng không thể từng cái đi muốn trở về. Mà lại hiện tại Lý Tử Nhiễm thực lực tuyệt không khôi phục, cưỡng ép muốn cũng phải không tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đồ vật bị chia cắt sự tình, Lý Tử Nhiễm nói cho Diệp Quân Lâm. Ai, không quan trọng, dù sao ta không luyện, chẳng qua phụ lòng Tiêu Phong ý tốt của bọn họ, về sau ta sẽ đền bù bọn hắn. Diệp Quân Lâm nói. Diệp Quân Lâm đền bù tuyệt đối là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. So với bọn hắn cho những vật này đến nói, quả thực là trên trời cùng dưới mặt đất khác nhau. Lý Tử Nhiễm gật gật đầu, vậy thì tốt, chuyện này ta liền không nói cho Kỳ Lân bọn hắn. Ừm, tốt. Chấm. Rất nhanh 3 ngày thời gian trôi qua. Diệp Quân Lâm mượn cớ rời đi. Kỳ thực chạy tới lấy Hắc Ám Thượng Đế thân phận ứng chiến. Lúc này Tiêu Phong cùng mấy người xuất hiện. Bọn hắn một mặt là muốn nhìn một chút Diệp Quân Lâm tình huống, nhưng chính yếu nhất chính là muốn nhìn một chút Diệp Quân Lâm phải chăng đang luyện bọn hắn vật lưu lại. Bọn hắn vụng trộm tìm một vòng, tuyệt không phát hiện bọn hắn lưu lại công pháp tuyệt kỹ những vật này. Tăng thêm Diệp Quân Lâm mượn cớ rời đi, tất cả mọi người coi là Diệp Quân Lâm chạy tới bế quan tu luyện. Ha ha ha, sư phụ cuối cùng vẫn là lựa chọn công pháp của chúng ta a. Đây chính là chuyện tốt một kiện, ha ha ha. Tiêu Phong bọn hắn đều cười lớn. Kỳ thật đâu, sư phụ đối với tình thế đối với thời đại này hết thảy đều nắm giữ, đối với mình nhận biết cũng có. Nhưng cuối cùng vẫn là khỏi bị mất mặt. Chẳng qua ngẫm lại cũng là, nhà ai sư phụ trái lại muốn đi theo đồ đệ tu luyện, muốn đồ đệ cho công pháp cho đồ đâu. Còn không phải sao, có thể kéo xuống mặt mũi rất khó kỳ thật, người ta đều không nhất định có thể làm đến. Chẳng qua chúng ta may mắn chính là sư phụ còn là tu luyện. Nghe sư mẫu trước đó nói sư phụ cực khả năng đi một con đường, dung hợp các phương công pháp, hình thành mình hệ thống cùng đồ vật. Ta có chút chờ mong, rất xem trọng sư phụ, tranh thủ sớm ngày có thể nhìn thấy hắn tại thần trên bảng siêu việt người ta. Chấm. Bọn này các đồ đệ rất vui vẻ. Tiêu Phong rất mau đưa tin tức nói cho Kỳ Lân Thanh Long bọn hắn. Những người khác nghe được cũng thật cao hứng. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng là vì Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm tốt, mọi người liền vui vẻ. Người người cũng bắt đầu cảm thán, không lâu sau đó, sợ là thần trên bảng muốn bao nhiêu một cái đi qua danh tự. Chấm. Bọn hắn chờ mong Diệp Quân Lâm lên bảng. Mà giờ khắc này lấy thần bảng thứ nhất thân phận Diệp Quân Lâm đi vào Thánh Kinh tổ chức, tiếp nhận đông đảo người khiêu chiến. Trừ 13 vị thần bảng cường giả bên ngoài, còn có 28 tên tuyệt không tại thần bảng cùng chuẩn thần trên bảng cường giả cũng tới khiêu chiến. Bọn hắn là chưa hề xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Toàn thế giới chú mục một trận chiến. Cái này hơn 20 tên chưa hề lộ diện cường giả vừa xuất hiện, thế nhân đều chấn kinh. Cường đại. Cường đại trước nay chưa từng có. Không thể so thần bảng các cường giả kém. Kích động. Chẳng ai ngờ rằng đột nhiên sẽ xuất hiện nhiều như vậy cường giả, tới khiêu chiến thần bảng đệ nhất. Bọn hắn đoán chừng hiện tại cũng muốn thành danh, tốt nhất thành danh phương thức chính là khiêu chiến thời đại này nhất quyền uy bảng danh sách. Trực tiếp khiêu chiến thần bảng đệ nhất nhân. Chẳng qua chân chính đáng xem vẫn là thần bảng trước 13 người. Thần bảng thứ 9 huyết tổ. Thần bảng thứ 7 đông đảo quỷ nhận. Thần bảng thứ 5 hắc ám bá chủ hẹn vung. Thần bảng thứ 4 mã nhã công nghiệp man vương. Chấm. Dù sao bọn hắn thành danh đã lâu. Mà lại vào chỗ liệt bảng danh sách trước mao. Những người khác mạnh thì có mạnh, nhưng cũng không nhận ra. Bởi vậy xem chút đều trên người bọn hắn. Ước chiến địa điểm chọn tại phương Tây Châu nơi nào đó. Đông đảo người xem chiến, gần như toàn thế giới ánh mắt đều hội tụ ở đây. Tại vạn chúng trong chờ mong, Hắc Ám Thượng Đế ra sân. Cùng lên đi, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn lướt qua đi qua. Có thể cùng chết đi Hắc Ám Thượng Đế sánh ngang một cái đều không có. Chính là một cái có thể đánh đều không có. Diệp Quân Lâm một chút liền không có hứng thú. Cùng tiến lên, đều giải quyết được rồi. Cuồng vọng, ta tới khiêu chiến ngươi. Thần bảng thứ 9 huyết tổ đã kìm nén không được, lập tức vọt lên. Đáng sợ khí tức cùng lực lượng để toàn trường đều là chấn động. Cút! Diệp Quân Lâm đấm ra một quyền. Huyết tổ bị nháy mắt đánh bay ra ngoài.
thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, ầm vang nổ tung. Biến mất tại trước mắt mọi người. T. Toàn trường đều là đổ rút khí lạnh thanh âm. Huyết tổ mạnh bao nhiêu? Mấy năm này tất cả mọi người kiến thức đến. Hoàn toàn thức tỉnh huyết tổ căn bản chính là không cách nào đánh bại tồn tại. Nói cách khác, chính là giết không chết. Hắn sở dĩ đứng hàng thần bảng thứ 9, cũng là bởi vì căn bản là không có cách giết chết, người khác không làm gì được hắn. Huyết tổ thân thể cứng rắn đến thần khí đều không thể xuyên thấu, chớ nói chi là cái khác. Nhưng tại hôm nay, lại bị Diệp Quân Lâm một quyền đánh không có. Thân thể trực tiếp nổ tung. Chấn kinh. Toàn thế giới chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có loại chuyện này phát sinh. Hắc ám thượng đế mạnh như vậy. Còn lại ba vị thần bảng cường giả cùng còn lại muốn khiêu chiến không biết tên các cường giả đều run lên trong lòng. Ta đến. Thần bảng thứ 7 đông đảo quỷ nhận ra tay. Hắn lấy quỷ mị kỹ pháp lấy xưng. Nhưng mặc cho ngươi có mọi loại kỳ môn pháp kỹ, Diệp Quân Lâm chính là một quyền. Oanh. Quỷ nhận đủ loại đùa nghịch một trận, bị Diệp Quân Lâm một quyền đánh bay. Thần bảng thứ 5 hắc ám bá chủ hẹn vung cũng là đùa nghịch nửa ngày hoa sống, cũng bị Diệp Quân Lâm đấm ra một quyền đi. Thần bảng thứ 4 mã nhã công nghiệp man vương, tất cả mọi người coi là, dù là hắn không địch lại, cũng có thể tại Diệp Quân Lâm thủ hạ kiên trì một hồi. Nhưng vẫn là một quyền sự tình. Giống như tại Diệp Quân Lâm trước mặt, người người bình đẳng. Sẽ không công pháp phổ thông cùng thần bảng cường giả đỉnh cao đều là giống nhau. Bởi vì đều là một quyền đập chết. Diệp Quân Lâm hao phí khí lực đều là giống nhau. Các ngươi cùng lên đi, ta không kiên nhẫn. Diệp Quân Lâm ngoắc ngoắc ngón tay, còn lại hơn 20 tên không nổi danh cường giả cùng 9 đại thần bảng cường giả toàn bộ vọt lên. Ầm, ầm, chấm. Diệp Quân Lâm tất cả đều là một quyền một cái. Mấy chục giây trôi qua, không ai đứng. Toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cũng liền giết huyết tổ một người. Bởi vì, 3 năm trước đây tên này huyết tổ là từ trên tay hắn chạy thoát. Hắn cũng coi là báo thù. Còn lại để ngươi đều bị một quyền chinh phục. Rung động. Toàn thế giới đều tại rung động. Vốn cho rằng một trận chiến này sẽ rất kịch liệt. Làm sao biết sẽ như vậy ngắn, tổng cộng cộng lại hơn 1 phút đồng hồ, 3-40 cái cường giả toàn bộ đổ xuống. Không thú vị. Buồn tẻ. Một trận chiến này quả thực không thú vị đến cực điểm. Một điểm ý tứ đều không có. Liền đơn giản nhất hoàn thủ đều không nhìn thấy. Tại hắc ám thượng đế trước mặt, người người bình đẳng, dù sao không ai có thể chịu được quyền kế tiếp. Bất luận ngươi là thần bảng thứ 4, vẫn là thần bảng thứ 27. Đều là giống nhau. Ai, hơi có thể đánh một cái đều không có. Lần sau loại này rác rưởi cũng đừng khiêu chiến ta. Diệp Quân Lâm để lại một câu nói liền rời đi. Nhìn ra được, hắn rất thất vọng thất vọng. Không sai. Diệp Quân Lâm là rất thất vọng. Coi là có thể đánh một điểm. Thời đại này không phải khoác lác rất lợi hại phải không? Từng cái lợi hại đều muốn thượng thiên. Còn không phải một quyền đập chết hàng. Hiện tại loại này khiêu chiến thật là đang lãng phí thời gian của hắn. Nhưng toàn thế giới điên. Chênh lệch. Thế nhân lần thứ nhất biết cùng thần bảng thứ nhất chênh lệch như thế lớn. Thậm chí có thể nói thần bảng thứ nhất cùng những người khác căn bản cũng không phải là một cái thế giới. Có lẽ thần bảng thứ hai cùng thứ ba có thể hơi tiếp cận một điểm, nhưng ý nghĩa không lớn. Thứ nhất hắc ám thượng đế quá mạnh. Cùng những người khác hoàn toàn là phân biệt rõ ràng. Cao cao tại thượng cảm giác. Lần thứ nhất để thế nhân, để thần bảng các cường giả cảm nhận được nhỏ bé. Nguyên lai chỉ là xếp hạng nguyên nhân, để mọi người sinh lòng cùng hắc ám thượng đế chênh lệch không lớn ảo giác. Ví dụ như thần bảng thứ 4 cùng thứ nhất gần gũi quá. Nhưng sự thật lại là ngày đêm khác biệt. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Không có bất kỳ cái gì thời điểm, mọi người đối thần bảng độ chuẩn xác như thế kiên định. Nguyên lai hắc ám thượng đế có thể đứng hàng thứ nhất, là thực sự. Tuyệt không có bất kỳ hư giả. Các lớn cơ cấu cùng một chỗ bình chọn ra tới thần bảng, là có đủ nhất tính quyền uy. Không có bất kỳ cái gì tì vết. Từ nay về sau, mọi người đối với thần bảng tín nhiệm trình độ so trước kia càng đầy. Sẽ không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Căn bản thứ hạng của mình liền biết mình xác thực thực lực. Tuyệt đối sẽ không lại đi vượt cấp khiêu chiến chứng minh mình. Như thế rất vô vị, cũng rất ngu xuẩn. Thần bảng chính là quyền uy. Sắp xếp thứ mấy chính là thứ mấy.
sẽ không còn có người có bất kỳ một chút xíu hoài nghi. Các ngươi nói, Hắc Ám Thượng Đế có phải là cùng hai ngón tay gõ nát thiên kiếm tồn tại một cái cấp bậc? Có người đưa ra một cái đáng sợ to gan nghi vấn tới. Kia không thể, chênh lệch vẫn còn có. Chẳng qua khả năng cỗ có lực đánh một trận, người ta là một cái thế giới. Đúng, Hắc Ám Thượng Đế khẳng định không phải vị nào đối thủ. Nhưng tối thiểu người ta là cùng hắn một cái cấp bậc. Chấm. Hắc Ám Thượng Đế một trận chiến chấn kinh thế giới. Dẫn đến thần bảng không thay đổi chút nào. Hắc Ám Thượng Đế vẫn như cũ vững vàng có được đệ nhất. Không thể nào, không thể nào, thật có người nghi ngờ thần bảng tính quyền uy. Thật chạy tới khiêu chiến thần bảng thứ nhất rồi. Thiên Sách thiếu soái cười lạnh. Thần bảng là các lớn cơ cấu sắp xếp, trong đó có Thiên Sách phủ. Dù sao loại này cơ cấu, có thể thu thập được toàn thế giới tin tức, cơ bản có thể bao trùm đến mỗi một vị cường giả. Thiên Sách thiếu soái đối thần bảng tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Chẳng qua thiếu soái có sao nói vậy, Hắc Ám Thượng Đế chiến lực là vượt qua chúng ta thập đại cơ cấu dự đoán. Đồng thời mạnh hơn rất nhiều. Lúc này bọn thủ hạ, nói ra dị thường tới. Thiên Sách thiếu soái mày nhíu lại, gật gật đầu, đây đúng là. Trước đó đối với Hắc Ám Thượng Đế chiến lực ước định, cũng không có mạnh như vậy. Hắn lần này dường như có chút không bình thường, quá mạnh. Ta nghe nói a, vài ngày trước, phương Tây Châu xuất hiện chấn động mạnh, tựa như là Hắc Ám Thượng Đế đột phá. Lần này xem như hắn dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Đúng a, mà lại trước đó trừ chư thần ở ngoài phòng thí nghiệm, không ai có thể để cho Hắc Ám Thượng Đế toàn lực thi triển thực lực. Chúng ta đối với chiến lực của hắn mơ hồ một chút cũng bình thường. Chấm. Những người khác nhau nhau đều phân tích. Thiên Sách thiếu soái gật gật đầu, đúng là. Một bên khác, kinh thành Diệp tộc, tiểu tổ đây cũng quá mạnh đi, không biết ngài đối đầu Hắc Ám Thượng Đế như thế nào. Diệp Lăng Thiên rất muốn biết. Diệp Vô Đạo bất đắc dĩ lắc đầu, không được, ta tuyệt không phải Hắc Ám Thượng Đế đối thủ. Ta vốn cho là cũng có thể khiêu chiến một chút Hắc Ám Thượng Đế, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi. Ta thần bảng thứ 8, căn bản không phải là đối thủ, cái này bảng danh sách chính là quyền uy. Hôm nay ta xem như kiến thức đến cái này bảng danh sách tính quyền uy. Vốn cho là Thiên Sách thiếu soái xếp tại thứ 6, phải cùng ta tại sàn sàn với nhau. Tiểu tử này chân thực chiến lực hẳn là so với ta mạnh hơn điểm. Nhưng một câu, Hắc Ám Thượng Đế căn bản không phải cùng chúng ta một cái thế giới. Chấm. Nghe được Diệp Vô Đạo nói như vậy, Diệp Lăng Thiên, Diệp Cuồng Lan bọn người nhao nhao đổ rút khí lạnh. Hắc Ám Thượng Đế khủng bố như vậy sao? Cái này cùng thần bảng những cường giả khác đều không phải một cái cấp bậc a. Diệp Lăng Thiên sắc mặt trắng bệch. Hiện tại cái gì điên cuồng hoang đường sự tình chưa thấy qua rồi. Quên cái kia hai ngón tay gõ nát thiên kiếm tồn tại rồi. Theo ta được biết, cùng thiên kiếm nổi danh địa đao ngay tại Hắc Ám Thượng Đế trong tay, bị coi như thần khí át chủ bài. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay đi. Diệp Vô Đạo một nhắc nhở về sau, mọi người sắc mặt cuồng biến. Xác thực. So với vị nào đến nói lời, Hắc Ám Thượng Đế hoàn toàn chính xác không tính là gì. Ta còn phải cố gắng gấp bội a. Tranh thủ sớm ngày có thể cùng Hắc Ám Thượng Đế một trận chiến. Chẳng qua ta muốn nói cho các ngươi một sự thật, kỳ thật tại Diệp thị trong cổ tộc, Hắc Ám Thượng Đế cũng không tính đứng đầu nhất. Chờ Diệp thị cổ tộc chân chính lúc xuất thế các ngươi liền biết. Diệp Vô Đạo nói. Mạnh như vậy a, thật sự là trời phù hộ ta Diệp tộc a. Diệp Lăng Thiên bọn hắn đều tràn ngập chờ mong. Đây là đương nhiên. Diệp Vô Đạo cười cười. Đúng. Tiểu tổ lúc nào chúng ta đi tìm Diệp Quân Lâm a? Ngươi không phải để Diệp tộc hạ chu giết lệnh sao? Là thời điểm nên tìm hắn a. Diệp Lăng Thiên nói. Hiện tại hắn bức thiết muốn hướng Diệp Quân Lâm biểu hiện ra một đợt vũ lực. Mới thần bảng đổi mới về sau, hắn xếp tại thứ 78 vị trí. Ngàn nhân thần bảng, cái bài danh này là siêu cấp cường đại. Cũng là a, để Diệp Quân Lâm sống được quá tự tại cũng không tốt. Chẳng qua hắn chúng mã nhã công nghiệp vũ khí, tiếp xuống chính là tra tấn. Đều không cần chúng ta động thủ. Diệp Vô Đạo cười lạnh nói. Cái này cũng đúng, trực tiếp giết chết hắn, ngược lại tiện nghi hắn. Chẳng qua con của hắn có thể mang về Diệp tộc bồi dưỡng a. Cứ dựa theo tiểu tổ ngươi nói lấy Diệp thị cổ tộc danh nghĩa, Thiên Sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc cũng không thể ngăn đón. Diệp Lăng Thiên đề nghị. Cái này xác thực. Lập tức phái ra Diệp tộc lực lượng đi tìm một chút đứa nhỏ này ở nơi nào.
ta Diệp tộc huyết mạch, nhất định phải thu hồi lại. Chấm. Hắc ám thượng đế một trận chiến kinh thế, tại toàn các nơi trên thế giới dẫn phát siêu cấp oanh động. Diệp Quân Lâm làm xong đây hết thảy, liền về đại hạ. Lý Tử Nhiễm lập tức chào đón. Nhìn thấy tin tức sao? Sư phụ lấy đỉnh tiêm chiến lực quét ngang hết thảy. Thần bảng thứ tư, thần bảng thứ năm đều địch không ngừng sư phụ một quyền. Lý Tử Nhiễm kích động hướng Diệp Quân Lâm huyền diệu sư phụ chiến tích. Diệp Quân Lâm hứng thú không lớn gật đầu, ta biết. Hết thảy đều là hắn làm. Có thể không biết sao. Ta sẽ sớm ngày khôi phục, tranh thủ tiến vào thần bảng, truy đuổi sư phụ bước chân. Ngươi cũng phải cùng một chỗ. Bây giờ Lý Tử Nhiễm so ngay từ đầu bình thường nhiều. Chẳng qua đối hắc ám thượng đế chấp niệm vẫn là sâu. Diệp Quân Lâm phải từ từ sẽ đến. Hiện tại thẳng thắn hết thảy, nàng căn bản sẽ không tin tưởng. Nhìn ta hiện tại không sai biệt lắm khôi phục một nửa. Không bao lâu về sau, ta liền có thể triệt để khôi phục. Lý Tử Nhiễm cũng là cùng với độc lập người. Nàng tìm các loại làm cho mình khôi phục biện pháp. Hiện tại đã mới gặp hiệu quả. Ai, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Một mực trông coi 3 năm trước đây đồ vật. Thế nhưng là tiêu phong tuyệt kỹ của bọn hắn công pháp đều bị chia cắt. Hiện tại đoán chừng cũng rất khó muốn trở về. Không bằng như vậy đi. Chúng ta tranh tài, 3 tháng về sau, ta muốn tại chuẩn thần bảng hoặc là thần trên bảng vượt qua ngươi. Lý Tử Nhiễm chờ mong hưng phấn nhìn xem Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm căn bản việc không đáng lo, được, có thể. Vậy thì tốt, chúng ta liền từ giờ trở đi. Nhìn xem sau 3 tháng ai xông đến cao. Ta bây giờ còn chưa khôi phục. Ngươi là chuẩn thần bảng 8,675 tên. Nhìn xem đến lúc đó ai tiến bộ lớn, ai xông cao hơn. Nghe được Diệp Quân Lâm đáp ứng. Lý Tử Nhiễm nháy mắt động lực tràn đầy. Nàng chủ yếu là muốn dùng 3 tháng, cho Diệp Quân Lâm đánh đòn cảnh cáo. Để hắn hiểu được hiện thực tàn khốc. Cho hắn biết dựa vào môn kia cơ sở công pháp là không thể nào tiến bộ, không có khả năng thích ứng thời đại này. 3 tháng, nàng muốn toàn diện khôi phục không nói, còn muốn so trước kia càng mạnh. Nàng phỏng đoán cẩn thận 3 tháng, chỉ ít xông vào thần bảng 30 vị trí đầu vị trí. Đến lúc đó nàng dự đoán Diệp Quân Lâm vẫn là tại chuẩn thần bảng hơn 8.000 tên bồi hồi, thậm chí có thể nói như vậy, Diệp Quân Lâm phải thối lui đến hơn 9.000 tên. Dù sao tại cái này người người đều điên cuồng tiến bộ thời đại, tốc độ tiến bộ chậm liền sẽ bị đào thải. Diệp Quân Lâm nếu là tiếp tục luyện môn kia công pháp cơ bản, 3 tháng trên cơ bản là trì trệ không tiến. Đây chính là cực lớn lui bước. Hắn xếp hạng không có khả năng tiếp tục tại hơn 8.000 tên. 3 tháng về sau, hắn khả năng rất lớn chính là rơi ra chuẩn thần bảng. Chẳng qua Lý Tử Nhiễm muốn dùng cái này sự thật tàn khốc để Diệp Quân Lâm tỉnh táo lại. Để hắn buông mặt mũi, buông xuống tự tôn. Đến chậm rãi tiếp nhận thời đại này, thích ứng hết thảy, tiếp theo tìm kiếm cường đại phương pháp. Lý Tử Nhiễm cũng là bất đắc dĩ mới là dùng biện pháp này. Nàng tương đối mà nói hiểu rõ Diệp Quân Lâm, biết tính tình của hắn rất cưỡng. Nhất định phải loại phương pháp này mới có thể để cho hắn thanh tỉnh. Làm Lý Tử Nhiễm đem tin tức nói cho Tiêu Phong Kỳ Lân bọn hắn sau. Đám người cũng là nhao nhao đồng ý. Đồng thời hướng Lý Tử Nhiễm giơ ngón tay cái lên. Đều nói nàng biện pháp này tốt. Dùng thực tế nhất số liệu đến để Diệp Quân Lâm thanh tỉnh. Diệp Quân Lâm đem cái này căn bản không có coi thành chuyện gì to tát. Không nói đến hắn áp đảo thần trên bảng, chính là ngựa của hắn giáp, hắc ám thượng đế đều là thần bảng thứ nhất. Có cái gì tốt so? Chẳng qua Diệp Quân Lâm cũng không có cự tuyệt, Lý Tử Nhiễm vui vẻ là được rồi. Thời gian kế tiếp, hắn vẫn là tại vận dụng hết thảy lực lượng đang tra tìm chư thần phòng thí nghiệm ở nơi nào. Một phương diện khác cũng đang luyện cơ sở nhất công pháp. Học không dừng tận. Môn công pháp này huyền bí ở chỗ, có thể càng mạnh. Điểm cuối cùng ở nơi nào, Diệp Quân Lâm cũng không biết. Nguyên bản hắn cũng coi là đặt nền móng dùng. Nhưng bây giờ còn có thể tiếp tục. Đoạn thời gian này, ngược lại là báo thù riêng đích xác rất ít người, hoặc là nói không có. Dù sao có nhiều như vậy thần bảng cường giả che chở. Nếu như không có thực lực tuyệt đối nghiền ép Tiêu Phong bọn này thần bảng cường giả, là không cách nào dám đụng Diệp Quân Lâm. Một phương diện khác. Rất nhiều người đều đang đợi lấy Diệp Quân Lâm trên người mã nhã công nghiệp vũ khí đặc thù nguyên tố phát tác. Nhưng vẫn luôn không có, Diệp Quân Lâm một mực thật tốt. Cái này khiến đám người rất là nghi hoặc. Không có người có thể tại chúng mã nhã công nghiệp vũ khí về sau,
có thể bình yên vô sự. Huống chi một tháng trôi qua, Diệp Quân Lâm vẫn như cũ thật tốt. Không chỉ là ngoại giới hiếu kỳ, chính là Chu Tước chính bọn hắn cũng tò mò. Căn bản không có việc gì. Cái này sao có thể? Thật đáng sợ đi. Chẳng qua bọn hắn mình cũng nghĩ thông. Đó chính là Côn Luân công nghiệp dược tề tiến bộ, tạm thời có thể hoàn toàn ngăn chặn nguyên tố phát tác. Từ đi qua mấy ngày thời gian, đã tăng lên tới một tháng, thậm chí càng dài. Chấm. Người người đều hiểu là Côn Luân công nghiệp dược tề bá đạo. Một mực đang giúp Diệp Quân Lâm tục mệnh, không để hắn tình trạng phát tác. Diệp gia cùng Diệp Quân Lâm địch nhân sau khi nghe được rất khó chịu. Bọn hắn còn đang chờ nhìn Diệp Quân Lâm thê thảm bộ dáng đâu. Kết quả liền bị dược tề ngăn chặn. Tiếp tục như vậy không được a. Ta nhìn nếu không đem những chất thuốc này toàn bộ đều hủy đi. Diệp vô đạo cười lạnh nói. Biện pháp này có thể thực hiện. Diệp Lăng Thiên bọn hắn nhao nhao đáp ứng. Côn Luân công nghiệp tổng bộ. Chu Nam Yên cùng trợ lý tay cầm 4 cái vali mật mã ra tới. Đây là Chu Tước cùng Côn Luân công nghiệp thí nghiệm đoàn đội, vì Diệp Quân Lâm mới nghiên cứu ra đến một nhóm dược tề. Giá trị liên thành, cũng tiêu tốn cực lớn. Dùng đều là nhất quý báu dược liệu tài nguyên vân vân. Không có bất kỳ cái gì sống sót. Trước mắt chỉ sản xuất ra những thứ này. Tại Chu Tước bọn hắn xem ra, những chất thuốc này chính là cho Diệp Quân Lâm tục mệnh. Một ngày cũng không thể đoạn. Bởi vì chế tác chu kỳ rất dài, không sai biệt lắm cần 15 ngày mới có thể. Dù là hiện tại tốc độ nhanh, gắng sức đuổi theo, cũng cần 10 ngày trở lên. Bởi vậy, nhất định phải thời thời khắc khắc sinh sản. Bọn hắn thật sự là liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào đến nghiên cứu chế tạo sinh sản dược tề. Chu Nam Yên bọn hắn cầm tới mới dược tề về sau, lập tức liền đi tìm Diệp Quân Lâm. Chỉ là rời đi Côn Luân công nghiệp căn cứ sau đó không lâu, liền có một nhóm người xuất hiện. Nhóm người này từng cái mang theo mặt nạ. Đem Chu Nam Yên mấy người bao bọc vây quanh. Đem trong tay các ngươi cái dương cho chúng ta, các ngươi rời đi. Cầm đầu mặt nạ người âm thanh lạnh lùng nói. Không được, cái dương này không thể cho các ngươi. Chu Nam Yên cảnh giác nhìn xem bốn phía, đồng thời muốn lặng lẽ gửi đi tín hiệu cầu cứu. Hiện tại bọn hắn đem nhóm này dược tề đem so với mệnh đều trọng yếu. Ta chết cũng sẽ không cho các ngươi. Các ngươi mang theo dược tề trở về chạy, ta đến cản bọn họ lại. Chu Nam Yên lặng lẽ cho những người khác phát tín hiệu. Trực tiếp động thủ, không cho bọn hắn cơ hội. Chấm. Này một đám người đeo mặt nạ trực tiếp động thủ. Mạnh mẽ muốn cướp đi dược tề. Chu Nam Yên mấy người cường thế chống cự. Nhưng trước mắt này bầy người đeo mặt nạ quá mạnh, vượt xa khỏi bọn hắn. Không được, đều là thần bảng cường giả. Chu Nam Yên kịp phản ứng, nhưng cái này lúc sau đã không kịp. Trong tay bọn họ dược tề cái dương toàn bộ bị cướp đi. Bọn này người đeo mặt nạ đạt được dược tề cái dương về sau, cũng không mang đi, trực tiếp tại chỗ vỡ vụn. Đem dược tề toàn bộ đều hủy đi. Liền một ống nhỏ tử dược tề đều không có lưu lại. Toàn bộ hủy đi. Đám người này động tác cấp tốc, hủy đi dược tề về sau, lập tức rời đi, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn quả nhiên là hướng về phía dược tề đến. Hủy đi dược tề về sau, lập tức liền rút. Oanh! Chu Nam Yên sắc mặt trắng bệch, đầu trực tiếp kém chút nổ tung. Phù phù! Nàng đặt mông ngồi ngay đó, trực tiếp ngốc. Những người khác cũng đều đồng dạng, đều đứng tại chỗ, giống như cái xác không hồn. Nhìn xem vỡ vụn một chỗ dược tề, tất cả mọi người mộng rơi. Cái này nát không phải dược tề. Cái này nát chính là hy vọng a. Đây là Diệp Quân Lâm mệnh a. Chu Nam Yên ngồi liệt trên mặt đất, thật lâu đều không có kịp phản ứng. Một mực chờ đến Chu Tước bọn hắn đến, Chu Nam Yên vẫn là ngồi dưới đất. Thế nào rồi, các ngươi không có bị thương chứ? Các ngươi không có sao chứ? Chu Tước mấy người ngay lập tức hỏi thăm chính là Chu Nam Yên mấy người tình trạng. Chu Tước tỷ, chúng ta không có việc gì, chỉ là rất nhỏ thụ thương thôi. Thế nhưng là dược tề toàn bộ bị bọn hắn hủy đi. Một chút cũng không có lưu lại. Chu Nam Yên ôm lấy Chu Tước, trực tiếp khóc. Dược tề toàn không có. Cộc cộc cộc. Kỳ Lân, Thanh Long bọn hắn thất tha thất thểu, kém chút mới ngã xuống đất. Bạch Hổ, Huyền Võ bọn người mồ hôi lạnh ứa ra. Dược tề không có. Tương đương Diệp Quân Lâm hy vọng hết rồi. Không có dược tề ức chế tác dụng, Diệp Quân Lâm thân thể thương thế liền sẽ lập tức phát tác.
Cho đến nay, Diệp Quân Lâm trong cơ thể Mã Nhã công nghiệp vũ khí nguyên tố cho tới bây giờ không có phát tác qua. Bất luận kẻ nào cũng không biết nguyên tố không có ức chế tác dụng, một khi phát tác lên nghiêm trọng đến mức nào. Là rất nhỏ phát tác, vẫn là trực tiếp tới chết. Bất luận kẻ nào cũng không biết. Mà lại chưa hề phát tác qua, một khi phát tác lên, ai cũng sợ hãi. Căn bản không có một cái dự đoán tình huống. Rất có thể thời gian dài ức chế, đã để nguyên tố trải rộng toàn thân, phát tác lên càng đáng sợ. Dược tề không có, không có. Kia lão đại chẳng phải là gặp nguy hiểm rồi. Bạch Hổ vấn đề này vừa ra tới. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Chu Tước chuyên nghiệp giải thích nói, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền dùng dược tề ức chế. Tiếp tục hơn mấy chục trời. Chắc hẳn hiện tại đặc thù nguyên tố đã xâm nhập thân thể mỗi cái địa phương. Lúc này một khi phát tác lên, vậy sẽ là cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể sẽ chí mạng. Hơn nữa còn là đại khái suất chí mạng khả năng. Chu Tước nói ra những cái này về sau, mọi người sắc mặt càng phát ra âm trầm. Ý vị này không có dược tề, Diệp Quân Lâm sẽ đại khái suất tử vong. Đây là ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện. Lần này là thật. Như trước kia không giống, Diệp Quân Lâm một người có thể trưởng khống thế cục, có thể lần lượt trở về từ cõi chết. Ở thời đại này, không ai có thể tại chúng Mã Nhã công nghiệp vũ khí về sau, có thể toàn thân trở ra. Không ai. Ai cũng không được. Hiện tại lão đại bên kia dược tề còn có bao nhiêu? Thanh Long hỏi. Nếu như không sai, một chi đều không có. Hôm nay lượng đã xong. Vốn là không có bất kỳ cái gì tồn kho, mỗi lần xong về sau, sẽ lập tức bổ sung. Nhưng lần này ra loại vấn đề này. Chu Nam Yên khóc thành nước mắt người. Bây giờ nên làm gì? Thanh Long hỏi ra một cái tất cả mọi người sợ hãi đối mặt vấn đề. Chu Tước mím môi, hiện tại liền chờ mong lão đại độc tố sẽ không phát tác. Sau đó ta sẽ tận cố gắng lớn nhất, tại trong thời gian ngắn nhất sản xuất ra mới dược tề đến. Người đại khái cần bao lâu thời gian? Nhanh nhất bao lâu thời gian? Thanh Long bọn hắn lo lắng hỏi. Bình thường thời gian phải 15 ngày về sau, nhanh nhất chừng 10 ngày. Ta nếu là dùng hết thảy, nhanh nhất cửu thiên. Cửu thiên ta không thể vượt qua. Chính yếu nhất chính là mấy ngày nay thời gian lão đại không cách nào phục dụng dược tề, tình huống sẽ chuyển biến xấu tới trình độ nào không ai biết. Bởi vậy ta lần này sản xuất ra dược tề, cần càng mạnh mẽ càng bá đạo, so thuốc lúc trước tề mạnh hơn chí ít 3 năm lần mới được. Mới có thể ngăn chặn lão đại tình huống. Cho nên cần thời gian càng dài, không phải ta 7 ngày liền có thể hoàn thành. Chu Tước nói, tốt, từ giờ trở đi chúng ta hoàn toàn phối hợp ngươi. Ngươi muốn cái gì, chúng ta đều phối hợp. Thanh Long bọn người sốt ruột. Chu Tước một mặt nghiêm túc, ta cần Côn Luân công nghiệp tốt nhất sinh vật y dược phòng thí nghiệm. Chính là cái kia P cấp 6. Ta cần quyền hạn, chỉ có tại cái này ta khả năng cửu thiên hoàn thành. Cái này, mọi người sắc mặt biến đổi. Phòng thí nghiệm này là Côn Luân công nghiệp cấp bậc cao nhất. Cho dù là bọn họ bọn này cao tầng đều không có quyền hạn sử dụng. Nhất định phải cùng Thiên Sách thiếu soái thỉnh cầu, cao tầng toàn bộ sau khi đồng ý, mới có thể sử dụng. Chẳng qua bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, mọi người cố không được nhiều như vậy. Dùng, lập tức bắt đầu dùng phòng thí nghiệm, có chuyện gì chúng ta khiêng. Thanh Long mấy người nói. Đi vào Côn Luân công nghiệp tổng bộ về sau, Thanh Long mấy người trực tiếp cưỡng ép sử dụng phòng thí nghiệm. Còn cho Chu Tước phân phối tốt nhất thí nghiệm đoàn đội. Đem cần dược tề tài nguyên toàn bộ đưa tới. Từng cái quá trình đều đơn giản hóa. Khí lực va chạm lấy thời gian ngắn nhất sản xuất ra dược tề đến. Từ giờ phút này bắt đầu, Nam Yên Bạch Hổ cùng Huyền Võ các ngươi trông coi Chu Tước. Nghe theo nàng hết thảy thu xếp, thỏa mãn nàng mọi yêu cầu. Chúng ta trở về nhìn xem lão đại, phòng ngừa tình huống khác xuất hiện. Thanh Long phân tốt công về sau, mỗi người cũng bắt đầu hành động. Chấm. Giờ phút này, kinh thành Diệp tộc. Lần này Diệp Quân Lâm ta nhìn cầm cái gì dược tề ức chế. Không phải đợi chết. Diệp Lăng Thiên cười lạnh nói. Nguyên lai vừa mới là Diệp Lăng Thiên dẫn người hủy đi dược tề. Diệp tộc thần bảng cao thủ đều bị hắn mang đến. Ta vừa mới nhận được tin tức, Chu Tước bọn hắn đã bắt đầu dùng Côn Luân công nghiệp cấp bậc cao nhất phòng thí nghiệm, tại gia tốc vì Diệp Quân Lâm sinh sản dược tề. Chẳng qua nhanh nhất 9 ngày thời gian đâu. Diệp Vô Đạo cười lạnh. Cửu thiên hắn tất nhiên sẽ phát tác. Diệp Vô Đạo lại là cười cười, không không không,
Ta không cho hắn cơ hội, vạn nhất hắn gắng gượng qua Cửu Thiên đâu. Ta muốn để Diệp Quân Lâm không có một tia hy vọng. Để hắn tuyệt vọng. Diệp Vô Đạo khắp khuôn mặt là ngoan độc. Diệp Lăng Thiên minh bạch cái gì, vô ý thức mà hỏi, chẳng lẽ tiểu tổ nói không để bọn hắn sản xuất ra dược tề đến. Từ nguồn cội không để dược tề ra tới. Ừm, không sai. Diệp Vô Đạo gật gật đầu. Chẳng qua Côn Luân công nghiệp sự tình chúng ta không cách nào làm dự a. Nhất là Chu Tước bọn hắn chức vị rất cao, chúng ta càng không cách nào trái phải. Diệp Lăng Thiên đưa ra một cái nghi vấn. Bọn hắn lại cao năng cao đến qua Thiên Sách thiếu soái sao? Mà lại bọn hắn tự mình sử dụng cấp bậc cao nhất phòng thí nghiệm, tuyệt không thông báo Thiên Sách thiếu soái. Diệp Vô Đạo cười lạnh. Diệp Lăng Thiên càng phát ra nghi hoặc, nhưng Thiên Sách thiếu soái chúng ta càng không cách nào trái phải, hắn làm sao lại nghe chúng ta? Ha 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 ha. Diệp Vô Đạo đột nhiên cười ha hả. Ngươi không biết a, kỳ thật ta sớm cùng Thiên Sách thiếu soái hóa thủ thành bạn, chúng ta bí mật đã sớm đạt thành chung nhận thức, cùng một chỗ hợp tác. Ở thời đại này, hợp tác cùng có lợi mới là tốt nhất. Chỉ cần ta nói cho hắn, hắn nhất định sẽ làm. Mà lại Thiên Sách thiếu soái cũng đối Diệp Quân Lâm không ưa. Nếu là biết Chu Tước bọn hắn sử dụng cấp bậc cao nhất phòng thí nghiệm tại cho Diệp Quân Lâm nghiên cứu chế tạo dược tề, sợ là phải tức chết. Diệp Lăng Thiên sau khi nghe được cũng lập tức cười. Ta cái này liên hệ Thiên Sách thiếu soái, ta một tia hy vọng cũng không cho Diệp Quân Lâm. Diệp Vô Đạo cười lạnh. Chấm. Tại đi Giang Bắc trên đường. Kỳ Lân, Thanh Long bọn hắn sắc mặt âm trầm. Tại phân tích một ít chuyện. Nghe Nam Yên nói đến hủy đi dược tề đều là thần bảng cường giả. Kỳ thật suy luận chúng ta đều có thể đẩy ra, chẳng qua tạm thời không phải lúc báo thù, chờ lão đại hảo lại nói. Kỳ Lân âm thanh lạnh lùng nói. Ân, chờ lão đại hảo, lại báo thù. Thanh Long gật gật đầu. Còn có ta đã phái người đi tìm kiếm cái khác ức chế dược tề, hy vọng có thể có tin tức. Thanh Long không có khả năng đem hy vọng ký thác vào Chu Tước trên người một người. Bọn hắn ghi lại khoản này cừu hận. Làm Diệp Quân Lâm nhìn thấy những người này phong trần mệt mỏi chạy tới thời điểm, đều mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Lão đại ngươi không sao chứ? Mấy người nhìn thấy Diệp Quân Lâm, lo lắng dò xét kiểm tra Diệp Quân Lâm. A, làm sao rồi, ta không sao a. Diệp Quân Lâm triệt để mộng. Kia đoán chừng dược tề tác dụng vẫn còn, đoán chừng ngày mai mới có thể ra phản ứng. Thanh Long mấy người sắc mặt âm trầm. A, đến cùng làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Bọn hắn vẻ mặt như vậy, đem Diệp Quân Lâm hù đến. Coi là ai xảy ra chuyện? Dược tề không có. Vừa mới cho ngươi sản xuất ra dược tề, bị ngươi cho toàn bộ hủy đi, một chút cũng không có còn lại. Tương lai 9 ngày thời gian, đem không có bất kỳ cái gì dược tề đến cho ngươi ức chế. Rất có thể trong thân thể ngươi nguyên tố sẽ phát tác, cụ thể hậu quả như thế nào, không có ai biết. Chấm. Thanh Long mấy người nói ra tình hình thực tế, bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó xử, cùng trời sập đồng dạng. Hô! Ta làm là chuyện gì đâu? Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện. Hù chết ta. Diệp Quân Lâm thật dài thở dài một hơi. Cái này sự tình chưa đủ lớn. Thanh Long cùng Kỳ Lân đều sửng sốt. Không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Đương nhiên, ta lại không có việc gì. Đây coi là chuyện gì. Các ngươi không cần lo lắng, ta giải thích không rõ ràng. Diệp Quân Lâm một mặt bất đắc dĩ. Lão đại nghe chúng ta nói, ngươi không có việc gì, đó là bởi vì Côn Luân công nghiệp dược tề một mực đang ức chế đặc thù nguyên tố phát huy. Cho nên ngươi mới không có việc gì, hiện tại nếu là không có dược tề, đoán chừng rất nhanh liền sẽ phát tác. Thanh Long mấy người sốt ruột nói. Hy vọng tiếp sau đó 9 ngày thời gian, lão đại ngươi có thể chịu ở. Chu Tước đã đang liều mạng. Bọn hắn chỉ chờ mong Diệp Quân Lâm có thể chống đỡ, nguyên tố không phát tác. Nhưng vẻn vẹn chờ mong. Phát tác khả năng cơ hồ là 100%. Phát tác nghiêm trọng khả năng tại 80%. Nghiêm trọng tới chết khả năng đều đến 50%. Cho nên đối với Thanh Long bọn hắn đến nói vô cùng khó khăn. Chỉ có thể dựa vào vận khí. Hy vọng Diệp Quân Lâm vận khí bạo dạp. Chống nổi cái này 9 ngày thời gian. Chờ đợi Chu Tước dược tề hoàn thành. Diệp Quân Lâm cười cười, không cần lo lắng, ta một chút việc đều không có. Ngược lại là vất vả Chu Tước. Không có chuyện, ta đi ngủ, các ngươi cũng rời đi đi. Diệp Quân Lâm quay người rời đi. Không, không được, lão đại,
Thanh Long ta nghĩ đến một cái triệt để hắn không thể phát tác phương pháp. Kỳ Lân đột nhiên lên tiếng nói. Cái gì? Thanh Long lập tức nóng nảy nhìn lại. Cái này 9 ngày thời gian, đem lão đại đóng băng. Chúng ta có thể tìm đến đỉnh tiêm trang bị, để Diệp Quân Lâm tại khoang ngủ đông bên trong đóng băng, dạng này thân thể của hắn liền sẽ đình chỉ hết thảy vận chuyển. Đợi đến 9 ngày sau, lại mở ra khoang ngủ đông ra tới, liền có thể gặp phải dược tề. Kỳ Lân kích động đem kế hoạch nói ra. Biện pháp này có thể. Lập tức đi làm, ta đều không nghĩ tới. Thanh Long đều hưng phấn đến muốn khóc. Rốt cuộc tìm được biện pháp. Uy, không có chuyện gì. Không cần, ta không sao. Diệp Quân Lâm ở bên cạnh nói. Thế nhưng là đám người kia căn bản không trưng cầu Diệp Quân Lâm ý kiến, trực tiếp tự tác chủ trương. Những cái này trang bị đối với bọn hắn đến nói không khó. Trong đêm liền làm tới. Diệp Quân Lâm cơ hồ là liền đẩy mang đẩy, cất vào khoang ngủ đông trang bị. Rất nhanh chương trình khởi động, Diệp Quân Lâm sắp sẽ ngủ đông đóng băng. Thân thể hết thảy cơ năng đều sẽ đình chỉ. Cứ như vậy, đặc thù nguyên tố cũng sẽ không phát tác. Nhìn thấy chương trình hoàn tất, mở ra lúc này mới thở dài một hơi. Cứ như vậy, Diệp Quân Lâm liền không có việc gì. Có thể chống đến 9 ngày sau là được. Kỳ thật Diệp Quân Lâm căn bản không có ngủ đông. Chỉ cần hắn nghĩ, cái này khoang ngủ đông đối với hắn liền vô dụng. Chẳng qua mấy ngày nay vừa vặn hắn ổn định lại tâm thần tu luyện. Coi như bế quan. Nói cho Chu Tước bọn hắn đi, có thể an tâm nghiên cứu chế tạo dược tề. Thanh Long bọn hắn cười cười. Côn Luân Công nghiệp Tổng Bộ, cấp bậc cao nhất P6 sinh vật y dược trong phòng thí nghiệm. Chu Tước nhận được tin tức về sau, cũng thở dài một hơi. Chấm. Thiếu soái ngài làm sao tới rồi? Tổng bộ cổng thủ vệ, khi thấy Thiên Sách thiếu soái đi vào, nhao nhao giật nảy mình. Đây đều là hơn nửa đêm. Trước kia Thiên Sách thiếu soái xưa nay sẽ không tại thời gian này đến. Ta tới xem một chút. Thiên Sách thiếu soái mặt lạnh, mang theo thủ hạ người một đường đi vào P cấp 6 phòng thí nghiệm. Đi vào bên ngoài về sau, đem Huyền Võ cùng Bạch Hổ giật nảy mình. Sắc mặt hai người bá liền trắng rồi. Bọn hắn đang đợi Chu Tước điều khiển. Thật không nghĩ đến đem Thiên Sách thiếu soái trở đến. Thiếu soái. Hai người lúng túng chào hỏi. Thiên Sách thiếu soái cười lạnh một tiếng, hỏi, P cấp 6 phòng thí nghiệm khởi động rồi. Thiếu soái, là khởi động, bên trong có người đang nghiên cứu. Thiên Sách thiếu soái sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, ta nhớ được muốn khởi động tòa này phòng thí nghiệm, cần cho ta biết, lại triệu tập mọi người họp biểu quyết đúng không? Không sai. Đây chính là một cái duy nhất P cấp 6 phòng thí nghiệm A. Không phải đại sự không thể bắt đầu dùng, tòa này phòng thí nghiệm làm đồng dạng đều là cấp quốc gia thí nghiệm. Bọn thủ hạ lập tức trả lời. Vậy bây giờ các ngươi là đang làm gì? Không có đạt được quyền hạn của ta, không có người cho ta biết, không có cao tầng biểu quyết, các ngươi tự mình mở ra, là đang làm gì? Thiên Sách thiếu soái trực tiếp chất vấn. Bạch Hổ cùng Huyền Võ cúi đầu, mồ hôi lạnh tí tách hứa ra. Báo cáo thiếu soái, Chu Tước tổ trưởng khởi động phòng thí nghiệm là tại vì Diệp Quân Lâm nghiên cứu chế tạo dược tề. Bởi vì là cấp bậc cao nhất phòng thí nghiệm có thể trên phạm vi lớn rút ngắn thời gian. Có người báo cáo. Khốn nạn. Vì một cái Diệp Quân Lâm liền mở ra phòng thí nghiệm này rồi. Thiên Sách thiếu soái bỗng nhiên đề cao âm điệu. Đem Huyền Võ cùng Bạch Hổ hai người giật nảy mình. Hai người càng phát ra không dám ngôn ngữ, mồ hôi lạnh hung hăng tại giọt. Xảy ra chuyện. Lần này là ra đại sự. Chủ yếu bọn hắn tự mình mở ra phòng thí nghiệm này. Quả thật là làm trái Côn Luân Công nghiệp phép tắc. Thiếu soái không phải bản ý của chúng ta, là Chu Tước tổ trưởng, Thanh Long tổ trưởng bọn hắn cưỡng ép sử dụng phòng thí nghiệm. Còn khuyên bảo chúng ta muốn giữ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Đúng a, thiếu soái ta hữu tâm cũng không dám nói cho ngươi a. Thật sợ bọn họ. Chấm. Phụ trách cái này phòng thí nghiệm mấy người, lập tức tố cáo. Lẽ nào lại như vậy? Côn Luân Công nghiệp là đại hạ, Côn Luân Công nghiệp là tất cả mọi người, không phải là các ngươi tư hữu sản nghiệp. Giữ cửa mở ra cho ta. Thiên Sách thiếu soái giống to. Cái này, phụ trách phòng thí nghiệm mấy người do dự. Bởi vì cổng Huyền Võ cùng Bạch Hổ ngăn đón. Bọn hắn không dám. Lăn đi. Thiên Sách thiếu soái đem Bạch Hổ hai người đẩy ra. Oanh. Hắn tiến lên, trực tiếp một chân đá tung cửa ra. Nháy mắt,
Trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người sửng sốt. Bọn hắn thí nghiệm bị mạnh mẽ đánh gãy. Chu Tước cũng mờ mịt xoay đầu lại nhìn xem. Khi mọi người nhìn thấy Thiên Sách thiếu soái thời điểm, đều dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Chu Tước là ai cho ngươi lá gan dùng phòng thí nghiệm này? Có trải qua đồng ý của ta sao? Thiên Sách thiếu soái nhìn thẳng Chu Tước. Oanh! Chu Tước lập tức bị hù dọa. Thân thể đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng kém chút trực tiếp mới ngã xuống đất. Ta. Nàng cũng không biết muốn giải thích thế nào. Tại chỗ bị Thiên Sách thiếu soái bắt bao, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Cũng không dám ngẩng đầu. Ai bảo các ngươi dùng? Thiên Sách thiếu soái nổi giận nói. Thiếu soái ngài nghe chúng ta nói. Chúng ta cũng là không có cách nào, mới không dám thông báo ngài. Chúng ta vì lão đại nghiên cứu chế tạo dược tề bị người hủy đi, nếu như không có dược tề phục dụng, lão đại có nguy hiểm tính mạng. Cho nên chúng ta nhất định phải thời gian đang gấp, muốn tại trong thời gian ngắn nhất sản xuất ra mới dược tề tới. Bởi vậy tự mình sử dụng phòng thí nghiệm. Chấm. Bạch Hổ lập tức bắt đầu giải thích nói. Lão đại, ai? Thiên Sách thiếu soái cau mày. Chính là Diệp Quân Lâm. Những người khác trả lời. Cho nên các ngươi vì Diệp Quân Lâm, vì chuyện riêng, liền vận dụng tòa này phòng thí nghiệm. Thiên Sách thiếu soái triệt để giận. Các ngươi chẳng lẽ quên phòng thí nghiệm này là lấy làm gì sao? Đây là cấp bậc cao nhất phòng thí nghiệm, lẽ ra là tại đại hạ xuất hiện trọng đại nguy cơ, hoặc là cấp bậc cao nhất thí nghiệm, mới có thể bắt đầu dùng. Hiện tại các ngươi vậy mà vì bản thân tư dục, không tiếc phải bắt đầu dùng phòng thí nghiệm này. Vẻn vẹn vì một người, một cái đối đại hạ đến nói không có bất kỳ cái gì giá trị người đến bắt đầu dùng phòng thí nghiệm này. Các ngươi cũng quá tự tư đi. Chấm. Thiên Sách thiếu soái triệt để giận, hướng về phía đám người hô. Chu Tước mấy người cúi đầu, căn bản không dám nói lời nào. Về tình về lý, bọn hắn đều là sai. Cút, toàn bộ cút cho ta. Từ giờ trở đi, tòa này phòng thí nghiệm không thể dùng. Côn Luân công nghiệp cùng phụ thuộc các thế lực lớn phòng thí nghiệm cùng với đoàn đội, các ngươi cũng không thể sử dụng. Các ngươi lại không có thể vận dụng bất luận cái gì tài nguyên đến cho Diệp Quân Lâm nghiên cứu chế tạo dược tề. Sống chết của hắn cùng chúng ta không quan hệ. Nếu ai làm trái phép tắc, ta giết ai. Chấm. Lời này mới ra, Thiên Sách thiếu soái tương đương với phán quyết Diệp Quân Lâm tử hình. Không cho một điểm đường sống. Đây chính là đoạn mất sinh lộ, Chu Tước trong lúc nhất thời căn bản là không có cách sản xuất ra dược tề. Nếu muốn tìm đến thích hợp phòng thí nghiệm cùng đoàn đội, còn có tài nguyên vân vân. Sợ là một tháng hơn. Nhưng lúc đó Diệp Quân Lâm sợ là đã sớm hư thối đến chết. Oanh! Giờ khắc này, đối với bọn hắn đến nói, chính là trời sập. Hoàn toàn không có hy vọng. Phù phù! Chu Tước trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ánh mắt trống rỗng, tựa như cái xác không hồn. Bạch Hổ cùng Huyền Võ bọn hắn còn muốn cầu tình, Thiên Sách thiếu soái trực tiếp cự tuyệt, chuyện này không có thương lượng. Ta sẽ không cứu Diệp Quân Lâm. Càng sẽ không để các ngươi động Côn Luân công nghiệp một chút xíu tài nguyên. Người tới, các ngươi cho ta thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Bất luận cái gì hành tung muốn hướng ta lúc nào cũng thông báo. Thiên Sách thiếu soái phẫn nộ rời đi. Kỳ thật Diệp Quân Lâm với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Chu Tước bọn hắn vận dụng Côn Luân công nghiệp tài nguyên đi cứu, cũng không quan trọng. Nhưng bọn hắn gan lớn đến vận dụng phòng thí nghiệm này. Không tiếc bất cứ giá nào tới cứu Diệp Quân Lâm. Tới cứu một cái sắp chết đi phế nhân. Đồng thời trong lòng bọn họ bên trong Diệp Quân Lâm thủy chung là lão đại, dù là thực lực đều phế thành dạng này. Bọn hắn cho tới bây giờ không có thừa nhận qua mình tại Côn Luân công nghiệp lão đại thân phận. Đây mới là Thiên Sách thiếu soái sinh khí nguyên nhân. Thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng Diệp vô đạo thỉnh cầu. Một công đôi việc sự tình. Thiên Sách thiếu soái hạ mệnh lệnh. Trên cơ bản khóa kín dược tề trong thời gian ngắn sinh sản khả năng ra ngoài tính. Chí ít một tháng, thậm chí ba tháng, dược tề cũng không thể có. Thanh Long bên kia, bọn hắn vừa mới đem Diệp Quân Lâm đưa vào khoang ngủ đông, chính cao hứng đâu. Đột nhiên tiếp vào tin dữ này. Bọn hắn đều dọa sợ mắt. Dược tề không có rồi. Cái này chẳng phải là nói Diệp Quân Lâm hy vọng sống sót không có rồi. Bọn hắn chấn kinh. Đây là có người đặc biệt nhằm vào a. Bọn hắn đều khóa kín tin tức, Thiên Sách thiếu soái làm sao biết. Nhưng hôm nay không phải suy nghĩ chuyện này thời điểm. Sau đó phải làm thế nào bổ cứu vấn đề.
Thanh Long không hổ là mấy người ở trong trụ cột. Ngay lập tức không có giống những người khác như vậy sụp đổ, mà là tỉnh táo dị thường. Hiện tại Côn Luân công nghiệp tài nguyên đều dùng không được, thậm chí trong nước đều dùng không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp ở nước ngoài. Vận dụng hết thảy nhân mạch quan hệ, lấy tốc độ nhanh nhất để Chu Tước bắt đầu nghiên cứu chế tạo dược tề. Mà lại chúng ta trước đó không phải nghe nói có rất nhiều thế lực tại nghiên cứu chế tạo giải quyết mã nhã công nghiệp vũ khí phương pháp sao? Ta muốn bọn hắn khả năng có ức chế dược tề, chúng ta có thể tìm bọn hắn mua. Tiếp xuống ta thu xếp nhiệm vụ. Thanh Long lập tức thu xếp mỗi người nhiệm vụ, đến hết sức bổ cứu. Kỳ Lân được an bài tại bảo vệ khoang ngủ đông. Kỳ Lân cảm thấy rất uất ức, cho rằng đây là vô dụng nhất. Hiện tại Diệp Quân Lâm khoang ngủ đông bên trong đóng băng đây, căn bản không có việc gì. Hắn lâm thời tìm đến thủ hạ nhìn xem. Hắn chạy tới nước ngoài đi tìm ức chế dược tề. Bọn hắn lại lập tức bận rộn. Một bên khác, Diệp Vô Đạo tại biết Thiên Sách thiếu soái mệnh lệnh về sau, cười to không thôi. Chẳng qua Thanh Long bọn hắn bắt đầu bổ cứu, đã ở nước ngoài tìm kiếm dược tề. Diệp Lăng Thiên nói, hắn tại thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Thanh Long bọn hắn động thái. Diệp Vô Đạo cười lạnh, đại hạ đã không có khả năng, ta vận dụng thủ đoạn khóa kín đại hạ hết thảy tài nguyên. Bọn hắn đừng nghĩ tại đại hạ sản xuất ra một tí dược tề đến. Nước ngoài, người nhìn chằm chằm, nhiều phá hư là được. Minh bạch, dù sao vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn đạt được hoặc là sản xuất ra dược tề. Diệp Lăng Thiên bọn người gật gật đầu. Đúng, không sai. Đúng, chúng ta vừa mới còn nhận được tin tức, nói Diệp Quân Lâm đã bị Thanh Long bọn hắn dùng khoang ngủ đông đóng băng lên. Dùng cái này đến cam đoan không để tình trạng phát tác. Có người nói, Diệp Vô Đạo cùng Diệp Lăng Thiên đều là sững sờ. Đây đúng là cái biện pháp tốt ha. Thanh Long bọn hắn có một bộ A, vậy mà vận dụng loại kỹ thuật này. Diệp Vô Đạo cảm thán. Đúng, địa chỉ đâu, tra được không? Diệp Vô Đạo hỏi thăm. Đã tra được, địa chỉ tại. Bọn thủ hạ đem hết thảy nói ra. Diệp Vô Đạo cười, Diệp Quân Lâm ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì sinh lộ. Lần này ta tự mình đi đóng lại hắn khoang ngủ đông. Để hắn triệt để diệt vong đi. Như thế, vậy nhưng quá tốt. Bọn hắn tìm đến khoang ngủ đông, chúng ta liền phá hư. Thứ này ở nơi nào đều khan hiếm a, ta xem bọn hắn có thể chống bao lâu. Diệp Lăng Thiên cũng cười. Diệp Vô Đạo cũng cười cười, biết ta vì sao nặng như thế dùng ngươi sao? Bởi vì ngươi rất giống ta. Diệp Lăng Thiên cũng cười. Kỳ thật Diệp Quân Lâm rõ ràng chúng ta có thể tùy tiện giết chết. Nhưng chúng ta chính là không, bởi vì dạng này, có hy vọng. Nhưng lại nháy mắt cảm giác tuyệt vọng mới là nhất dày vò. Tăng thêm thân thể tra tấn, Diệp Quân Lâm sẽ ở trong sợ hãi chết đi, đây mới là ta muốn. Diệp Vô Đạo sắc mặt dữ tợn. Diệp Lăng Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đôi bên quả nhiên là người một đường. Đêm khuya, Diệp Vô Đạo xuất hiện tại có ngủ đông trang bị địa phương. Kỳ Lân thu xếp trọn vẹn hơn 10 vị chuẩn thần bảng cường giả trông coi. Nhưng những người này đối Diệp Vô Đạo đến nói, như là con kiến hôi. Hắn nhẹ nhõm vượt qua tất cả mọi người, trực tiếp tiến vào khoang ngủ đông trang bị trong căn cứ. Nơi này sớm bị thủ hạ dò xét tốt, những cái này người trông chừng bên trong sớm đã có nội ứng. Cho nên Diệp Vô Đạo một đường thông suốt tiến vào khoang ngủ đông chỗ vị trí. Mở ra về sau, Diệp Vô Đạo tiến vào. Nhìn xem bên trong nằm Diệp Quân Lâm, hắn cười. Diệp Quân Lâm xúc phạm Diệp tộc gia quy, ta phải từ từ hành hạ chết ngươi. Còn có con gái của ngươi, ta sẽ bắt đến Diệp tộc đi. Trên thân giữ lại ta Diệp tộc huyết mạch, liền lẽ ra cho ta Diệp tộc làm vẻ vang. Diệp Vô Đạo âm thanh lạnh lùng nói. Hắn chậm rãi đóng lại khoang ngủ đông trang bị. Hết thảy hiệu quả giải trừ. Hắn lại lặng lẽ giở trò xấu, để khoang ngủ đông tổn hại. Bề ngoài ngược lại là nhìn đoán không ra. Kỳ thật khoang ngủ đông bên trong Diệp Quân Lâm hết thảy đều biết. Chẳng qua hắn không để ý. Diệp Vô Đạo chi lưu ở trong mắt, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Một quyền đấm chết hàng, hắn đều chẳng muốn đi đánh một quyền này. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm toàn bộ hành trình đều không để ý Diệp Vô Đạo. Cảm nhận được khoang ngủ đông bên trong nhiệt độ một chút lên cao, Diệp Quân Lâm ngược lại là cười cười, chẳng phải lạnh. Diệp Vô Đạo làm xong đây hết thảy, lặng yên rời đi. Toàn bộ hành trình đều không có người phát hiện. Chấm. Bởi vì khoang ngủ đông,
Kỳ Lân cùng Thanh Long hạ lệnh là bất luận kẻ nào không được tiếp cận. Cho nên đều không có ai đi nhìn. Bởi vậy, cũng không biết bên trong tình trạng. Thời gian trôi qua từng ngày. Thanh Long, Kỳ Lân bọn hắn điên cuồng nghĩ biện pháp bổ cứu. Bọn hắn tìm đến dược tề, hoặc nhiều hoặc ít kém chút sự tình, khoảng cách Côn Luân công nghiệp sản xuất kém đến càng xa. Chu Tước cùng đoàn đội rốt cuộc tìm được phù hợp phòng thí nghiệm, chẳng qua tài nguyên còn không có tìm toàn. Mà lại ở trong quá trình này bọn hắn nhận trùng điệp trở ngại, lo liệu bất cứ chuyện gì đều không thuận lợi, đều có ngoại lực nhân tố quấy nhiễu. Chu Tước đại khái tính toán dưới, như vậy, đợi đến đám tiếp theo dược tề sản xuất ra chỉ ít cũng là 50 ngày về sau. Mang ý nghĩa, muốn để Diệp Quân Lâm trọn vẹn rất 50 ngày. Chẳng qua giai đoạn hiện tại, trừ cái đó ra, không có cái khác biện pháp gì. Chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Nếu là có trực tiếp trị liệu dược tề tốt biết bao nhiêu. Đám người cảm thán nói. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp khẳng định tốt, nhưng bây giờ còn chưa có người nói chân chính nghiên cứu ra biện pháp giải quyết a. Thanh Long một mặt bất đắc dĩ. 9 ngày thời gian trong chớp mắt đi qua. Tất cả mọi người trở về. Dù sao khoang ngủ đông thiết chí cửu thiên. Hôm nay liền mở ra, mọi người bức thiết muốn biết Diệp Quân Lâm hiện tại tình trạng như thế nào. Huống chi mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều tìm đến một chút biện pháp cùng dược tề. Đều muốn đi thử một chút có hữu dụng hay không. Kỳ Lân đâu? Làm mọi người đi tới về sau, phát hiện trông coi khoang ngủ đông chính là những người khác. Cũng không phải là Kỳ Lân. Lúc này, Kỳ Lân từ một phương hướng khác trở về. Hắn cũng đi tìm kiếm biện pháp. Kỳ Lân ngươi có biết hay không, ngươi cái này nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Không có chuyện còn tốt, có việc, duy ngươi là hỏi. Thanh Long mấy nhân ý thức được không thích hợp. Không có sao chứ gần đây. Kỳ Lân hỏi thăm những người khác. Không có việc gì à. Đám người lắc đầu. Kỳ Lân lúc này mới buông lỏng một hơi, xem đi, là các ngươi lo ngại. Căn bản liền không sao. Chúng ta đi xem một chút đi. Thanh Long mấy người nóng nảy tiến vào khoang ngủ đông. Oanh! Đi vào bên trong về sau, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Khoang ngủ đông trang bị căn bản chính là đình chỉ vận hành. Có người đã sớm đóng lại khoang ngủ đông trang bị. 8 ngày, khoang ngủ đông trang bị đã trọn vẹn đình chỉ 8 ngày. Chấm! Thanh Long thanh âm khàn khàn gào thét. Kỳ Lân như gặp phải thiên lôi. Vốn cho rằng hồ bọn thủ hạ nhìn xem sẽ không có việc gì, làm sao biết hắn vừa rời đi, trang bị liền bị người đóng lại. Không tốt, khoang ngủ đông trang bị nội bộ còn bị phá hư. Có người hoảng sợ nói. Vì cái gì lão đại một điểm phản ứng đều không có. Lẽ ra đến nói khoang ngủ đông trang bị vừa quan bế, hắn liền có thể tỉnh lại a. Mình nhìn, khoang ngủ đông căn bản mở không ra. Nói cách khác lão đại trọn vẹn ở bên trong nằm cửu thiên rồi. Đừng nói là nguyên tố phát tác, chính là buồn bực đều đem người có thể ngạt chết. Nhìn lão đại bộ dáng như hiện tại, sẽ không xảy ra chuyện rồi. Các ngươi nhìn không nhúc nhích, nhiều ngày như vậy. Tin dữ. Một cái tin dữ tiếp lấy một cái tin dữ. Chấm. Đám người mạnh mẽ chừng Kỳ Lân liếc mắt. Nếu là hắn tại, có thể thành bộ dạng này. Kỳ Lân trực tiếp ngốc. Ngồi ngay đó, giống như một bãi bùn nhão. Hắn trong đại não trống rỗng. Nếu là Diệp Quân Lâm bởi vì chuyện này xảy ra chuyện gì, hắn sẽ tự trách cả một đời. Thậm chí sẽ ngay tại chỗ tự sát bồi tội. Cái này cũng không thể trách Kỳ Lân, khẳng định là trông coi xảy ra vấn đề. Thứ nhất, địa điểm này ẩn mật, có rất ít người biết. Thứ hai, không có khả năng dễ như trở bàn tay tiến vào, cho dù là cường giả. Trông coi bên trong có phản đồ. Huyền Võ phân tích, ta giết bọn hắn. Kỳ Lân triệt để giận. Xem trước một chút lão đại thế nào. Đám người cưỡng ép đem khoang ngủ đông trang bị phá vỡ, thả ra Diệp Quân Lâm. Đang lúc bọn hắn muốn xem xét Diệp Quân Lâm tình huống thời điểm, một thanh âm vang lên. Đều nhao nhao chết rồi, còn có để hay không cho người đi ngủ. Diệp Quân Lâm đứng dậy, im lặng nhìn xem đám người. Lão đại ngươi không có việc gì, ngươi không sao chứ. Chấm. Từng cái khiếp sợ nhìn xem Diệp Quân Lâm. Ta có thể có chuyện gì? Các ngươi ngóng trông ta có việc a? Diệp Quân Lâm rất là im lặng quét đám người liếc mắt. Lão đại mấy ngày nay thân thể ngươi không có xuất hiện bất kỳ tình trạng. Đám người hỏi. Không có a, các ngươi nhìn ta không phải thật tốt. Căn bản không có việc gì a. Đám người chấn kinh.
Diệp Quân Lâm xác thực không giống như là có việc dáng vẻ. Đây cũng không phải là có thể chứa ra tới. Mọi người có thể cảm nhận được Diệp Quân Lâm khí tức. Giống như trước kia bành trướng. Cho nên hắn thật không có việc gì. Chẳng qua vì để phòng vạn nhất, vẫn là trước hết để cho Chu Tước cho người kiểm tra xuống đi. Chúng ta tốt yên tâm. Thanh Long đề nghị. Tốt a, vậy liền tới kiểm tra đi. Diệp Quân Lâm cũng không muốn bị bọn hắn một mực vây quanh nói cũng không có việc gì. Dứt khoát để bọn hắn kiểm tra được rồi. Chu Tước lập tức lấy ra thiết bị, cho Diệp Quân Lâm kiểm tra tình trạng cơ thể. Nửa giờ sau, Chu Tước kinh ngạc nói, kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Cửu Thiên không có dược tề ức chế, lão đại thân thể vậy mà thật tốt. Một điểm nguyên tố tác dụng vết tích đều không có. Không biết đều coi là căn bản không có bên trong mã nhã công nghiệp vũ khí đâu. Nghe vậy, những người khác chấn kinh. Không thể nào, làm sao lại không có việc gì đâu. Đây tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Chấm. Mọi người cũng không tin. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười cười, hiện tại biết ta không sao chứ. Bởi vì kia vũ khí bên trên độc tố căn bản xâm nhập không được thân thể ta. A, không thể nào, lão đại. Nếu quả thật không cách nào xâm lấn thân thể, vậy nhưng thật sự là nghịch thiên. Chấm. Đám người lại khiếp sợ lại hoài nghi. Ta giống như biết chân tướng. Chu Tước bỗng nhiên cười nói. Cái gì? Mọi người toàn bộ vây quanh. Ta phát hiện lão đại trong cơ thể có dược tề lưu lại, mà lại rất nhiều. Ta minh bạch lão đại cái này Cửu Thiên vì sao không có phát tác. Lưu lại dược tề vẫn như cũ có ức chế tác dụng. Dược tề này hiệu quả so với chúng ta tưởng tượng còn tốt hơn. Chu Tước giải thích nói. Diệp Quân Lâm một mặt bất đắc dĩ. Đó là bởi vì đám này oát con cả ngày buộc hắn phục dụng dược tề, hắn lại không thể nhả. Chỉ có thể uống xuống dưới. Nhưng thân thể của hắn, hiện tại dung không được những cái này ngoại lai vật chất. Cho nên đều trong thân thể lưu lại. Hắn cách mỗi một thời gian ngắn đều muốn cưỡng ép bài trừ tới. Lần này còn chưa kịp bài trừ tới. Bị Chu Tước phát hiện. Sai lầm tưởng rằng những chất thuốc này ức chế. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Lão đại vận khí luôn luôn đều tốt. Cái này nhưng quá may mắn. Tất cả mọi người lộ ra mừng như điên thần sắc. Hiện tại tăng thêm chúng ta tìm đến dược tề cùng phương pháp, duy trì lão đại không phát tác một đoạn thời gian tuyệt đối không có vấn đề. Chu Tước vui mừng nói. Đây thật là quá tốt. Diệp Quân Lâm cười khổ, ta thật không có sự tình. Các ngươi không cần dày vò. Lão đại ngươi nghe chúng ta thu xếp là được. Đúng, ngươi gần đây luyện một chút cái này mấy môn công pháp đi, cũng có ức chế tác dụng. Chấm. Mọi người đem nên làm đều làm được. Một phương diện chúng ta tiếp tục ức chế, một phương diện Chu Tước sinh sản dược tề. Nhìn xem bọn này hảo huynh đệ, hảo đồ đệ, tốt thuộc hạ. Diệp Quân Lâm có chút cảm động. Bọn hắn vì mình thật sự là không tiếc hết thảy a. Chẳng qua hắn bây giờ nói, những người này cũng không tin. Chờ lấy về sau, lại đền bù bọn hắn liền tốt. Chấm. Cái gì, Diệp Quân Lâm không có việc gì, chuyện gì xảy ra? Diệp Vô Đạo Diệp Lăng Thiên bọn hắn biết về sau, đều kinh ngạc đến ngây người. 9 ngày thời gian, Diệp Quân Lâm không có phục dụng dược tề tình huống dưới, vậy mà mạnh mẽ dừng lại. Cái này sao có thể? Chúng mã nhã công nghiệp vũ khí làm sao có thể một chút việc đều không có? Cho dù là ta bị đâm trúng, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vô Đạo đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Đúng a, không có khả năng này a. Theo lý mà nói, bọn hắn nhìn thấy hẳn là một bộ hư thối đến cực hạn thi thể. Kết quả không có việc gì. Diệp Lăng Thiên cũng không tin đây hết thảy. Bọn hắn rõ ràng đem Diệp Quân Lâm tất cả sinh lộ đều đoạn mất. Kết quả Diệp Quân Lâm nghịch thiên cải mệnh. Một chút việc đều không có. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người không nguyện ý tin tưởng. Không có khả năng, nhất định có nguyên nhân. Có thể là bọn hắn có lưu sống. Diệp Vô Đạo nói. Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, có loại khả năng này. Chẳng qua tiếp xuống ta nhìn hắn làm sao chịu nổi. Chu Tước bên kia sinh sản dược tề còn phải cần mấy thời gian 10 ngày. Mặc dù Thiên Sách thiếu soái chẳng qua hỏi chuyện này. Nhưng sự tình là dạng gì? Hắn đều biết. Diệp Quân Lâm mạng này cũng quá cứng đi. Cái này đều vô sự. Một chút việc đều không có. Biết tình huống về sau, Thiên Sách thiếu soái đều kinh ngạc đến ngây người. Tình huống như thế nào? Hắn cùng Diệp Vô Đạo ý nghĩ đồng dạng, chúng mã nhã công nghiệp vũ khí, một con đường chết.
Thiên Sách phủ cũng vô kế khả thi, bó tay hết cách. Chu Tước nói xong giống Diệp Quân Lâm trong cơ thể có lưu lại dược tề, một mực có ức chế tác dụng. Có người giải thích nói. Đó chính là nói tiếp xuống Diệp Quân Lâm vẫn là sẽ phát tác. Thiên Sách thiếu soái hỏi. Đúng đúng đúng, tuyệt đối, chúng ta chờ một chút, có người đoán chừng cũng liền 3 ngày thời gian. Những người khác nói. Tốt, vậy chúng ta thì chờ một chút nhìn, ta liền không tin, Diệp Quân Lâm không có việc gì. Tất cả mọi người không tin ta. Nhất định phải chờ lấy Diệp Quân Lâm thương thế phát tác. Chấm. Kỳ thật Chu Tước bên này cũng rất khẩn trương. Hoàn toàn chính xác. Lưu lại dược tề cùng các loại biện pháp tối đa cũng liền cho Diệp Quân Lâm duy trì 3 ngày. 3 ngày về sau làm sao bây giờ? Kia là cái vấn đề. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đến. Tất cả mọi người tại ngày này trông coi Diệp Quân Lâm, xem hắn có thể hay không phát tác. Mỗi người đều khẩn trương đến chảy mồ hôi. Đúng lúc này đợi, kiếm tà thần bọn người trở về. Tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Kiếm tà thần kích động nói. Kiếm tà thần mấy người phong trần mệt mỏi, thở hồng hộc. Hiển nhiên đi chỗ rất xa. Đoán chừng phải biết tin tức về sau, ngựa không dừng vó chạy đến. Ngay lập tức muốn đem tin tức tốt nói cho mọi người. Làm sao rồi? Mọi người nhao nhao xông tới. Liền Diệp Quân Lâm cũng nhiều hứng thú đi tới. Muốn biết chuyện gì tốt? Chúng ta tìm tới giải quyết Mã Nhã công nghiệp vũ khí biện pháp. Kiếm tà thần miệng lớn thở hổn hển, nói ra một cái khiến người khiếp sợ sự tình tới. Cái gì, tìm tới biện pháp giải quyết rồi. Ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Bọn hắn trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Bởi vì chuyện này trong con mắt của mọi người, giai đoạn hiện tại là tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Nhưng bây giờ có người nói có thể. Sao có thể không khiếp sợ? Là biện pháp gì? Mau nói, mau nói. Tất cả mọi người kích động. Từng cái lệ nóng doanh tròng, trước nay chưa từng có hưng phấn. Chuyện này ai không khiếp sợ a? Liền Diệp Quân Lâm đều có chút hiếu kỳ. Đến cùng biện pháp gì có thể giải quyết Mã Nhã công nghiệp vũ khí? Kia đặc thù nguyên tố hắn tra xét, chưa bao giờ thấy qua độc tố. Hắn cùng độc tà thần đều không cách nào nghiên cứu chế tạo giải dược ra tới. Cái gì, mau nói. Diệp Quân Lâm cũng thúc giục nói. Biện pháp chính là có người phát hiện có thể hòa tan loại này đặc thù nguyên tố vật chất. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, loại này mới vật chất là có thể hòa tan hết Mã Nhã công nghiệp đặc thù nguyên tố. Kiếm tà thần kích động nói ra. Cái gì? Mọi người kích động đến đang run rẩy. Còn có loại vật chất này. Quá thần kỳ đi, lần đầu tiên nghe nói có thể hòa tan hết Mã Nhã công nghiệp đặc thù nguyên tố vật chất. Ở đâu phát hiện, là ai phát hiện, nhanh nhanh nhanh, lão đại có sống sót hy vọng, thật sự là quá tốt, lão đại vận khí quá tốt, trời không vong lão đại a. Chấm. Kiếm tà thần giải thích nói, là chuột túi quốc tận thế hạt giống kho. Bọn hắn tại chùa túi quốc lân cận hải vực hạ bên trong biển sâu phát hiện loại này hy hữu vật chất. Một kiểm tra phát hiện, vậy mà đối Mã Nhã công nghiệp vũ khí có hòa tan tác dụng. Thật sự là thần kỳ. Chẳng qua loại này biển sâu vật chất cực kỳ thưa thớt. Bọn hắn lại tuần tự tốn hao thật nhiều thời gian, tại cái khác trong hải vực tìm kiếm, gần như không thu hoạch được gì. Tổng cộng khả năng chỉ có mấy trăm khắc thôi. Túi ống chuột quốc coi như chân bảo, tồn tại tận thế hạt giống trong kho. Độc tà thần sau đó nói ra một cái để mọi người tâm lạnh tin tức. Biện pháp là có. Mới vật chất tìm được. Thế nhưng là quá thưa thớt. Bị người ta coi như chân bảo giấu ở tận thế hạt giống trong kho. Một khi để vào nơi này, vậy liền khó làm. Vô cùng khó khăn đạt được. Vừa mới mọi người hưng phấn, sắc mặt bá một cái trở nên âm trầm. Vẫn như cũ là nan đề a. Kiếm tà thần mấy người bất đắc dĩ nói, tại biết tin tức về sau. Chúng ta ngay lập tức cùng chuột túi quốc phương diện liên hệ, nghĩ không tiếc đại giới đem cái này vật chất cầm tới. Thế nhưng là tại chỗ bị bọn hắn cự tuyệt. Đúng, chúng ta rất thành ý đàm phán, muốn bọn hắn ra điều kiện, nhưng đám người này khó chơi. Căn bản không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đem chúng ta đuổi đi. Chúng ta cũng không kịp nhớ tới hắn biện pháp, lập tức chạy tới trước tìm các ngươi, đem tin tức nói cho các ngươi biết, nhìn xem các ngươi có biện pháp nào. Chấm. Nghe đến đó, mọi người tâm lại lạnh một nửa. Này làm sao cả? Cho hy vọng, lại nháy mắt tuyệt vọng. Người ta đem cái này vật chất coi như chân bảo. Khẳng định rất khó cầm được đến. Nhất định phải lấy ra để người ta ngưỡng mộ trong lòng, cảm thấy vượt qua mới vật chất vật giá trị mới có thể.
Tất cả mọi người đừng nản chí. Đã mới vật chất đã tìm được, tiếp xuống chính là đạt được vấn đề. Mọi người ngẫm lại, hoặc là cùng chuột túi quốc phương diện thương lượng một chút. Bọn hắn khẳng định có nhược điểm, bọn hắn khẳng định có thứ cần thiết, chúng ta chỉ cần lấy ra là được. Thanh Long nhìn xem chúng nhân nói, đây là giải quyết lão đại tình trạng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. Chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào, hiểu chưa? Đúng, cơ hội lần này khó được, chúng ta nhất định phải liều. Vô luận đối phương mở ra điều kiện ra sao, chúng ta đều phải đáp ứng. Đám người đồng tâm hiệp lực. Đúng, tin tức này là vừa vặn phát hiện, ta đoán chừng rất nhanh những người khác cũng sẽ phát hiện, đến lúc đó khả năng nhằm vào lão đại người muốn ngăn cản. Thậm chí vượt lên trước một bước đạt được cái này vật chất. Khi đó liền triệt để xong. Kiếm tà thần nói. Cho nên từ giờ phút này bắt đầu, chúng ta nhất định phải đuổi tại trước mặt bọn họ, vượt lên trước một bước đạt được mới vật chất. Cấp bách, chúng ta trực tiếp đi chuột túi quốc. Vì đêm dài lắm mộng, lão đại người trực tiếp cùng chúng ta đi chuột túi quốc. Đạt được mới vật chất về sau, trực tiếp sử dụng. Để phòng ngừa tình huống khác xuất hiện. Chấm. Thanh Long bọn hắn an bài ngay ngắn rõ ràng, Diệp Quân Lâm liền chen vào nói cơ hội đều không có. Tốt, chúng ta cái này lên đường đi. Đám người lập tức liền phải xuất phát. Ngay tại lúc này, chủ tước âm trầm giơ điện thoại, hoảng sợ nói, không được. Ám võng tuyên bố tin tức. Cái gì? Ám võng tuyên bố tin tức, xưng chuột túi quốc tận thế hạt giống kho đã phát hiện khắc chế mã nhã công nghiệp vũ khí bên trên đặc thù nguyên tố biển sâu vật chất. Đồng thời có kỹ càng tư liệu cùng thí nghiệm số liệu. Hiện tại toàn thế giới đã truyền điên. Làm chu tước nói ra tin tức này sau. Mọi người trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thật sự là sợ cái gì đến cái gì. Mới vừa ở nhắc tới, muốn cướp trước một bước, chiếm cứ trước hết nhất biết tin tức ưu thế. Trong nháy mắt, ưu thế liền không có. Hiện tại ám võng tin tức vừa tuyên bố, toàn thế giới đều biết. Hơn nữa còn là oanh bạo toàn thế giới lớn tin tức. Gần như tại trong thời gian ngắn nhất truyền khắp mỗi một cái góc. Ám võng. Diệp Quân Lâm mặc niệm. Tại 3 năm trước đây, ám võng chính là một cái thần bí tồn tại. Bất cứ tin tức gì đều trốn không thoát ám võng truy tung. Nói thật ám võng mới là sừng sững tại thế giới đỉnh tiêm thế lực. Không nghĩ tới 3 năm qua đi, ám võng vẫn như cũ mạnh như vậy. Bên kia vừa có tin tức, ám võng lập tức liền biết. Không biết điều khiển ám võng đến cùng là dạng gì một đám tồn tại. Các ngươi biết ám võng lai lịch gì sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Lão đại đều cái này mấu chốt, ngươi còn tại xoắn suýt ám võng sự tình. Vẫn là ngẫm lại như thế nào cầm tới mới vật chất đi. Hiện tại tin tức mới ra, đoán chừng không ít người đều đi chuột túi quốc muốn cầu phải mới vật chất. Mã Nhã công nghiệp khẳng định cũng sẽ đi, dù sao bọn hắn không nghĩ khiến người khác biết khắc chế biện pháp A. Còn có lão đại đối thủ cũng sẽ ngay lập tức đi. Dù là không chiếm được, cũng sẽ hủy đi. Dù sao cũng không thể để cho lão đại đạt được. Chấm. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn nói không sai. Diệp Vô Đạo Chi Lưu tại biết chuyện này về sau, lập tức lao tới chuột túi quốc. Bọn hắn tuyệt sẽ không để Diệp Quân Lâm đạt được mới vật chất. Hắn phải chết. Liền Thiên Sách thiếu soái đều rất có hứng thú. Được rồi, không cần chúng ta đi. Cái khác rất nhiều người đều đi. Diệp Quân Lâm đừng nghĩ đạt được cái này mới vật chất. Chấm. Mã Nhã công nghiệp. Đông đảo quốc các thế lực lớn. Chiến ưng quốc các thế lực lớn. Chấm. Một cái tiếp một cái lao tới chuột túi quốc. Cái này mới vật chất đem trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai mới cục diện, cùng Mã Nhã công nghiệp chờ một chút địa vị. Còn có một đám người cũng đều đi tham gia náo nhiệt. Một chút thế lực lớn đầu mục đã cùng chuột túi quốc trao đổi. Chấm. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng Thanh Long bọn hắn mang theo Diệp Quân Lâm xuất phát. Sinh tử vận tốc. Bọn hắn muốn liều mạng. Nếu không tiếc hết thảy đạt được cái này mới vật chất. Diệp Quân Lâm rất cảm động. Hết thảy đều xem ở trong lòng. Các ngươi thật muốn đạt được cái này mới vật chất sao? Diệp Quân Lâm đột nhiên hỏi. À, cái này khiến tất cả mọi người là cùng nhau sững sờ. Đương nhiên nghĩ à. Lão đại người không nghĩ a, đây chính là cứu người mệnh đồ vật a. Đám người trả lời. Đúng, ta nhớ lại, 3 năm trước đây ta giúp chuột túi quốc đánh chạy huyết tổ, bọn hắn thiếu ta một cái ân tình. Liền để bọn hắn cầm thứ này trả à nha. Diệp Quân Lâm nói ra chuyện này tới. Hiện tại đã ưng huynh đệ này các đồ đệ quan tâm như vậy mình,
vì chính mình liều mạng. Hắn thực sự nhìn không được. Không nghĩ để bọn hắn vì chính mình như vậy nhọc lòng. Cho nên dứt khoát lợi dụng chuột túi quốc thiếu ân tình của mình, đi đem mới vật chất đổi lại. Cứ như vậy, huynh đệ các đồ đệ biết mình thân thể tốt. Liền sẽ không tiếp tục nhọc lòng, vây quanh mình chuyển. Đây mới là Diệp Quân Lâm nghĩ. Nguyên lai năm đó là lão đại ngươi hóa giải chuột túi quốc nguy cơ a. Đều nói là thiên sách phủ, xem ra ngươi là làm, sau đó thiên sách phủ đem công lao ôm. Đám người chấn kinh. Đúng, không sai, Kim Cảng đảo cùng chuột túi quốc huyết tổ đều là ta đánh chạy. Giúp bọn hắn hóa giải nguy cơ, bọn hắn thiếu ta một cái ân tình. Vô luận điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Diệp Quân Lâm cười cười. Tốt a, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Chuột túi quốc thiếu ngươi một cái ân tình, cứ như vậy, bọn hắn nhất định phải cầm mới vật chất ra tới. Hô! Tất cả mọi người thở dài một hơi. Có Diệp Quân Lâm cái tầng quan hệ này tại, bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn lấy ra. Lần này tất cả mọi người vẻ lo lắng đều quét sạch. Đám người dễ dàng tiến về chuột túi quốc. Một phương diện khác, không ít thế lực cũng sớm đã đến chuột túi quốc. Cùng chuột túi quốc đại biểu tiến hành đàm phán. Chẳng qua chuột túi quốc phương diện vẫn như cũ là cự tuyệt. Đối với bất kỳ điều kiện gì bọn hắn đều không hề bị lay động. Dù sao cái này mới vật chất quá trọng yếu, quá thưa thớt. Toàn thế giới nhiều như vậy địa phương, duy chỉ có chuột túi quốc hữu. Giá trị quá chân quý. Tăng thêm lại có thể khắc chế mã nhã công nghiệp vũ khí, giải quyết một cái toàn thế giới cũng nhức đầu vấn đề. Bởi vậy mới vật chất trở thành hàng bán chạy. Có chút không thua gì trước đó thần khí thiên kiếm. Có không ít người thương lượng không ổn về sau, trực tiếp tiến hành tranh đoạt. Còn có một bộ phận trực tiếp vận dụng vũ lực, hay là len lén lẻn vào, nghĩ trực tiếp đem mới vật chất trộm đi. Nhưng cho dù ai đều không nghĩ tới chính là tại trong mắt mọi người, thực lực tương đối lệch yếu thế chuột túi quốc vậy mà xuất hiện mười mấy tên có thể so với thần bảng hàng đầu cường giả. Đem những cái này đến trộm cắp người toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Chuột túi quốc lần thứ nhất biểu hiện ra siêu cường chiến lực, đem thế nhân đều chấn kinh đến. Nguyên lai bọn hắn mạnh như vậy. Lần này đối chuột túi quốc tận thế hạt giống kho có ý tưởng người hoặc là thế lực toàn bộ chấn nhiếp. Cứ như vậy, ai còn dám trực tiếp cứng rắn đoạt. Lúc ấy Diệp Vô Đạo cũng là ở đây, trực tiếp túi ống chuột quốc cường giả bí ẩn cấp chấn trụ. Mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai thế giới này còn có rất nhiều cường giả, không có ra tay qua. Bởi vậy. Từng cái đều mắt trợn tròn. Chuột túi quốc thâm tàng bất lậu. Chẳng những có loại này mới vật chất, còn có được kinh khủng như vậy cường giả thủ hộ. Đạt được khẳng định càng phát ra khó khăn. Trừ phi mở ra chuột túi quốc phương diện đều không thể cự tuyệt điều kiện. Nếu không cái này vật chất người người cũng đừng nghĩ đạt được. Các người đâu, cũng là đến muốn cái này vật chất sao? Chuột túi quốc đại biểu nhìn về phía Diệp Vô Đạo bọn người. Diệp Vô Đạo cười cười. Các ngươi hiểu lầm, kỳ thật chúng ta là đến cùng các ngươi thương lượng chuyện khác. Chuyện khác, tất cả mọi người là sững sờ. Cái này mới vật chất chúng ta không có hứng thú, nhưng là chúng ta nhất thiết phải cầu một điểm, tuyệt đối không được cho Diệp Quân Lâm. Hàng vạn hàng nghìn đừng, điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng, tuyệt đối không được cho Diệp Quân Lâm. Diệp Vô Đạo bọn người thần sắc kích động, bọn hắn chạy tới nơi này nguyên nhân chính là muốn ngăn cản Diệp Quân Lâm. Không để hắn đạt được mới vật chất. Hóa ra là nguyên nhân này. Chuột túi quốc các đại biểu cười cười, không nói gì. Diệp Quân Lâm một đám người đến trên đường. Gặp được từng đám chặn đường. Đây là Diệp Vô Đạo sắp xếp của bọn hắn. Chẳng qua mọi người không chút hoang mang giải quyết hết. Dù sao hiện tại không nóng nảy. Chuột túi quốc thiếu Diệp Quân Lâm một cái ân tình. Lúc nào đi đều có thể. Mới vật chất chính là bọn hắn vật trong bàn tay. Diệp Vô Đạo bọn hắn đi lại nhanh lại như thế nào? Còn không phải vô dụng. Thanh Long bọn hắn cũng tra được năm đó phát sinh sự tình. Đánh chạy huyết tổ Diệp Quân Lâm túi ống chuột quốc gọi anh hùng. Còn muốn tổ chức một trận khánh điển tới. Chẳng qua bị Diệp Quân Lâm cự tuyệt. Chuột túi quốc hứa hẹn Diệp Quân Lâm một cái điều kiện, thiếu hắn một cái ân tình. Chỉ cần Diệp Quân Lâm há miệng, toàn bộ chuột túi quốc việc nghĩa chẳng từ nan đến giúp đỡ hắn. So với dốc hết nhất quốc chi lực đến hoàn thành một cái ân tình, lấy ra mới vật chất chuyện này quá đơn giản. Cứ việc giá trị chân quý. Nhưng là hoàn thành lên dễ dàng a. Mà lại dựa theo Diệp Quân Lâm tình huống, chỉ cần một nửa không đến mới vật chất là đủ.
đối chuột túi quốc đến nói quả thực một công đôi việc. Đã còn Diệp Quân Lâm ân tình, lại có thể tiếp tục đem mới vật chất lưu tại hạt giống tận thế trong kho. Phi thường sự tình đơn giản. Bởi vậy Thanh Long bọn người thần sắc mới có thể như thế nhẹ nhõm. Không vội vã đi vào chuột túi quốc. So với Diệp Vô Đạo tốc độ của bọn hắn, Diệp Quân Lâm một đám người trọn vẹn muộn 6 giờ mới đến chuột túi quốc. Thật sự là không nghĩ tới, cái này ngày xưa chuột túi quốc biến hóa thật to lớn a. Nhất là nguyên lai không có một tôn cường giả tọa chấn, bị một cái huyết tổ liền khi dễ đến kém chút diệt. Nhưng hôm nay ngươi xem một chút cái này lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Vừa mới nhận được tin tức, chuột túi quốc tận thế hạt giống kho trọn vẹn thủ hộ lấy hơn 10 vị thần bảng hàng đầu cường giả. Sợ là so trong chúng ta mạnh nhất Kỳ Lân, Kiếm Tà Thần, Tiêu Phong đều mạnh hơn. Chấm. Đám người bắt đầu thảo luận chuột túi quốc cường giả đỉnh cao nhóm. Diệp Quân Lâm cười cười. Khi hắn từ hắc ám lao lung lúc đi ra, cái thứ nhất đặt chân nơi có người ở chính là chuột túi quốc. Lúc ấy hắn một cảm giác, liền phát hiện chuột túi quốc các cường giả, hoàn toàn chính xác rất nhiều. Khí tức so Kỳ Lân bọn hắn cường đại có vài chục vị. Diệp Quân Lâm suy đoán những cường giả này xuất hiện, phải cùng tận thế hạt giống kho có quan hệ. Bởi vì hắn cảm nhận được tận thế hạt giống kho cường đại. Bên trong có rất nhiều những thứ không biết. Xuất hiện nhiều như vậy cường giả cũng chẳng có gì lạ. Các ngươi cuối cùng đã tới a. Đúng vào lúc này, một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Diệp Vô Đạo, Diệp Lăng Thiên một đoàn người xuất hiện. So với chúng ta tưởng tượng tốc độ chậm nhiều, các ngươi xem ra không có chút nào sốt ruột a. Diệp Lăng Thiên cười cười. Diệp Vô Đạo càng là nói thẳng. Ta an bài những phế vật kia nào có thực lực có thể ngăn cản các ngươi thời gian dài như vậy a? Các ngươi là cố ý lề mề a? Diệp Vô Đạo ánh mắt rơi vào Diệp Quân Lâm trên thân, chẳng lẽ nói các ngươi muốn để Diệp Quân Lâm chết? Cố ý kéo dài thời gian, không nghĩ để hắn đạt được mới vật chất đến cứu mạng. Ha ha ha, ha ha ha, Diệp Lăng Thiên bọn người cười. Nhưng đám người khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi biết cái gì? Chúng ta căn bản không nóng nảy. Bạch Hổ cười cười, Diệp Vô Đạo không sợ nói cho ngươi. 3 năm trước đây là lão đại đánh chạy huyết tổ, giải quyết chuột túi quốc chi nguy. Bọn hắn thiếu lão đại một cái ân tình, vô luận lúc nào vô luận điều kiện gì, chỉ cần lão đại há miệng, chuột túi quốc liền sẽ cạn kiệt hết thảy đến hoàn thành yêu cầu của hắn. Cái gì? Làm Diệp Vô Đạo bọn người nghe được tin tức này về sau, quá sợ hãi. Đây là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Diệp Quân Lâm vậy mà đối chuột túi quốc hữu ân tình. Chuột túi quốc thiếu Diệp Quân Lâm một cái điều kiện. Hiện tại chỉ cần Diệp Quân Lâm mở miệng, kia mới vật chất còn không phải dễ như trở bàn tay. Trách không được vừa mới chuột túi quốc các đại biểu sẽ lộ ra nụ cười quỷ dị đâu. Nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới có chuyện này. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm một đoàn người rời đi. Diệp Vô Đạo ra lệnh, đi, chúng ta theo sau. Một khi bọn hắn đạt được mới vật chất, chúng ta trực tiếp đoạt. Hoặc là phá hư. Bọn hắn một mực đi theo âm thầm, đi theo Diệp Quân Lâm một đoàn người. Diệp Quân Lâm bọn hắn đi vào hẹn địa phương tốt. Trước mắt đại biểu Bó Cư cùng Nelson, chính là năm đó Ưng Thuận hứa hẹn hai người. Diệp Quân Lâm nói, 3 năm trước đây ta giải quyết chuột túi quốc nguy cơ, đánh chạy huyết tổ. Các ngươi chuột túi quốc thiếu ta một cái ân tình, ta đến thực hiện. Âm thầm Diệp Vô Đạo bọn hắn bắt đầu khẩn trương lên. Một màn này sợ là ai cũng không nghĩ tới. Diệp Quân Lâm vậy mà đối chuột túi quốc hữu ân. Lúc này mới bọn hắn muốn cầm tới mới vật chất. Diệp Vô Đạo đã tại thu xếp như thế nào cướp đoạt hoặc là hủy đi mới vật chất. Chủ yếu là Diệp Quân Lâm bên người Kỳ Lân những cao thủ này, toàn bộ đều tại. Cướp đoạt lên, cũng có chút khó khăn. Chấm. Diệp Quân Lâm nhìn xem Bó Cư những cái này đại biểu nói, cái này ân tình cũng không thể để các ngươi một mực thiếu. Hiện tại các ngươi đem phát hiện biển sâu mới vật chất phân 200 khắc cho ta là được. Không làm khó dễ các ngươi, chuyện giữa chúng ta xóa bỏ. Kỳ Lân bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Bó Cư bọn người. Diệp Vô Đạo cũng đi theo khẩn trương lên. Cái khác các thế lực lớn người đang nghe chuột túi quốc thiếu Diệp Quân Lâm một cái ân tình thời điểm đều hoảng. Lần này mới vật chất nên về Diệp Quân Lâm. Tất cả mọi người hô hấp dồn dập nhìn xem Bó Cư chờ chuột túi quốc đoàn đại biểu. Ân tình, cái gì ân tình? Nhưng bỗng nhiên Bó Cư dạng này đến một câu. Mộng. Tất cả mọi người mộng. Nhất là Diệp Quân Lâm cùng Thanh Long bọn người triệt để mắt trợn tròn. Không nhận nợ rồi.
Không biết. Nếu là người khác nói không biết, Diệp Quân Lâm còn có thể hiểu được. Nhưng bóc cư nhưng mà năm đó sự tình kinh nghiệm bản thân người, càng là miệng thiếu Diệp Quân Lâm người trong cuộc A. Hắn làm sao có thể không biết. Còn có một vị khác Nelson, năm đó muốn Diệp Quân Lâm xưng là chúa túi quốc anh hùng người, cũng là hắn tuyên bố muốn cho Diệp Quân Lâm lo liệu một trận cả nước khánh điển đến chúc mừng. Hắn nên nhớ kia. Diệp Quân Lâm chậm rãi nhìn về phía Nelson. Nhưng Nelson cũng phụ họa nói, đúng a, cái gì ân tình, ta làm sao không biết, người này tại ăn nói linh tinh cái gì sao. Nelson cùng Bocku hai người liếc nhau, chăm miệng một lời, đúng a, ta cũng không biết hắn đang nói cái gì. Hai người lại nhìn về phía sau lưng đám người, lên tiếng hỏi, đúng, các ngươi biết tình huống như thế nào sao? Không biết. Tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu. Oanh! Diệp Quân Lâm cùng Thanh Long bọn hắn đều muốn tức giận phải nổ tung. Cố ý! Bocku, Nelson những người này đều là cố ý. Làm sao có thể người trong cuộc không biết? Mất trí nhớ sao? Tuyệt đối không có khả năng sự tình. Bọn hắn chính là cố ý giả vờ không biết. Ngươi là ai a? Chúng ta quen biết, chúng ta gặp qua. Bocku nhìn xem Diệp Quân Lâm, nghi ngờ hỏi. Đây là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Quân Lâm a, chúng ta biết, nhưng chưa thấy qua a, cho tới bây giờ chưa thấy qua, cái này lần thứ nhất thấy a. Bocku cùng Nelson kẻ sướng người họa. Diệp Quân Lâm không những không giận mà còn cười, hắn nhìn xem hai người cười nói, nghe kỹ. Ta là Diệp Quân Lâm, năm đó huyết tổ vô ý đăng lục chuột túi quốc. Tại chuột túi quốc trắng trợn đồ sát, đem các người bước đến tuyệt cảnh, các người vô kế khả thi, bó tay hết cách thời điểm, là ta xuất hiện, đánh chạy huyết tổ, cứu vớt các ngươi. Vì báo đáp, các người muốn tổ chức khánh điển, bị ta cự tuyệt. Chẳng qua các người nói qua thiếu ta một cái ân tình. Chỉ cần ta mở miệng, vô luận điều kiện gì, các người liền sẽ việc nghĩa chẳng từ nan tới giúp ta hoàn thành. Hiện tại ta chính là muốn các người đến hoàn lại ân tình. Đem mới vật chất cho ta một điểm là được, hiểu rồi sao? Thanh Long bọn người phụ họa nói, là lão đại năm đó giúp các ngươi giải quyết quốc nguy, đánh chạy huyết tổ. Các ngươi thiếu lão đại một cái ân tình, hiện tại tranh thủ thời gian còn. Đám người cũng trong lòng càng gương sáng đồng dạng. Hiện tại một điều tra, hoàn toàn chính xác có việc này. Chuột túi quốc thiếu Diệp Quân Lâm một cái thiên đại ân tình. Còn trước mắt hai vị này đại biểu hứa hẹn. Bây giờ người ta muốn tới thực hiện ân tình. Nhưng chẳng ai ngờ rằng chính là Bocku cùng Nelson hai người nói, đánh rắm. Lúc nào là người Diệp Quân Lâm giúp chúng ta giải quyết nguy cơ? Người thật sự là không muốn mặt, làm sao nơi nào đều có người đây? Công lao gì cũng dám đến cọ đâu. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời này mới ra. Nổ. Lần kia nguy cơ đích thật là huyết tổ tiến đến, đồ sát rất nhiều người, rất nhiều thành thị luân hãm. Có thể giải quyết nguy cơ người nơi nào là cái gì chó má Diệp Quân Lâm? Là chính chúng ta giải quyết, là chúng ta tận thế hạt giống kho thủ hộ giả giải quyết. Tận thế hạt giống kho thủ hộ giả thực lực mọi người cũng đều nhìn thấy. Giải quyết một cái huyết tổ không thành vấn đề a? Bocku hỏi. Vâng vâng vâng. Những người khác nhao nhao gật đầu. Tận thế hạt giống kho thủ hộ giả thực lực như thế nào, tất cả mọi người nhìn thấy. Khía cạnh nói rõ chuột túi việc lớn quốc gia mình có thực lực giải quyết nguy cơ, không cần dựa vào người khác. Lúc ấy chúng ta còn mời cầu qua chiến ưng quốc cùng chư thần phòng thí nghiệm. Bọn hắn yêu cầu là mở ra tận thế hạt giống kho. Nhưng về sau tận thế hạt giống kho tuyệt không mở ra, đó là bởi vì bọn hắn đến thời điểm, nguy cơ đã giải quyết. Nelson giải thích nói. Đúng, điểm ấy chúng ta có thể làm chứng. Lúc trước chư thần phòng thí nghiệm đích thật là không công mà lui. Một đám người gật gật đầu. Cho nên a, trong này có Diệp Quân Lâm chuyện gì? Ngươi tính cái giám a? Còn muốn đến cọ, đến lừa gạt chúng ta? Nghe nói ngươi chúng mã nhã công nghiệp vũ khí, ngày giờ không nhiều. Có phải là nghe được chúng ta phát hiện hòa tan mã nhã công nghiệp vũ khí nguyên tố vật chất, liền lập tức chạy tới cọ rồi? Bocku cùng Nelson bọn hắn căn bản không nhận nợ. Không thừa nhận có chuyện này. Đây là Diệp Quân Lâm bọn hắn đều không nghĩ tới. Thậm chí nói, trước khi đến đều không nghĩ tới chuyện này. Cảm thấy chuột túi quốc nhất định sẽ hoàn lại phần ân tình này. Chuyện này quá đơn giản. Là muốn mới vật chất không sai. Sẽ phải một chút xíu a. Làm sao biết đám người này lật ngược phải trái đen trắng, căn bản không nhận nợ, không thừa nhận có chuyện này. Vong ân phụ nghĩa đổ chó nhóm. Lại nói một cái không biết,
lại biên một cái. Lúc ấy có phải hay không các ngươi hai cái chính miệng nói thiếu ta một cái ân tình? Có phải là muốn làm khánh điển báo đáp ta sao? Diệp Quân Lâm chất vấn. Căn bản không có chuyện này. Chúng ta đều không có cùng ngươi gặp mặt qua. Cái này là lần đầu tiên gặp mặt. Còn có giải quyết ta chuột túi quốc nguy cơ, căn bản không phải ngươi. Ngươi làm sao nhất định phải nói láo đâu? Chấm. Hai người lập tức phản bác, chết không thừa nhận. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Các ngươi đi hỏi một chút ngàn vạn chuột túi quốc con dân, liền biết chúa cứu thế là ai. Là ai tại thời khắc nguy nan cứu vớt chuột túi quốc? Hỏi một chút bọn hắn. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, ta hỏi một chút bọn hắn. Là ai tại 3 năm trước đây giải quyết chuột túi quốc nguy cơ? Bóc cư hướng về phía bên cạnh vây xem hơn ngàn dân chúng hỏi. Là chính chúng ta, là tận thế hạt giống kho thủ hộ giả. Là chính chúng ta. Chấm. Đều nhịp tiếng hò hét vang lên. Chuột túi quốc ngàn vạn dân chúng, cùng bóc cư bọn hắn đồng dạng. Không ai thừa nhận năm đó thiếu Diệp Quân Lâm ân tình. Tất cả mọi người nói một đằng làm một nẻo, điên đảo sự thật. Tất cả mọi người vong ân phụ nghĩa. Toàn bộ chuột túi quốc vong ân phụ nghĩa. Căn bản không nguyện ý thừa nhận năm đó Diệp Quân Lâm cứu vớt chuột túi quốc sự tình. Đây là một cái vong ân phụ nghĩa quốc gia. Năm đó Diệp Quân Lâm cường đại thời điểm, coi hắn là làm ân nhân, coi như anh hùng, còn muốn tổ chức khánh điển. Nhưng hôm nay Diệp Quân Lâm không còn là cường giả đỉnh cao, lại bị trọng thương, ngày giờ không nhiều. Cái này quốc gia trực tiếp vứt bỏ năm đó lời hứa. Trực tiếp không thừa nhận hết thảy, đem Diệp Quân Lâm coi thành chuyện gì to tát. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, hiện tại còn ân tình, không có bất kỳ cái gì lợi ích chỗ tốt. Diệp Quân Lâm đã quá yếu. Chính bọn hắn cường đại, hoàn toàn không dùng được Diệp Quân Lâm. Kia còn trả ân tình này làm gì? Một điểm giá trị đều không có Diệp Quân Lâm, không trả ân tình liền không trả. Mà lại cái này mới vật chất giá trị cao như vậy, còn cho Diệp Quân Lâm quá thua thiệt. Bởi vậy, chuột túi quốc thượng hạ đạt thành nhất trí. Kiên quyết không thừa nhận Diệp Quân Lâm cứu vớt chuột túi quốc sự tình. Chết không thừa nhận. Đem chuyện này lại rơi. Hiện tại chuột túi quốc hoàn toàn chính xác có được không ít siêu cấp cường giả. Không thiếu thần bảng chi lưu. Chuột túi quốc thực lực tổng hợp cũng từ trung đẳng, trực tiếp tiêu thăng đến hàng đầu. Nhưng năm đó bọn hắn thật không cách nào giải quyết huyết tổ. Một cái quốc gia đều không thể làm gì. Căn bản xuất hiện không được có thể giải quyết người. Cái gì tận thế hạt giống kho thủ hộ giả đều là kéo con bê. Bọn hắn hiện tại vốn có cường giả, đều là gần đây 3 năm, từ tận thế hạt giống trong kho dựng dục ra đến cường giả. 3 năm bọn hắn có cái dám. Tốt, rất tốt. Vong ân phụ nghĩa. Nói không giữ lời. Không biết xấu hổ. Các ngươi cái này nổi tiếng khó coi a, cùng chiến ưng quốc học a. Các ngươi còn muốn vô sỉ một điểm, cùng xúc sinh không có gì khác biệt, thậm chí còn không bằng. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Hắn nghĩ tới một cái nông phu cùng rắn cố sự. Nông phu cứu rắn, rắn đem nông phu cắn chết. Cùng hiện tại chuột túi quốc đám người này khác nhau ở chỗ nào? Bóc cư nên sân những người này chính là đồ chó. Diệp Quân Lâm ngươi dám vũ nhục chúng ta, nhục mạ chúng ta. Nơi này là chuột túi quốc, ngươi muốn tìm chết sao? Nghe được bị mắng, bóc cư bọn người giận. Muốn động thủ. Diệp Quân Lâm cười cười, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như thừa nhận thêm xin lỗi, ta làm sự tình vừa rồi không có phát sinh. Ha 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 ha. Đám người sau khi nghe được, đều cười. Đều dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem Diệp Quân Lâm. Nếu như cường đại đủ cường đại, đều không cần hắn uy hiếp. Chuột túi quốc đã sớm thừa nhận thiếu một cái ân tình, đem mới vật chất ngoan ngoãn đã sớm lấy ra. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Quân Lâm thực lực dừng lại tại 3 năm trước đây. Chuẩn thần bảng hơn 8,700 tên. Cùng yếu gà không có gì khác biệt. Huống chi ngày giờ không nhiều. Uy hiếp của hắn, ai sẽ coi là chuyện đáng kể. Cút đi, cút nhanh lên ra ngoài. Chạy đến nơi đây đến cọ rồi. Chúng ta chuột túi quốc cũng không có người dạng này ân nhân cứu mạng. Chấm. Bóc cư bọn hắn trực tiếp muốn xua đuổi Diệp Quân Lâm. Tốt, cơ hội đã cho. Cho ngươi cơ hội các ngươi không còn dùng được. Có thể. Diệp Quân Lâm cười lạnh. Hắn tự nhiên không cho phép chuột túi quốc hành động như vậy. Tại hắn Diệp Quân Lâm trước mặt làm cái này. Chính là đang tìm cái chết. Ha 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 ha. Nhìn thấy đây hết thảy,
Diệp Vô Đạo cùng Diệp Lăng Thiên bọn hắn từ chỗ tối đi ra. Cất tiếng cười to. Diệp Quân Lâm, ngươi không phải nói là chuột túi quốc ân nhân sao? Làm sao người ta không thừa nhận a? Một quốc gia tất cả mọi người không thừa nhận. Thật sự là chết cười ta, không có sự tình, cũng không cần biên láo. Hiện tại tốt đi, để người ta tại chỗ chọc thùng, còn muốn bị đuổi đi ra. Cùng ngươi một cái dòng họ thật sự là sỉ nhục a. Chấm. Tất cả mọi người càn rỡ cười nhạo. Tốt, ta ban đêm tự mình đến lấy đồ vật. Diệp Quân Lâm để lại một câu nói liền rời đi. Các ngươi chờ xem, để lại cho thời gian của các ngươi không nhiều. Thanh Long bọn hắn chừng bóc cư bọn người liếc mắt, nhao nhao rời đi. Ha ha ha. Ở đây tất cả mọi người cười. Liền ngươi dạng này còn muốn mới vật chất, nằm mơ đi, ai cũng có thể cầm, liền ngươi Diệp Quân Lâm không được. Chúng ta chính là không thừa nhận, nhìn ngươi có thể thế nào. Bóc cư bọn hắn cười lạnh. Tốt, biết Diệp Quân Lâm vô luận như thế nào cũng không thể đạt được mới vật chất, ta cứ yên tâm. Chúng ta rời đi đi. Diệp Vô Đạo một đoàn người rời đi. Lại có từng đám thế lực rời đi. Chấm. Chẳng qua mọi người không nghĩ tới chính là Quân Quân vậy mà cũng tới đến chuột túi quốc. Nàng khoảng thời gian này, mặc dù không có xuất hiện. Nhưng nàng một mực đang lịch luyện, một mực đang tìm kiếm giải quyết Diệp Quân Lâm thân thể biện pháp. Nghe được chuột túi quốc hữu biện pháp, nàng liền lập tức chạy đến. Chuẩn bị động thủ. Hừ, Diệp Quân Lâm căn bản không phải cái thứ tốt. Khẳng định a, năm đó cứu chúng ta cũng không bạch cứu, liền đợi đến đạt được chúng ta chỗ tốt, để chúng ta hoàn lại ân tình đâu. Người cứu người không đều là đại công vô tư sao, làm sao còn có chủ động chạy tới để người hoàn lại ân tình. Chấm. Bóc cư bọn người còn tại líu lo không ngừng. Bọn hắn căn bản không có đem Diệp Quân Lâm coi thành chuyện gì to tát. Liền chết không thừa nhận. Làm sao rồi? Lại sẽ không xảy ra chuyện. Chỗ tối Quân Quân cũng là tức giận đến muốn chết. Đám người này quá không muốn mặt. Sau đó nàng muốn hành động, tranh thủ đem mới vật chất cầm tới tay. Chỗ tối mấy vị lão tổ tông cũng một mực đang nhìn xem. Mẹ nó, chuột túi quốc đám người này không biết xấu hổ như vậy. Ta trực tiếp ra tay diệt được rồi. Bạo tính cách nữ tổ tông kém chút nhịn không được muốn xuất thủ. Kiềm chế một chút, chúng ta ra tay không đúng lúc. Mấy người còn lại lập tức đem bọn hắn giữ chặt. Xem ra Quân Quân thế tất yếu cướp đoạt mới vật chất. Ta có chút lo lắng a. Mấy vị lão tổ tông nói. Đúng a, mặc dù khoảng thời gian này, Quân Quân lịch lúc luyện đánh đâu thắng đó. Không người có thể địch, nhưng chuột túi nước cường giả như mây a. Chúng ta ra tay đều là miễn miễn cưỡng cưỡng. Huống chi Quân Quân đâu. Mấy vị tổ tông đều đang lo lắng. Thời gian dài như vậy chúng ta thủ hộ Quân Quân. Từ đầu đến cuối không có ra tay qua. Chẳng qua lần này xem ra, nhất định phải ra tay. Nữ tổ tông cũng nói. Chấm. Một bên khác, Diệp Quân Lâm bọn hắn tuyệt không rời đi. Mà là tại cái nào đó trang viên ở lại. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm sinh khí bộ dáng, tất cả mọi người tại thuyết phục. Không có việc gì, ban đêm ta liền đi diệt bọn hắn. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Thiếu ta Diệp Quân Lâm đồ vật không trả, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Diệp Quân Lâm cười lạnh. Thanh Long bọn hắn sau khi ra ngoài. Đám người thương lượng. Chuột túi quốc bọn hắn như thế khi dễ người, chết không nhận, lật ngược phải trái. Không thể nhịn. Ừm ân, nhìn thấy lão đại sinh khí thành bộ dáng gì rồi. Chấm. Khẩu khí này nhịn không hạ, ta nhất định phải lấy lại công đạo. Ừm, tốt, chúng ta cùng đi, trước tiên đem mới vật chất trực tiếp cướp về. Đám người ăn nhịp với nhau. Bọn hắn cùng lúc xuất phát. Tiến về chuột túi quốc tận thế hạt giống kho. Cứ việc chuột túi quốc tuôn ra cường giả như mây. Nhưng Thanh Long bọn hắn cũng là cao thủ nhiều như mây. Từng cái đều không phải ăn chay. Cũng là một đám thần bảng cường giả. Đi vào tận thế hạt giống kho sau. Một đám người trực tiếp xông vào. Nhưng tận thế hạt giống kho đã sớm chuẩn bị. Một đội lại một đội cao thủ từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Trực tiếp vây quanh bọn hắn. Giao thủ một cái, Thanh Long. Tiêu Phong bọn hắn sắc mặt đại biến. Chuột túi nước cường giả nhiều như vậy. Từng cái hung hãn đáng sợ. Đối diện thần bảng cấp bậc cường giả rõ ràng là mạnh hơn bọn hắn. Đoán chừng có tầm 10 vị là có thể đứng vào thần bảng 30 vị trí đầu. Bọn hắn tài cao nhất là kỳ lân hơn 30. Căn bản là không có cách xứng đôi. Dần dần đám người liền rơi hạ phong.
rất nhiều người đều thụ thương. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Rút, mọi người rút lui trước. Chấm. Nhưng khi mọi người muốn rút thời điểm, thình lình phát hiện đám người này gắt gao ngăn chặn đường chạy trốn. Kỳ Lân bọn hắn ngàn cân treo sợi tóc. Oanh, oanh, chấm. Thời khắc nguy nan, chỗ tối từng đạo đáng sợ khí lưu bắn ra. Mạnh mẽ cho bọn hắn mở ra một con đường ra tới. Đám người lập tức thoát đi. Đang lúc chuột túi quốc cường giả truy kích thời điểm, chỗ tối mấy vị cường giả lần nữa nổi lên, ngăn trở bọn hắn. Chờ đến nơi an toàn. Mấy người đang đợi lấy bọn hắn. Chính là Quân Quân cùng nàng mấy vị sư phụ. Vừa mới tình huống nguy cơ, lúc đầu Quân Quân một người ra tay nghĩ cách cứu viện. Nhưng mấy vị tổ tông không yên lòng, cũng đồng loạt ra tay. Hóa ra là Quân Quân cùng trong truyền thuyết mấy vị tổ tông. Cảm tạ, nếu không phải các ngài, chúng ta sợ là phải ở lại chỗ này. Đám người cảm tạ. Trở về đi, nơi này các ngươi ứng phó không được, nghĩ những biện pháp khác đi. Mấy vị tổ tông nói. Tốt, minh bạch. Thanh Long bọn hắn lập tức rời đi. Trở lại trang viên về sau, phát hiện Diệp Quân Lâm chờ ở bọn hắn. Chính các ngươi đi làm gì? Diệp Quân Lâm chất vấn. Chẳng qua nhìn thấy đám người nhao nhao thụ thương, sắc mặt hắn biến đổi. Bọn hắn làm. Đám người trầm mặc, không nói gì. Ta biết, đi ra ngoài một chuyến. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Lúc đầu hắn muốn đợi một hồi lại đi. Nhưng những thứ cẩu này đã thương hắn người. Diệp Quân Lâm không tức giận mới là lạ. Đêm nay nhất thiết phải đem chuột túi quốc lật cái úp sấp. Giết! 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 Bọn này đồ chó! Vong ân phụ nghĩa! Coi ta Diệp Quân Lâm là dễ trêu. Ta có thể cứu vớt các ngươi tại trong nước lửa. Cũng có thể nháy mắt để trong này biến thành luyện ngục. Lão đại ngươi đi làm gì? Thụ thương Chu Tước muốn ngăn cản Diệp Quân Lâm. Chỉ là Diệp Quân Lâm mặt lạnh rời đi. Tuyệt không nói chuyện. Để sư phụ đi thôi. Có Quân Quân sư muội cùng Thiên Sách phủ mấy vị lão tổ tông tại, sư phụ nhất định không có chuyện gì. Tiêu Phong nói. Đúng, lão đại không có chuyện gì. Liền để hắn đi thôi. Tất cả mọi người cảm thấy có lý. Có Quân Quân cùng mấy vị lão tổ tông tại, Diệp Quân Lâm tuyệt đối không có việc gì. Bọn hắn vừa mới bị trọng thương, toàn bộ đều tại chữa thương. Nhưng bọn hắn không biết là, tại bọn hắn rời đi về sau, Quân Quân liền cưỡng ép muốn xâm nhập tận thế hạt giống kho. Kết quả đối phương cao thủ nhiều như mây. Vô luận Quân Quân như thế nào thi triển, đều luôn luôn kém một chút. Đánh lâu không xong, nàng chỉ có thể rút lui. Mấy vị lão tổ tông do thân phận hạn chế không thể xuất thủ. Quân Quân gặp nguy hiểm bọn hắn mới có thể ra tay. Nhưng nếu là chủ động đi tận thế hạt giống kho đem mới vật chất lấy ra, có chút không ổn. Dù sao bọn hắn đại biểu thế nhưng là Thiên Sách phủ. Nếu là bọn hắn trực tiếp tham dự vào, đoán chừng sẽ bị thế nhân chọc cười. Trước rút lui đi, Quân Quân, chờ chúng ta cho ngươi nghĩ biện pháp, cứng rắn đoạt vẫn là không làm được, thực sự không được. Liền mở ra bọn hắn đều không thể cự tuyệt điều kiện. Ngày mai tìm bọn hắn đàm phán đàm phán. Bọn hắn muốn cái gì, chỉ cần chúng ta có, liền lấy ra hết cho bọn hắn. Mấy vị lão tổ tông trước mang theo Quân Quân rời đi. Bọn hắn cam đoan lấy ra hết thảy đến để Quân Quân đổi lấy mới vật chất tới cứu Diệp Quân Lâm. Quân Quân lúc này mới rời đi. Chờ đợi ngày mai tự mình đến đàm phán. Liền tại bọn hắn rời đi về sau, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Quân Lâm, hắn mặt lạnh, từng bước một đi vào. Tận thế hạt giống kho phía trước, khoảng chừng hơn 10 vạn cường giả. Trong đó Bó Cư, Nelson bọn người tỏa chấn. So sánh thần bảng cường giả cũng tận số xuất hiện. Khoảng thời gian này đánh mới vật chất người vẫn là không ít. Nhất là vừa mới Thanh Long bọn hắn nhiều cao thủ như vậy đánh tới, để chuột túi quốc cũng có chút bối rối. Liền vội vàng đem chuột túi quốc mạnh nhất tất cả cao thủ đều triệu tập tới nơi này. Thề sống chết thủ vệ tận thế hạt giống kho. Cử quốc chi lực, đến thủ hộ một chỗ. Xác thực đáng sợ. Tăng thêm bản thân cao thủ nhiều như mây. Chuột túi quốc lần này đều biểu hiện ra cường giả, có chấn nhiếp ý vị. Luồng sức mạnh mẽ này, cho dù là thế giới đỉnh tiêm thế lực đều muốn lạnh mình. Lần này chấn nhiếp đầy đủ. Về sau ai cũng sẽ không coi thường. Cũng sẽ không lại đánh tận thế hạt giống kho chủ ý. Đây cũng là Quân Quân không cách nào đánh vào nguyên nhân. Các lão tổ tông cũng không dám nói 100% có thể tại những đại quân này ở trong lấy ra mới vật chất tới.
Cái này cũng là bọn hắn không tay nguyên nhân một trong. Lần này, sẽ không có người đến a. Ai còn dám đến a? Vừa mới một đống thần bảng cường giả toàn bộ thụ thương lui. Nói như vậy, dù là thần bảng trước mấy cường giả liên thủ đi vào, đều không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Ai lúc này đến, chính là đồ đần. Chấm. Bao cư cùng Nelson bọn người còn tại thảo luận. Lúc này, trước mắt xuất hiện một bóng người. Diệp Quân Lâm đến. Bọn hắn cũng thấy rõ ràng. Ha ha ha. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, tất cả mọi người cười. Nhất là Bao cư cười đến càng vui vẻ. Bây giờ Diệp Quân Lâm trong mắt hắn, liền cùng đồ đần đồng dạng. Cũng dám lúc này chạy tới. Làm gì đến rồi? Chịu chết đến rồi. Ha 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 ha. Bao cư cười đến ngửa tới ngửa lui, đều muốn đau bụng. Diệp Quân Lâm ngươi tới làm gì? Nelson cười nói. Bên cạnh trên một người trước, cười lạnh, chẳng lẽ ngươi trở về thay ngươi đều những cái kia báo thù rồi? Ha ha ha. Ba. Lúc này, Diệp Quân Lâm bỗng nhiên một bàn tay đem hắn rút thành xương máu. Kinh dị. Khủng bố. Xương máu ngay tại tất cả mọi người trước mặt nổ tung. Nhất là Bao cư, Nelson bọn hắn khoảng cách phải gần đây. Máu tươi bắn tung tóe bọn hắn trọn vẹn một mặt. Tất cả mọi người bị nóng hổi chất lỏng sợ kinh đến. Yên tĩnh. Toàn trường trở nên yên tĩnh im ắng. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Quân Lâm lại đột nhiên động thủ. Cứ việc bị Diệp Quân Lâm một bàn tay chụp chết người, thực lực rất yếu, rời rạc tại chuẩn thần bảng cuối cùng. Có thể trong nháy mắt bị đập thành xương máu vẫn là tương đối rung động. Giết hắn. Kịp phản ứng Bao cư lập tức hạ lệnh. Dám ở trước mặt bọn hắn giết người, Diệp Quân Lâm đây là tại muốn chết. Đúng, giết hắn. Nelson mấy người cũng hô to. Mấy chục tên cường giả toàn bộ xông tới. Oanh. Ba. Ầm. Chấm. Diệp Quân Lâm mấy quyền mấy bàn tay oanh ra ngoài, mấy chục tên cường giả tại chỗ hóa thành xương máu. Không có chút nào phản kháng có thể nói. Mắt trợn tròn. Lần này tất cả mọi người mắt trợn tròn. Nhao nhao không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Giết chết một cường giả chẳng có gì lạ. Nhưng hắn trọn vẹn giết chết mấy chục tên. Lên, nhanh lên, ta liền không tin, chỉ là một cái Diệp Quân Lâm cũng dám xúc phạm chúng ta uy nghiêm. Bao cư có mấy phần sinh khí. Phái ra càng ngày càng nhiều cường giả xông đi lên. Diệp Quân Lâm từng bước một đi tới. Nhưng vô luận vọt tới bao nhiêu cường giả, tại Diệp Quân Lâm một bàn tay dưới, nhao nhao hóa thành mưa máu. Kinh ngạc, mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc lên. Trước đó khả năng nói phái đi ra cường giả không bằng Diệp Quân Lâm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phái đi ra đại đa số đều so Diệp Quân Lâm mạnh. Cơ hội đã cho các ngươi, mình không còn dùng được. Diệp Quân Lâm cười lạnh, chụp chết cái này đến cái khác. Không được. Không được. Chấm. Diệp Quân Lâm tại ẩn giấu thực lực. Bao cư cùng Nelson rất nhanh kịp phản ứng. Diệp Quân Lâm thực lực bây giờ tuyệt không phải chuẩn thần bảng hơn 8.000 tên biểu hiện ra ngoài. Tối thiểu cũng phải chuẩn thần bảng rất hàng đầu. Thật sao, vậy ta đến giết hắn. Trong đó một tên so sánh thần bảng tận thế hạt giống kho thủ hộ giả, lộ ra nụ cười dữ tợn, từng bước một đi hướng Diệp Quân Lâm. Hắn thấy, Diệp Quân Lâm mạnh hơn, cũng vô pháp so sánh thần bảng cường giả. Ba. Phốc. Chấm. Chỉ là hắn nháy mắt liền bị Diệp Quân Lâm làm dưa hấu đồng dạng đập bạo tạc. Chấm. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều nhìn sửng sốt. Thần bảng cường giả cứ như vậy bị giết rồi. Hắn được nhiều mạnh. Bao cư cùng Nelson đầu óc trống rỗng. Căn bản là không có cách phản ứng. Giết. Cái khác các đại cường giả một cái tiếp một cái thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Bọn hắn chuột túi quốc tôn nghiêm tuyệt không cho phép Diệp Quân Lâm như vậy khiêu khích. Những cái này so sánh thần bảng cường giả tất cả lên. Vừa mới chính là các ngươi đả thương đồ đệ của ta huynh đệ bọn hắn. Diệp Quân Lâm lạnh giọng hỏi. Không sai, đám phế vật kia cũng dám đến đoạt biển sâu vật chất. Nếu không phải bọn hắn chạy nhanh, bọn hắn đều phải chết nơi này. Làm sao, ngươi còn muốn thay đám phế vật kia ra mặt? Chấm. Bọn này thần bảng cường giả, căn bản không có đem Diệp Quân Lâm để vào mắt. Nha, kia chết hết đi. Diệp Quân Lâm tiếng nói vừa dứt. Liền mở ra sát phạt. Bọn này thần bảng cường giả từ không ai bì nổi, chuyển hóa thành chấn kinh, khủng bố, tuyệt vọng. Một cái. Hai cái. Chấm. Thần bảng cấp bậc cường giả nhóm một cái tiếp một cái bị Diệp Quân Lâm đập thành thịt nát.
Bọn hắn kinh khủng sức chiến đấu, tại Diệp Quân Lâm trước mặt, lại cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Đều là một bàn tay chụp chết. Không có chút nào chiến lực có thể nói. Nháy mắt, trên trăm vị cường giả toàn bộ biến thành thịt nát. Nhưng ngã xuống càng nhiều, chuột túi quốc bên này càng khiếp sợ hơn. Bọn hắn từng cái đều muốn điên. Đây là bọn hắn cái này quốc gia mạnh nhất cường giả A. Đây là bọn hắn lấy làm tự hào thủ hộ giả nhóm A. Lại tại thời khắc này, đều bị đổ sát. Mấu chốt nhất chính là nam nhân trước mắt này, đều là một bàn tay đập chết một cái. Vô luận mạnh cỡ nào đều là một bàn tay chụp chết. Liền cái này, Diệp Quân Lâm quét chuột túi quốc đám người liếc mắt. Một người, tại hướng một cái quốc gia đang gây hấn. Cái này ai có thể nhịn? Không được, việc quan hệ ta chuột túi quốc tôn nghiêm, chúng ta nhất định phải đem hắn cầm xuống. Chúng ta nhịn không hạ khẩu khí này. Giết, nhất định phải giết hắn. Chấm. Chuột túi quốc bọn này các cường giả, cũng coi là có cốt khí. Từng cái thẳng hướng Diệp Quân Lâm. 10 vạn cường giả đồng thời xuất động. Kia quá rung động. A, Diệp Quân Lâm cười khẩy. Đừng nhìn nhiều người. Nhưng một cái có thể đánh đều không có. Tất cả đều là pháo hôi. Một trận chiến này tiếp tục chừng nửa canh giờ. Cuối cùng tận thế hạt giống kho phía trước, duy chỉ có một người đứng. Phía trước trống trải vị trí bên trên nằm đầy người. Từng cái thê thảm kêu to đồng thời, tất cả ngã xuống đất lăn lộn. 10 vạn cường giả A. Một cái đứng đều không có. 10 vạn cường giả đều bị Diệp Quân Lâm một người đánh bại. Diệp Quân Lâm vẫn là lưu thủ. Không thể một mẻ hốt gọn. Không phải cái này quốc gia cường giả, trong tay hắn chính là tan thành mây khói. Một cái cũng sẽ không còn lại. Còn lại bó cư Nelson bọn người thân thể hung hăng run rẩy. Bọn hắn sớm đã bị mồ hôi lạnh xối một lần lại một lần. Toàn thân trên dưới đều tại tích thủy. Nhất là quần đã sớm ẩm ướt một lần lại một lần. Nương theo lấy thẹn mùi tanh. Kia là nước tiểu cùng mồ hôi hỗn hợp. Bọn hắn sợ tè ra quần dọa khóc. Bọn hắn nơi nào muốn lấy được bây giờ Diệp Quân Lâm vậy mà mạnh tới mức này a? Là ai nói Diệp Quân Lâm thực lực dừng lại tại 3 năm trước đây? Là ai đem Diệp Quân Lâm xếp tại chuẩn thần bảng hơn 8,700 tên? Cái này mẹ hắn là thần bảng thứ nhất chiến lực a? Ai nói hắn chúng mã nhã công nghiệp vũ khí muốn chết? Chấm. Bó cư mấy người đều muốn tức điên. Cũng hối hận đến muốn chết. Sở dĩ không thừa nhận Diệp Quân Lâm 3 năm trước đây cứu vớt qua chuột túi quốc sự tình. Là bởi vì hiện tại Diệp Quân Lâm quá nhiều, cho dù là bọn họ còn ân tình, không có gì tốt chỗ, không có tác dụng gì. Bởi vậy còn ân tình hoặc là không trả, đều là giống nhau. Nhưng ai có thể muốn lấy được Diệp Quân Lâm mạnh như vậy? Cường đại đến có thể đem chuột túi quốc diệt tình trạng. Chí ít chuột túi quốc mạnh nhất 10 vạn cường giả, đều không phải một mình hắn đối thủ. Diệp Quân Lâm từng bước một đi đến bó cư cùng Nelson trước mặt. Hiện tại thế nào, còn không thừa nhận ta 3 năm trước đây cứu vớt qua chuột túi quốc sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Phù phù. Phù phù. Chấm. Bó cư bọn người toàn bộ quỳ trên mặt đất, mạnh mẽ gật đầu. Thừa nhận, thừa nhận. 3 năm trước đây chính là ngài cứu vớt chuột túi quốc. Chúng ta liền không phải thứ gì, là lỗi của chúng ta, cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Ra ra, người sau này sẽ là tất cả chúng ta ra ra. Ra ra. Chấm. Bọn hắn dập đầu, khẩn cầu Diệp Quân Lâm tha thứ. Diệp Quân Lâm cười cười, ta cơ hội cho các ngươi, là mình không muốn. Một bầy chó đổ vật. Giết. Đối với bó cư những thứ cẩu này, Diệp Quân Lâm mảy may không có lưu thủ. Một đạo điện quang hiện lên. Chợt, từng đạo huyết tiễn vọt mạnh mà ra. Bó cư bọn người sụp đổ, trực tiếp tử vong. Vong ân phụ nghĩa, chính là kết cục này. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Người sống câm như hến. Hôm nay bọn hắn không cách nào quên. Biết nên làm cái gì đi? Diệp Quân Lâm hỏi. Tất cả mọi người mạnh mẽ gật đầu. Diệp Quân Lâm rời đi. Về phần nơi này phát sinh hết thảy. Không có ai biết. Diệp Quân Lâm thế nhưng là thánh kinh tổ chức đại boss, hắn một câu, liền có thể phong tỏa. Làm Chu Tước bọn hắn nhìn thấy Diệp Quân Lâm bình yên vô sự trở về, tất cả mọi người cũng không nói gì. Có Quân Quân cùng mấy vị tổ tông tại, Diệp Quân Lâm tuyệt đối là an toàn. Bọn hắn không để ý đến Diệp Quân Lâm, tiếp tục tại chữa thương. Diệp Quân Lâm đi thẳng về đi ngủ.
Hôm sau, đám người bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Cả đám đều bị hù dọa. Toàn bộ tụ tập tới cửa. Các ngươi tốt, ta là chuột túi quốc đại biểu Steven. Chuyên tới để đưa lên biển sâu mới vật chất, đây là tất cả lượng. Đám người, lời này mới ra. Thanh Long, Tiêu Phong, Kiếm Tà Thần bọn người kinh ngạc đến ngây người. Tối hôm qua bọn hắn đánh bạc tính mạng đi đoạt mới vật chất, hôm nay vậy mà ngoan ngoãn đưa tới cửa. Đây là có chuyện gì? Chuột túi quốc cường thế đến đâu, thế nhân đều nhìn thấy. Trực tiếp bày ra nhiều như vậy cường giả thủ hộ lấy tận thế hạt giống kho, cái này thái độ quyết tâm chính là không để bất luận kẻ nào đạt được biển sâu mới vật chất. Bọn hắn là không tiếc bất cứ giá nào. Không để bất luận kẻ nào đạt được mới vật chất. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hôm nay lại có người chuyên đưa tới cửa. Bọn hắn đều cảm thấy là giả. Nhưng trước mắt Steven chính là chuột túi quốc quốc chủ, địa vị cũng không phải bóc cư cùng Nelson bọn hắn có thể so sánh. Thân phận không có giả. Hắn là trực tiếp có thể mở ra tận thế hạt giống kho. Có cái này quyền hạn. Mà lại chu tước kiểm tra một chút biển sâu mới vật chất, chính là thật. Bọn hắn thật đem mới vật chất đưa tới rồi. Đây là vì cái gì? Đêm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao trong vòng một đêm, lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn? Đây là sự thực sao? Tất cả mọi người là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây hết thảy đều quá mộng ảo. Khiến người ta cảm thấy đặc biệt không chân thực. Là thật, ta chờ đại biểu chuột túi quốc đưa lên tất cả biển sâu mới vật chất. Tiếp theo, chuột túi quốc đem công khai hướng Diệp Quân Lâm tiên sinh nói xin lỗi. 3 năm trước đây đúng là hắn cứu vớt ta quốc, là hắn một tay đánh chạy huyết tổ. Hiện tại chúng ta đã đối bóc cư đám người đã tiến hành xử phạt. Hết thảy tử hình. Chấm. Làm Steven lời nói này mới ra. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không chỉ để Steven tự mình đưa tới biển sâu mới vật chất, còn muốn công khai hướng Diệp Quân Lâm xin lỗi. Không bình thường. Hết thảy đều không bình thường. Đến cùng vì cái gì? Chuột túi quốc hoàn toàn có thể không cần làm đây hết thảy a. Có được bọn hắn thực lực như vậy, hoàn toàn có thể đem chuyện này lại đến cùng, chết không thừa nhận. Dù sao ngươi người khác lại không có biện pháp gì. Hôm qua chu tước bọn hắn đi báo thù chính là ví dụ tốt nhất. Vô luận như thế nào, đều bắt người ta không có cách nào. Ngươi chỉ có thể phụng phịu. Nhưng hôm nay hết thảy quá không bình thường. Đều là làm trái lẽ thường. Làm ơn tất chuyển cáo Diệp tiên sinh. Chúng ta sai, không có có lần nữa. Về sau cái này quốc gia đều sẽ không xuất hiện vong ân phụ nghĩa sự tình cùng người. Ta cam đoan. Steven hoảng sợ nói. Đưa xong mới vật chất về sau, liền như gió né ra. Sợ ở đây lưu lại quá lâu, Diệp Quân Lâm ra tới đồng dạng. Cái này khiến Thanh Long bọn hắn càng phát nghi hoặc không hiểu. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Để chuột túi quốc như thế. Nhìn xem trong tay mới vật chất, một đám người rơi vào trầm tư. Lúc này Diệp Quân Lâm từ gian phòng bên trong đi ra, vặn eo bẻ cổ. Bọn hắn đem đồ vật đưa tới a. Diệp Quân Lâm một bên ngáp một cái, vừa nói. A, lão đại, sư phụ, ngươi là làm sao biết? Đám người càng phát nghi hoặc, thậm chí có thể nói chấn kinh. Diệp Quân Lâm làm sao biết? Bởi vì là ta để bọn hắn đem đồ vật đưa tới. Chủ yếu là vì để cho các ngươi an tâm, còn có đả thương các ngươi người toàn bộ đều để ta giết. Báo thù cho các ngươi. Diệp Quân Lâm lơ đãng nói. Phảng phất làm một kiện phổ thông đến lại không có thể phổ thông sự tình. Nhưng lời này mới ra. Thanh Long bọn hắn vỡ tổ. Cái này. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Diệp Quân Lâm. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ là Diệp Quân Lâm làm? Đây không có khả năng a. Cái này làm được hiện tại mức độ này. Nhất định phải là lực áp một nước. Phải biết chuột túi quốc cao thủ nhiều như mây, càng là bày ra 10 vạn siêu cấp cường giả. Trong đó những cái kia so sánh thần bảng cường giả, Thanh Long bọn hắn đều lãnh hội qua, rất mạnh, để bọn hắn đều thụ thương. Muốn lực áp chuột túi quốc, kia tối thiểu phải là thần bảng hàng đầu, thậm chí trước 3. Hoặc là nói chính là thần bảng thứ nhất tiêu chuẩn. Phải hắc ám thượng đế tự mình ra tay, mới có thể làm được. Lão đại đây hết thảy đều là ngươi làm. Huyền Võ hỏi dò. Những người khác cũng rất tò mò. Diệp Quân Lâm liền đại khái miêu tả dưới, như thế nào lực áp một nước. Nói, mọi người trên cơ bản đều tin. Nhưng vào lúc này,
Thanh Long bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đám người liếc nhau về sau, đều lẫn nhau minh bạch. Quân Quân cùng hắn mấy vị sư phụ. Tối hôm qua chính là bọn hắn cứu mình những người này. Quân Quân cùng mấy vị lão tổ tông vì sao xuất hiện? Không phải liền là vì giúp Diệp Quân Lâm cầm tới mới vật chất sao? Bọn hắn tuyệt đối phải xuất thủ. Chẳng qua dù sao cũng là Thiên Sách phủ mấy vị lão tổ tông, trực tiếp đoạt khẳng định không thích hợp. Khẳng định trước dùng vũ lực trấn áp về sau, để chính bọn hắn ngoan ngoãn đưa tới. Minh bạch. Hết thảy đều minh bạch. Đây hết thảy đều là Quân Quân cùng mấy vị sư phụ làm. Quân Quân không có năng lực làm được lực áp một nước. Nhưng hắn mấy vị sư phụ có thể a. Mặc dù mấy vị này không tại thần trên bảng, nhưng thần bảng cường giả ai dám đi khiêu khích bọn hắn. Mấy vị liên thủ, tuyệt đối có thể. Minh bạch chuyện gì xảy ra sau. Mọi người nhao nhao lộ ra nụ cười tới. Diệp Quân Lâm nhìn bộ dáng của bọn hắn, cũng biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Chẳng qua hắn không quan trọng. Chỉ cần bọn hắn an tâm liền tốt. Đã mới vật chất đến tay, lão đại lập tức phục dụng. Nhanh nhanh nhanh, phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Đám người lấy ra mới vật chất, lập tức cho Diệp Quân Lâm phục dụng. Diệp Quân Lâm vì để cho bọn hắn an tâm, ngoan ngoãn phục dụng mới vật chất. Nhìn xem mới vật chất đồ quân dụng dùng, tất cả mọi người thở dài một hơi. Đem còn lại biển sâu vật chất sắp xếp gọn về sau, bắt đầu chúc mừng hoan hô lên. Chúng ta thời gian dài như vậy cố gắng không có uổng phí. Rốt cục đem lão đại trị hết bệnh. Lần này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lão đại bệnh triệt để chữa khỏi. Trời cao không phụ người có lòng a. Ta liền nói lão đại sẽ không chết. Chấm. Đám người gieo hò, chẳng qua Thanh Long vẫn là rất tỉnh táo. Chu Tước để cho an toàn, người vẫn là xem xét một chút lão đại tình trạng cơ thể đi. Thanh Long mới mở miệng. Chu Tước lập tức bắt đầu kiểm tra. Chấm. Ước chừng sau một tiếng. Chu Tước vui mừng nói, xem ra là mới vật chất tác dụng. Lão đại tình trạng cơ thể tốt đẹp, không có bất kỳ cái gì không tốt tình huống xuất hiện. Mã Nhã công nghiệp vũ khí nguyên tố bị triệt để tiêu diệt. Lão đại rốt cục khôi phục bình thường. Chu Tước lời này mới ra. Giữa sân trực tiếp sôi trào. Tất cả mọi người tại tùy ý gieo hò chúc mừng. Cũng làm là mới vật chất hòa tan Mã Nhã công nghiệp đặc thù nguyên tố. Chỉ là bọn hắn làm sao biết, Diệp Quân Lâm vốn chính là tốt. Chẳng qua khi đó đối Chu Tước đến nói chính là tâm lý tác dụng, kiểm tra thời điểm không có vấn đề gì, nhưng Chu Tước tổng cho rằng có vấn đề, chỉ là có tai họa ngầm, không có phát tác mà thôi. Hiện tại mới vật chất phục dụng, Diệp Quân Lâm kỳ thật tình huống đồng dạng, nhưng trong lòng nàng, chính là triệt để không có vấn đề. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười cười. Mình không có việc gì, cùng cái này biển sâu vật chất không có một tia quan hệ. Nhưng Thanh Long bọn hắn tất cả mọi người cho rằng chính là cái này vật chất chữa khỏi chính mình. Chẳng qua Diệp Quân Lâm không quan tâm, chỉ cần bọn hắn an tâm liền tốt. Tốt, từ giờ trở đi chúng ta lập tức trở về. Nhất định phải bảo vệ tốt còn lại mới vật chất. Đám người lập tức trở về. Lão đại lần này sau này trở về, ngươi liền vô tâm vô tư tu luyện a. Ngươi cùng chị dâu còn có tranh tài đâu, còn lại 2 tháng đi, ngươi nhất định phải tại xếp hạng bên trên lực áp nàng a. Đúng a, chị dâu một khi khôi phục, thực lực kia khẳng định từ từ cất cánh. Thần bảng hàng đầu dự định, ngươi nhưng ngàn vạn không thể bị chị dâu rơi xuống. Nhanh lên đem chúng ta các nhà công pháp hòa làm một thể, hình thành chính ngươi hệ thống. Kinh diễm tất cả mọi người. Thanh Long cười nói. Những người khác cũng đều gật gật đầu, đúng. Lão đại chúng ta đều coi trọng ngươi. Đối ngươi tràn ngập kỳ vọng. Đều là đang mong đợi một vị cường giả sinh ra. Tốt a. Từ bọn hắn sắp xếp đi. Chó má thần bảng, Diệp Quân Lâm làm sao có thể để vào mắt. Rất nhanh, chuột túi quốc Steven tổ chức buổi họp báo, công khai hướng Diệp Quân Lâm xin lỗi, đồng thời thừa nhận 3 năm trước đây chính là Diệp Quân Lâm cứu vớt chuột túi quốc tại nguy nan bên trong. Đồng thời đem biển sâu vật chất toàn bộ giao cho Diệp Quân Lâm, lấy hoàn lại năm đó Diệp Quân Lâm ân tình. Tin tức vừa ra tới, nhao nhao nổ tung. Quỷ dị chính là một ngày trước chuột túi quốc thái độ cùng hôm nay hoàn toàn khác biệt. Một ngày trước mạnh cỡ nào cứng rắn, nhiều ngang ngược, ai cũng không để vào mắt. Nhưng hôm nay lại nói xin lỗi. Không thể tin. Đến cùng tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Mọi người dám khẳng định là nhất định phát sinh sự tình. Nhưng cụ thể là cái gì? Giống như bị người phong tỏa. Căn bản không thể nào tra được.
Mọi người đem tất cả hy vọng đặt ở ám võng trên thân. Chẳng qua ám võng cũng chậm chạp không có tin tức. Đáng sợ nhất một điểm là Diệp Quân Lâm đạt được biển sâu mới vật chất. Chẳng phải là nói rõ hắn muốn không có việc gì. Diệp Vô Đạo, Diệp Lăng Thiên Chi Lưu đều mắt trợn tròn. Vốn cho rằng lần này chuột túi quốc tuyệt đối sẽ không để Diệp Quân Lâm có bất kỳ cơ hội nào. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ngày thứ hai chuột túi quốc lộ xin lỗi thừa nhận, còn đưa lên mới vật chất. Diệp Quân Lâm lập tức liền tốt. Bọn hắn cho tới nay tiêu tốn công phu đều uổng phí. Xem ra, để Diệp Quân Lâm phế bỏ, phải dựa vào cái khác phương thức. Diệp Vô Đạo bọn hắn đã đang suy nghĩ biện pháp mới. Làm sao tiếp xuống đối phó Diệp Quân Lâm? Những người khác cũng giống như vậy. Vốn cho rằng Diệp Quân Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới dựa vào mới vật chất sống tiếp được. Còn có một bộ phận người nghe được Diệp Quân Lâm một đoàn người cầm trong tay mới vật chất, bọn hắn nhao nhao muốn hành động. Nhưng Thanh Long mấy người động tác cấp tốc, đã sớm trở về đại hạ. Những cái này mới vật chất làm sao bây giờ đâu? Sau khi trở về, mọi người bắt đầu xoắn suýt vấn đề này. Chuột túi quốc toàn quyền đem mới vật chất đưa cho lão đại, liền từ lão đại đến thu xếp những cái này mới vật chất. Chúng ta không thể mang đi. Thanh Long mấy người nói. Diệp Quân Lâm cười cười, thứ này với ta mà nói không có tác dụng gì. Các ngươi đem đi đi, muốn làm gì liền làm gì, ném đều được. Tốt, lão đại, vậy những này vật chất chúng ta lấy về nghiên cứu. Những cái này vật chất tại bây giờ thế giới giá trị quá cao. Nhất là giá trị nghiên cứu. Còn nữa nói, không biết có bao nhiêu người muốn đánh cái này mới vật chất chủ ý. Dù là lão đại ngươi mang ở trên người, đoán chừng cũng rất khó giữ vững. Đến lúc đó một đống cường giả đến cướp đoạt, làm không cẩn thận có nguy hiểm tính mạng. Đúng là, cầm tới dễ dàng giữ vững khó, đặt ở Côn Luân công nghiệp là bảo đảm nhất. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, lão đại mang theo liền gặp nguy hiểm, ta sẽ còn lo lắng, lấy về mới bảo đảm nhất. Chấm. Đám người cũng lo lắng đồ vật tại Diệp Quân Lâm trên thân gặp nguy hiểm. Bởi vậy, đưa đến Côn Luân công nghiệp mới là nhất biện pháp ổn thỏa. Làm Thanh Long một đoàn người, đem biển sâu mới vật chất đưa đến Côn Luân công nghiệp thời điểm. Phát hiện Thiên Sách thiếu soái vậy mà tại chờ. Biển sâu vật chất cầm về rồi. Thiên Sách thiếu soái cười hỏi. Vừa nghe đến biển sâu mới vật chất toàn bộ bị mang trở về, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Về phần Diệp Quân Lâm chết sống cùng hắn có quan hệ gì? Chỉ là Diệp Quân Lâm một cái mạng có thể cùng cái này biển sâu mới vật chất có thể so sánh. Đừng nói giỡn. Bởi vậy hắn chạy tới tự mình nghênh đón. Ở đây, mang về. Bản thân đây là lão đại. Chẳng qua hắn tặng cho chúng ta. Chu Tước lấy ra mới vật chất. Cùng hắn có quan hệ gì? Đây là chuột túi quốc bị mấy vị lão tổ tông trấn áp về sau, mới xin lỗi đưa lên mới vật chất. Cuối cùng đây là ta Thiên Sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc công lao. Là bọn hắn lấy được, cùng Diệp Quân Lâm có một phần tiền quan hệ. Thiên Sách thiếu soái hỏi ngược lại. Lần này, tất cả mọi người trầm mặc. Có sao nói vậy? Xác thực như thế. Chuột túi quốc chi cho nên làm như vậy, những người khác không biết nguyên nhân. Bọn hắn là biết đến. Kia là quân quân phía sau mấy vị lão tổ tông ra tay. Trực tiếp trấn áp chuột túi quốc được đến mới vật chất. Nói đến, Diệp Quân Lâm còn phải thật tốt cảm tạ Hạ Thiên Sách phủ đâu. Mặc dù là xem ở nữ nhi của hắn mặt mũi, nhưng cuối cùng là mấy vị lão tổ tông ra tay. Thiên Sách thiếu soái cười cười. Xác thực phải cảm tạ. Chúng ta thay lão đại cảm tạ Thiên Sách phủ. Chúng nhân nói. Đã mới vật chất là Thiên Sách phủ, vậy liền giao cho ta a. Thiên Sách thiếu soái từ Chu Tước trong tay đoạt lại. Cái này. Tất cả mọi người cảm giác có điểm gì là lạ. Nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Cuối cùng cái này mới vật chất bị Thiên Sách thiếu soái lấy đi. Hắn cầm đi làm chuyên môn nghiên cứu. Chẳng qua đều là vì đại hạ. Mọi người cũng đều nhịn. Nhưng lần này trở về, Thanh Long bọn người phát hiện, Côn Luân công nghiệp đám người dường như hữu ý vô ý đều tại đề phòng bọn hắn. Tại biên giới hóa bọn hắn. Dường như đang từng bước thu nhỏ quyền hạn của bọn hắn, muốn đem bọn hắn triệt để giá không. Chấm. Chẳng qua những ngày tiếp theo ngược lại là bình tĩnh. Diệp Quân Lâm một bên đang tra tìm được chư thần phòng thí nghiệm vết tích, một bên vẫn còn tiếp tục tu luyện. Sau 15 ngày, Lý Tử Nhiễm khôi phục. Hoành không xuất thế. Chấm dứt đỉnh chiến lực đưa thân đến thần bảng liệt kê.
Sau đó bởi vì Lý Tử Nhiễm nguyên nhân, thần bảng thường xuyên đổi mới. Lý Tử Nhiễm gần như mỗi ngày đều có xếp hạng biến hóa. Một tháng sau, Lý Tử Nhiễm đã đi tới thần bảng trước 100 vị trí. Mà Diệp Quân Lâm vị trí đêm có chút biến hóa. Từ khi hắn Mã Nhã công nghiệp đặc thù nguyên tố thương thế bị chữa khỏi về sau, Diệp Quân Lâm chiến lực cũng đang biến hóa. Hắn xếp hạng từ chuẩn thần bảng hơn 8,700 tên đi vào 6,338 tên. Lão đại không tệ a, có tiến bộ, siêu cấp lớn tiến bộ, trọn vẹn tiến lên hơn 2.000 tên, tiếp tục như vậy, bước vào thần bảng ở trong tầm tay a. Đám người rất là vui mừng. Tiến bộ nhiều như vậy tên, nói rõ Diệp Quân Lâm là thật hạ khổ. Thật sự có đang cố gắng. Không có uổng phí mọi người khổ tâm. Đương nhiên cái này tiến bộ, cùng Lý Tử Nhiễm so ra không đáng một đồng. Thậm chí có thể nói là cặn bã rác rưởi. Hoàn toàn không thể so sánh. Trên trời dưới đất khác nhau. Ngắn ngủi 2 tháng không đến thời gian, Lý Tử Nhiễm từ chuẩn thần bảng đều không có bên trên, trực tiếp xiết vào thần bảng trước 100. Trong đó khoảng cách quá lớn quá lớn. Đây là đáng sợ nhất. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm tiến bộ, Lý Tử Nhiễm cũng là rất vui vẻ. Tiếp tục cố lên nha, từ từ sẽ đến, ta tin tưởng ngươi sớm tối bước vào thần bảng. Ta sẽ tại đỉnh phong chờ ngươi tới khiêu chiến ta. Ghi nhớ ước định của chúng ta, còn lại hạ 1 tháng thời gian. Lý Tử Nhiễm cười cười. Nói thật, nàng là rất thất vọng. Lúc đầu nghĩ đến Diệp Quân Lâm có thể nhanh chóng tiến bộ, có thể mang cho nàng một chút xíu áp lực. Hai người lẫn nhau đốc xúc khích lệ tiến bộ. Thế nhưng là hoàn toàn không có. Chênh lệch nhiều lắm. Lý Tử Nhiễm lúc đầu nghĩ đến, Diệp Quân Lâm tối thiểu cũng phải tiến chuẩn thần bảng trước 1.000 A. Nhưng một điểm áp lực đều cho không đến chính mình. Cùng phế vật không có gì khác biệt. Hiện nay Diệp Quân Lâm đã cho không đến nàng bất luận cái gì áp lực. Duy nhất áp lực, khả năng đến từ Quân Quân. Lý Tử Nhiễm cùng Quân Quân giao thủ qua 1 lần. Cùng Quân Quân nàng vẫn là có khoảng cách. Chẳng qua nàng muốn cùng Quân Quân nhanh chóng sừng sững tại đỉnh phong, dạng này chờ lấy Diệp Quân Lâm chậm rãi bỏ lên. Thậm chí leo đến giữa sườn núi đều được. Đã không cần hắn. Chấm. Thanh Long bọn hắn lời lẽ khuyên nhủ đem Diệp Quân Lâm thét lên bên người. Lão đại chúng ta khen ngươi là khen ngươi, thế nhưng muốn nhận rõ ràng một sự thật. Chúng ta đã biết để lại cho ngươi tất cả công pháp tuyệt kỹ, những cái này đều bị Lý Triệu hai nhà cho chia cắt đi, ngươi đang luyện qua đi công pháp cơ bản. Thế nhưng là ngươi bây giờ thấy đi, luyện qua đi bảo thủ công pháp, ngươi mới tại chuẩn thần bảng tiến bộ 2.000 tên. Mà đại biểu cho thời đại mới hết thảy chị dâu, tại phế nhân tình huống trực tiếp xiết vào thần bảng trước 100. Ai mạnh ai yếu, cái nhìn này liền có thể nhìn ra a. Điều này nói rõ đi qua bảo thủ đồ vật thật bị đào thải. Căn bản không có cách nào cùng hiện đại đồ vật so sánh. Không sai, đúng là dạng này a. Ngươi cùng chị dâu, một cái là thời đại trước đại biểu, một cái là thời đại mới đại biểu. 2 tháng, giữa các ngươi cạnh tranh đã cao phán lập xuống. Thật là một cái trên trời, một cái dưới đất. Lão đại chúng ta hy vọng ngươi thanh tỉnh một điểm, nhận rõ hiện thực, tôn trọng hiện thực. Nên vứt bỏ vứt bỏ, nên từ bỏ từ bỏ. Một lòng luyện thời đại mới đồ vật, ta tin tưởng ngươi sẽ so chị dâu bọn hắn mạnh. Dù sao thiên phú của ngươi cùng kinh nghiệm ở đâu bày biện. Đây cũng không phải là những người khác có thể so sánh. Lão đại ngươi liền nghe chúng ta một lời khuyên đi, tranh thủ thời gian nghe chúng ta, mau chóng để thực lực đạt tới đỉnh phong. Đừng để chúng ta sốt ruột. Chấm. Tất cả mọi người tại thuyết phục Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cười lạnh một tiếng, các ngươi biết cái gì? Cái gọi là thần bảng chuẩn thần bảng xếp hạng, nhưng thật ra là toàn thế giới 100 cái cơ cấu thế lực cộng đồng bài trừ đến. Nhưng bọn hắn nơi nào muốn lấy được, cái này làm ra thần bảng xếp hạng một nửa cơ cấu đều là thuộc về Thánh Kinh tổ chức tại khống chế. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm đều có thể khống chế thần bảng xếp hạng. Chính hắn tại chuẩn thần trên bảng thứ hạng là căn bản không chính xác. Hắn nói cho những cái này cơ cấu, tùy tiện lấp một cái xếp hạng là được. Sẽ không ảnh hưởng cái gì. Chẳng qua tất cả những người khác xếp hạng đều là chính xác. Đều là trải qua chính xác số liệu cùng phân tích duy trì. Duy chỉ có Diệp Quân Lâm chính là mù điền. Lão đại chúng ta biết ngươi vẫn là không phục, vậy chúng ta lại lấy một thí dụ. Kỳ Lân chỉ vào cách đó không xa nói. Chia cắt đi tất cả công pháp tuyệt kỹ Lý Triệu hai nhà. Bọn hắn khi lấy được những cái này thời đại mới pháp môn tu luyện sau. Hiện tại đã là thay da đổi thịt,
trong đó Thiên Phú Mạnh Lý Tùng Khuê cùng Trương Văn Thao còn có Triệu Quân Phi Lý Mộng Nguyệt. Đã là chuẩn thần bảng trước 100, nhất là Lý Tùng Khuê là chuẩn thần bảng thứ 8, rất tiếp cận thần bảng, tùy thời liền có thể tiến vào thần bảng. Còn có Lý Văn Hải, Lý Văn Phi những người này, bọn hắn là cái gì? Hiện tại từng cái đều đứng hàng chuẩn thần bảng trước 1000. Phải biết, trước đó bọn hắn liền chuẩn thần bảng đều không có vào qua. Hiện tại cũng là cường giả đỉnh cao. Chấm. Lý Triệu hai nhà tại chia cắt đến thời đại này cấp cao nhất công pháp những cái này về sau, từng cái thực lực sinh ra biến hóa về chất. Toàn bộ đều đột nhiên tăng mạnh. Còn có hai người, người không nghĩ tới. Lão đại, nhạc phụ của ngươi nhạc mẫu, chị dâu sớm liền chọn lựa thích hợp bọn hắn nhất công pháp những cái này. Bây giờ hai người, một cái là thần bảng thứ 987, một cái là thần bảng thứ 996. Bọn hắn trước đó đều là người bình thường a, nhưng cũng là bởi vì luyện thời đại mới hết thảy, liền trưởng thành đến loại tình trạng này, hiện đại phương pháp ngươi không thể không phục. Chấm. Đối với cái này Diệp Quân Lâm đúng là không biết. Chẳng qua biết về sau, hắn cũng không phải rất kinh ngạc. Loại này tốc thành hệ thống, trong vòng 2 tháng chế tạo ra cường giả rất bình thường. Cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Tóm lại, những cái này đối với Diệp Quân Lâm đến nói chính là rác rưởi. Hắn căn bản trướng mắt. Lão đại người ngẫm lại xem a, người liền những cái này rác rưởi cũng không sánh bằng. Truyền đi không làm trò cười cho người khác sao? Vì không làm trò cười cho người khác, người tranh thủ thời gian luyện hiện tại đồ vật đi. Chấm. Mọi người nói. Diệp Quân Lâm cười cười, đều là một bầy kiến hôi thôi. Ai? Các ngươi tầm mắt cuối cùng nhỏ hẹp một điểm. Chúng ta tầm mắt nhỏ hẹp. Nghe vậy, tất cả mọi người là sững sờ. Thần bảng trước mấy chục cường giả, tầm mắt nhỏ hẹp. Vậy ai tầm mắt rộng? Không có người a. Lão đại người cái này người cái gì cũng tốt, chính là rất cố chấp. Mọi người nhao nhao nói. Ngươi cùng chị dâu 3 tháng kỳ hạn, ngươi muốn thua triệt triệt để. Diệp Quân Lâm cười cười, đây không phải còn 1 tháng nữa sao? Không nóng này. Diệp Quân Lâm đều làm tốt thua chuẩn bị. Các ngươi sách 3 tháng kỳ hạn có làm được cái gì? Lúc này, một thanh âm truyền đến. Lý Tùng Khuê một đoàn người xuất hiện. Bọn hắn hôm nay đã là chuẩn thần bảng cường giả, đồng thời khoảng cách thần bảng rất gần rất gần. Cũng chính là đám người kia thiên phú. Nếu không khẳng định đều có thể vọt tới thần bảng đi. Dù sao bọn hắn có thế nhưng là một đám thần bảng cường giả tốc thành pháp môn A. Tùy tiện đều có thể vào tới vị trí này. Chẳng qua bây giờ bọn hắn hướng Diệp Quân Lâm khoe khoang đến. Diệp Quân Lâm nghe nói những cái này đỉnh cấp công pháp cho ngươi, ngươi đều không luyện. Chúng ta là đến cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nhường lại, chúng ta nào có thành tựu hiện tại. Ta đều nhanh muốn đi vào thần bảng. Nhìn lại ngươi, còn tại chuẩn thần bảng mấy ngàn tên bồi hồi đâu. Ngươi đều không phải đối thủ của chúng ta, còn muốn cùng Tử Nhiễm tranh tài. Ngươi xứng sao? Chấm. Lý Triệu hai nhà người nhao nhao cười lớn. Thanh Long bọn hắn cũng không nói gì. Xác thực như thế. Hiện nay Lý Tử Nhiễm đều muốn cùng trong bọn họ mạnh nhất mấy cái so sánh, chớ đừng nói chi là cùng Diệp Quân Lâm so. Căn bản không phải người của một thế giới. Hiện tại có thể nói như vậy. Hai người 3 tháng kỳ hạn chính là một chuyện cười. Lúc này, Lý Văn Uyên vợ chồng cũng đã xuất hiện. Hai người này xem như lớn nhất kinh hỉ. Từ nhất không có tồn tại cảm người bình thường, nhảy lên trở thành thần bảng cường giả. Hiện tại Lý Triệu hai nhà địa vị nhất là cao thượng hai vị. Bọn hắn đi vào về sau, Lý Tùng Khuê những người này tự động tránh ra một con đường tới. Hai người đi đến Diệp Quân Lâm trước mặt, dò xét một phen về sau, đồng thời phát ra thở dài, ai? Quân Lâm A, đổ không phải chúng ta ghét bỏ ngươi. Nhưng mà, ngươi bây giờ thật quả thật có chút yếu. Quân Quân cùng Tử Nhiễm chúng ta liền không thể so, liền cùng chúng ta so, ngươi chênh lệch lớn không lớn. Lý Văn Uyên nói, ngươi ngày xưa thế nhưng là vương giả A, thế giới cao cấp nhất một hàng. Hiện tại trì trệ không tiến sao có thể đi. Mấu chốt bây giờ không phải là không có phương pháp để ngươi đề cao, mà là phương pháp có ngàn ngàn vạn vạn loại. Ngươi lại một loại đều không chọn, nhất định phải luyện ngươi trước kia đồ vật. Còn không phải sao. Có thể cung cấp người phương pháp tu luyện rất rất nhiều. Ngươi nhìn bọn ta luyện về sau, đều thành thần bảng cường giả. Lấy thiên phú của ngươi, tùy tiện a. Mà lại chúng ta còn nghe Tử Nhiễm nói ngươi có thể đem ngàn vạn công pháp xung hợp một chỗ, trở thành mình đồ vật.
Ngươi vì cái gì không đi luyện đâu? Mẹ vợ kiên nhẫn khuyên lơn. Lý Văn Uyên càng là nói ra, Diệp Quân Lâm ngươi có phải hay không căn bản khỏi bị mất mặt? Có phải là cảm thấy đây là đồ đệ, ngày xưa thuộc hạ đưa cho ngươi? Nhưng ta phải nói cho ngươi, thời đại này là mạnh được yếu thua thời đại. Mặt mũi là nhất thứ không đáng tiền. Thực lực mới là vương đạo, thực lực mới là ngươi sống sót duy nhất lực lượng. Luyện, cho ta lập tức luyện, tất cả công pháp đều cho ngươi. Ngươi cùng Tử Nhiễm 3 tháng kỳ hạn đến, vượt qua nàng không có khả năng, nhưng ta muốn giữa các ngươi khoảng cách rất rất nhỏ. Chấm. Lý Văn Uyên vợ chồng cho Diệp Quân Lâm giảng một đống lớn đạo lý. Bọn hắn bối phận đầy đủ, thực lực cũng đầy đủ. Diệp Quân Lâm cười cười, cha mẹ, yên tâm đi. Ta có phương thức của mình, mà lại Tử Nhiễm, nàng chỉ có thể ngước nhìn ta. Về phần ta đi siêu nàng, quả thực chính là trò cười. Ngu xuẩn mất khôn, đàn gảy tai trâu, đều nói chúng ta lão nhân là ngoan cố bảo thủ phái, nguyên lai Diệp Quân Lâm ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn ngoan cố bảo thủ. Đã ngươi muốn tiếp tục luyện ngươi những cái kia cũ một bộ. Vậy ngươi luyện đi, đến lúc đó ngươi cùng Tử Nhiễm chênh lệch càng lúc càng lớn, nhất là 3 tháng kỳ hạn vừa đến, nhìn xem mất mặt là ai. Chấm. Nhạc phụ nhạc mẫu cũng mặc kệ Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm toàn bộ hành trình chưa hề nói Diệp Quân Lâm một câu không phải, ngược lại một mực đang cổ vũ hắn khích lệ hắn. Bởi vì nàng biết bây giờ không phải là thuyết phục Diệp Quân Lâm thời điểm. Vô luận nói như thế nào, hắn đều là nghe không vào. Biện pháp tốt nhất là 3 tháng kỳ hạn vừa đến, để hắn triệt để nhận rõ ràng chênh lệch, hắn mới có thể phấn khởi tiến lên. Quân Lâm, ta chờ sau 3 tháng. Sự thật. Chỉ có sự thật tàn khốc mới có thể để cho một người triệt để thanh tỉnh. Lý Tử Nhiễm chính là muốn dùng loại này để Diệp Quân Lâm triệt để nhận rõ ràng chênh lệch. Chỉ có tuyệt cảnh cùng sự thật tàn khốc mới có thể để cho hắn buông mặt mũi, khả năng một lòng nghĩ tiến bộ, mới có thể đi luyện các đồ đệ lưu lại công pháp. Không phải ngươi quang thuyết phục cùng trào phúng. Đối Diệp Quân Lâm không có tác dụng. Cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hán. Hiện tại Diệp Quân Lâm có chút thực lực. Xem như chuẩn thần trên bảng cường giả, tuyệt đại đa số sự tình hay là mình có thể giải quyết. Tăng thêm một đám thần bảng cường giả huynh đệ đồ đệ đều đang thủ hộ nàng, còn có một cái siêu cấp cường giả nữ nhi cũng đang thủ hộ. Hắn hiện tại sẽ không gặp phải bất luận cái gì ngăn trở. Bởi vậy, có thể một mực bảo thủ, không cần nghĩ lấy như thế nào điên cuồng đề cao. Chỉ có sự thật tàn khốc cùng tuyệt cảnh khả năng thôi động hắn. Đợi đến một tháng sau. Lý Tử Nhiễm trước sẽ để cho hắn hiểu được tình cảnh, sau đó lại không để các huynh đệ thủ hộ hắn. Để Diệp Quân Lâm biết khó xử, biết tử thần giáng lâm. Như vậy hắn liền sẽ hăng hái cố gắng. Sẽ vứt bỏ hết thảy. Tóm lại, Lý Tử Nhiễm rất chờ mong một tháng sau. Ta chờ một tháng sau. Diệp Quân Lâm cười cười. Những ngày tiếp theo, các phương đều đang liều mạng tu luyện. Lý Triệu hai nhà tất cả mọi người cũng tìm thanh tịnh địa phương tiếp tục tu luyện. Thanh Long bọn hắn gần đây bởi vì tại Diệp Quân Lâm trên thân chậm trễ quá nhiều thời gian. Bởi vậy Diệp Quân Lâm không sau đó, cũng lập tức đi tu luyện, đi đề cao. Diệp Quân Lâm vẫn là trước sau như một tu luyện thêm tra tìm manh mối. Qua vài ngày nữa, Lý Thành Mẫn liên hệ đến hắn. Công bố Mã Nhã công nghiệp bên kia có động tĩnh. Bọn hắn phái người đến Tam Hưng tập đoàn thu thập đi tất cả biến chủng quái vật thí nghiệm số liệu. Về phần Tam Hưng tập đoàn thí nghiệm trước đó nhốt tại kim loại trong thành lũy biến chủng quái vật, bọn hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Tựa hồ là căn bản không có hứng thú. Bởi vì Diệp Quân Lâm xử lý tất cả biến chủng quái vật, một cái đều không có lưu lại. Nếu như Mã Nhã công nghiệp muốn nhìn, Lý Thành Mẫn còn phải nghĩ những biện pháp khác, tìm ra một đống người đến ngụy trang những cái này biến chủng quái vật. Thế nhưng là Mã Nhã công nghiệp đại biểu căn bản cũng không nhìn liếc mắt. Có lẽ trong mắt bọn hắn, thí nghiệm số liệu mới là trọng yếu nhất. Ta suy đoán, bọn hắn lấy đi thí nghiệm số liệu, hẳn là biến chủng quái vật thí nghiệm lấy được trọng đại thành tựu. Đoán chừng tiếp xuống liền sẽ có động tác. Lý Thành Mẫn nói. Diệp Quân Lâm cũng là đồng ý thuyết pháp này. Hiện tại cảm giác Mã Nhã công nghiệp hành vi, ngược lại là càng lúc càng giống trước kia chư thần phòng thí nghiệm. Làm sự tình. Vẫn là phong cách hành sự, đều rất tương tự. Hiện tại không có xác thực chứng cứ cho thấy Mã Nhã công nghiệp cùng chư thần phòng thí nghiệm quan hệ. Chẳng qua có chút dấu vết để lại. Bọn hắn rất giống rất giống. Kỳ thật khoảng thời gian này điều tra không có gì tiến triển thời điểm,
Diệp Quân Lâm đều là trực tiếp tại so sánh Mã Nhã công nghiệp cùng chư thần phòng thí nghiệm chỗ tương tự. Tăng thêm Lý Thế Cơ cho hắn nói kia lời nói. Để hắn càng phát ra tin tưởng trong đó có chút mờ ám. Nhất là Mã Nhã công nghiệp mượn nhờ Tam Hưng tập đoàn một mực nghiên cứu chế tạo biến chủng người chết sống lại, khẳng định là có dụng ý. Đồng thời thí nghiệm khẳng định không chỉ Tam Hưng tập đoàn một nhà. Mã Nhã công nghiệp cũng điều khiển rất nhiều thế lực. Tam Hưng tập đoàn chỉ là một cái trong số đó. Bởi vì có Thánh Kinh tổ chức thế lực khổng lồ phân bố, cho nên điểm này, Diệp Quân Lâm rất dễ dàng tra được. Hạng mục này đối Mã Nhã công nghiệp đến nói, cực kỳ trọng yếu. Hẳn là tiêu tốn cực lớn công phu. Trước mắt còn nhìn đoán không ra đến tột cùng là cái gì mục đích. Nhưng Lý Thành Mẫn tin tức này vừa phát ra đến, Diệp Quân Lâm cảm thấy có khả năng. Tốt, tiếp xuống, ta ngược lại muốn xem Mã Nhã công nghiệp muốn làm cái gì. Diệp Quân Lâm để Lý Thành Mẫn cùng Thánh Kinh tổ chức các thế lực lớn thời khắc chú ý. Vài ngày sau Mã Nhã công nghiệp tuyên bố một đầu rung động thế giới tin tức. Vừa phát ra đến, toàn thế giới đều nổ. Bao quát Lý Tử Nhiễm, Thanh Long Tiêu Phong Chi Lưu từng cái toàn bộ đều kích động. Không chỉ là bọn hắn. Toàn thế giới các thế lực lớn các đại cường giả nhóm đều kinh động. Lúc đầu bế quan cả đám đều không bế quan, toàn bộ chạy đến. Bởi vì Mã Nhã công nghiệp mang đến kinh thế tin tức. Bọn hắn đem đẩy ra một hệ liệt khiêu chiến. Ở đây, thực lực của ngươi sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đặc biệt nhằm vào một chút gặp được bình cảnh các cường giả. Mã Nhã công nghiệp trước đó liền đẩy ra qua khiêu chiến hệ liệt, chính xác để rất nhiều người tiến bộ trưởng thành. Thậm chí liền Thanh Long bọn hắn đều đi tham gia qua Mã Nhã công nghiệp khiêu chiến. Đều là từng tràng sinh tử khiêu chiến. Đại khái suất là sẽ chết. Nhưng muốn còn sống, thực lực mức độ lớn tăng lên. Dù sao chân thực chiến đấu, mới là tiến bộ nhanh nhất phương thức. Tăng thêm hiện tại các loại đề cao phương pháp đều là tốc thành. Bởi vậy, tại tham gia xong mấy phen khiêu chiến về sau, thực lực tăng lên siêu nhanh. Điểm trọng yếu nhất là Mã Nhã công nghiệp khiêu chiến hệ liệt, quá chuyên nghiệp. Vận dụng cấp cao nhất khoa học kỹ thuật, chuyên môn thiết lập các loại thích hợp khiêu chiến. Có đề cao phòng ngự, tiến công, công phòng nhất thể, thậm chí ám sát. Chỉ có người nghĩ không ra, không có bọn hắn làm không được. Vô luận là chuyên hạng, vẫn là tổng hợp. Người đều có thể tham gia Mã Nhã công nghiệp khiêu chiến đến đề cao. Đáng tiếc 3 năm này, Mã Nhã công nghiệp khiêu chiến hệ liệt chỉ đẩy ra qua một lần. Đó cũng là thời đại mới vừa lúc bắt đầu. Mã Nhã công nghiệp đẩy ra. Ngay từ đầu đều không có ai đi. Nhưng có người nếm đến ngon ngọt về sau, mọi người chạy theo như vịt. Từng cái tranh nhau chen lấn đi tham gia. Thanh Long bọn hắn cũng là khi đó mới đến chất một loại bay vọt. Không chỉ là bọn hắn. Phải nói thần bảng 70-80% cường giả, đều là tại tham gia xong Mã Nhã công nghiệp khiêu chiến sau xuất hiện bay vọt. Liền Lý Tử Nhiễm đều tham gia qua cái này khiêu chiến. Thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Cho nên bây giờ nghe Mã Nhã công nghiệp có khiêu chiến hệ liệt, Lý Tử Nhiễm cũng không bế quan. Trực tiếp chạy đến. Một lần kia, vẻn vẹn tiếp tục 3 tháng. Đằng sau mọi người lại nghĩ tham gia liền không có cơ hội. Tất cả mọi người một mực chờ đợi Mã Nhã công nghiệp đẩy ra mới khiêu chiến. Nhưng chậm chạp không có. Lần này rốt cục đến. Đồng thời so trước kia muốn càng mạnh. Thích hợp người mạnh hơn tới tham gia. Diệp Quân Lâm nghe được cái này sự tình, hắn nhếch miệng lên, đuôi cáo rốt cục muốn lộ ra rồi. Ta đều biết lần này khiêu chiến là cái gì. Diệp Quân Lâm suy đoán lần này Mã Nhã công nghiệp khiêu chiến chính là những cái kia biến chủng người chết sống lại. Đem trực tiếp cùng người khiêu chiến tiến hành đối chiến. Diệp Quân Lâm vội vàng cùng Lý Thành Mẫn liên hệ, đối phương cũng là ý nghĩ này. Lần này khiêu chiến khẳng định là muốn dùng biến chủng người chết sống lại đến thiết chí khiêu chiến. Nhưng cụ thể thiết chí khiêu chiến nguyên nhân vẫn là không ai biết. Phải cụ thể đợi đến khiêu chiến bắt đầu về sau, có lẽ mới có thể biết. Mặc dù ta không tán đồng thời đại mới rất nhiều thứ, nhưng là có sao nói vậy, bọn hắn kinh nghiệm thực chiến xác thực đủ. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Thanh Long bọn hắn tốc thành biện pháp là đề cao nhanh. Nhưng bọn hắn tham gia thực chiến cũng nhiều. Đều là sinh tử chi chiến. Điểm này là đáng giá khen ngợi để sướng. Mã Nhã công nghiệp khiêu chiến sẽ tại 3 ngày sau phương Tây Châu nơi nào đó rừng rậm nguyên thủy bên trong tiến hành. Hiện tại liền có thể tham dự báo danh. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều điên cuồng.
nhao nhao tham dự báo danh. Đang lúc Diệp Quân Lâm suy nghĩ Mã Nhã công nghiệp dụng ý thời điểm, Lý Tử Nhiễm cùng đồ đệ các huynh đệ nhao nhao tìm tới hắn. Các ngươi làm gì? Diệp Quân Lâm bị giật nảy mình. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi tham gia Mã Nhã công nghiệp khiêu chiến. Còn thừa lại không đến một tháng thời gian, ngươi nghĩ vượt qua ta, liền phải tham gia loại này tàn khốc tôi luyện. Lý Tử Nhiễm nói, lần này Mã Nhã công nghiệp khiêu chiến, Lý Tử Nhiễm đã có thể đề cao. Lại có thể sớm để Diệp Quân Lâm cảm nhận được tuyệt cảnh, cảm nhận được tuyệt vọng. Nàng cùng Thanh Long bọn hắn thương lượng qua. Một khi tiến vào rừng rậm nguyên thủy, bọn hắn liền bỏ mặc Diệp Quân Lâm một người đi tôi luyện. Dạng này hắn cảm nhận được nguy hiểm, mới có thể minh bạch hết thảy. Chỉ có đến sinh tử tuyệt cảnh, Diệp Quân Lâm mới có thể biết mình yếu bao nhiêu, có bao nhiêu bất lực. Hắn điểm kia thực lực căn bản cũng không đủ mạng sống, càng đừng nói bảo hộ những người khác. Chỉ có thời khắc thế này, Diệp Quân Lâm mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Mới có thể vứt bỏ cũ đồ vật, từ đó tiếp nhận mới sự vật, tới tu luyện, để cho mình mạnh lên. Mã Nhã công nghiệp tin tức vừa tuyên bố về sau, Lý Tử Nhiễm lập tức cùng đám người bắt đầu thảo luận. Mọi người nhất trí đều cảm thấy biện pháp này tốt. Đi khiêu chiến, nhất định phải đem Diệp Quân Lâm mang theo. Ngươi nhất định phải đi, không đi, chúng ta cũng phải dẫn ngươi đi. Còn có Quân Quân cũng muốn đi, ngươi xác định không đi. Lý Tử Nhiễm nói thẳng. Kỳ thật, Diệp Quân Lâm vốn là dự định tìm tòi hư thực. Nhìn xem Mã Nhã công nghiệp rốt cuộc muốn làm gì. Biện pháp tốt nhất chính là xâm nhập trong đó, thậm chí đem mình làm con mồi, khả năng chân thật nhất tìm hiểu tình huống. Diệp Quân Lâm chính phát sầu, làm sao đi đâu? Không phải sao, một đám công cụ người liền đến. Được, ta đi tham gia. Diệp Quân Lâm nói. Tốt, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta cái này xuất phát. Chúng nhân nói. Diệp Quân Lâm nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi, đúng, lần này người báo danh nhiều không? Còn nhiều sao, lão đại, nói như vậy, trừ thần bảng trước 10 bên ngoài. Thần bảng gần 1.000 tên cường giả cùng chuẩn thần trên bảng vạn cường giả đều trên cơ bản báo danh. Còn có còn lại cường giả cộng lại cũng phải có hơn mấy ngàn vạn đi. Tổng kết một câu, gần như thế gian này trung thượng đẳng cường giả đều đi. Cường giả đỉnh cao cũng đi không ít. Đoán chừng lần này khiêu chiến kết thúc về sau, sợ là thần bảng cùng chuẩn thần bảng sẽ có trên phạm vi lớn đổi mới. Chấm. Tất cả mọi người nhao nhao chờ mong. Bọn hắn đều nghĩ thực lực tiến một bước đề cao. Thần bảng xếp hạng cũng tăng lên thêm một bước. Trên cơ bản thế giới này cường giả đều sẽ đi. Diệp Quân Lâm cau mày, sờ lên cằm. Cái này chẳng phải là nói Mã Nhã công nghiệp có thể trưởng khống thế giới tuyệt đại bộ phận cường giả tin tức số liệu sao? Thực lực gì? Cái gì năng khiếu? Chấm. Ưu điểm khuyết điểm đều sẽ toàn bộ bại lộ tại Mã Nhã công nghiệp ngay dưới mắt. Bọn hắn thiết lập khiêu chiến hạng mục, nhất định có thể điều khiển đây hết thảy. Nghĩ lại. Đây là siêu cấp đáng sợ. Trưởng khống toàn thế giới cường giả hết thảy. Một khi nhằm vào lên, vậy nhưng rất dễ dàng. Cứ dựa theo khuyết điểm của ngươi đến nhằm vào. Một khi có đại quy mô chiến tranh hoặc là cái khác, những cường giả này liền cùng người chết không có gì khác biệt. Lúc này, Diệp Quân Lâm ẩn ẩn cảm thấy đoán được Mã Nhã công nghiệp mục đích. Về phần khiêu chiến đoán chừng cũng rất đơn giản. Rừng rậm nguyên thủy bên trong khắp nơi đều đem biến chủng người chết sống lại bỏ vào. Điều khiển những cái này biến chủng người chết sống lại đến rèn luyện cường giả, đồng thời cũng có thể đầy đủ đạt được muốn tin tức, cũng chính là cường giả ưu khuyết điểm. Bố cục. Đây là bố trí một cái kinh thiên đại cục. Càng như vậy, Diệp Quân Lâm liền càng phải đi tìm tòi hư thực. Chẳng qua trước lúc này hắn muốn làm ra một ít chuyện. Đang lúc các phương lửa nóng báo danh tham gia thời điểm. Lại có từng cái thế lực lớn cường giả tuyên bố rời khỏi lần này khiêu chiến. Bao quát đế vương tổ chức chờ siêu cường đỉnh tiêm thế lực. Gần như 1/3 thế lực đều tuyên bố rời khỏi lần này khiêu chiến. Đây là Diệp Quân Lâm ra lệnh, để thánh kinh tổ chức phàm là có thể trưởng khống thế lực cùng cường giả đều rời khỏi khiêu chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không nghĩ để Mã Nhã công nghiệp thu tập được những cường giả này tin tức tư liệu. 1/3 thế lực một lần tính rời khỏi, xác thực đủ rung động. Toàn thế giới chấn kinh. Chẳng qua các đại đỉnh tiêm thế lực đều hiểu đây đều là thánh kinh tổ chức tại trưởng khống. Thế lực thần bí này, làm ra cử động này cũng rất bình thường. Dù sao không có ai biết Hắc Ám Thượng Đế đang suy nghĩ gì. Mà lại Hắc Ám Thượng Đế là thần bảng thứ nhất, lại càng không có người hoài nghi.
chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là Hắc Ám Thượng Đế đã là Diệp Quân Lâm. Đám người chuẩn bị hoàn tất về sau, cùng lúc xuất phát tiến về phương Tây rừng rậm Nguyên Thủy. Lần này có gần 1/3 người rời khỏi, nhưng tham dự khiêu chiến đoán chừng vẫn là có 2 vạn người trở lên. Chẳng qua cái này đối với chúng ta mà nói là cơ hội tốt. Rời khỏi càng nhiều người, khiêu chiến của chúng ta liền sẽ càng khó càng đâm kích, đối với chúng ta lịch luyện cũng liền có càng nhiều chỗ tốt. Đúng, đây nhất định là, gặp được nan quan thời điểm, nhân số giảm bớt, cùng ứng đối mỗi người yêu cầu liền cao hơn. Chấm. Sau đó, lại có tin tức truyền ra. Chuột túi quốc các phương cường giả cũng sẽ không tham dự lần này lịch luyện. Một cái cũng sẽ không tới. Cái này khiến đám người nghi hoặc. Trước đó bởi vì biển sâu mới vật chất nguyên nhân, để mọi người biết chuột túi quốc hữu rất nhiều cường giả. Nhưng vì sao lần này cơ hội tốt như vậy, vẫn như cũ không tham dự đâu. Mọi người không nghĩ tới chính là cái này cùng Diệp Quân Lâm cũng có quan hệ. Trên đường đi Diệp Quân Lâm cũng biết đến khiêu chiến cơ chế. Một khi bắt đầu, Mã Nhã công nghiệp sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Cái này cùng Tam Hưng tập đoàn ban đầu ở kim loại trong thành lũy lịch luyện không giống, cách mỗi 1 giờ đều sẽ có đại môn mở ra. Người hối hận, hoặc là thực lực không đủ, đều có thể chạy đi. Nhưng Mã Nhã công nghiệp cái này khiêu chiến, ngươi chỉ cần đi vào, đem không có sinh lộ, không có người sẽ đi cứu ngươi. Ngươi hối hận cũng vô dụng. Duy nhất sống sót phương thức, chính là mạnh mẽ giết ra tới. Vẫn là rất tàn khốc. Diệp Quân Lâm đang suy nghĩ một vấn đề. Có lẽ Mã Nhã công nghiệp muốn nhờ lần này khiêu chiến trực tiếp đem những cái này cường giả đỉnh cao nhóm toàn bộ diệt đi, mà không phải đơn giản thu thập tin tức. Còn có Mã Nhã công nghiệp ngay từ đầu khiêu chiến mục đích cùng hiện tại lần nữa khiêu chiến, phải chăng có quan hệ? Bất kể như thế nào, chỉ cần chân chính tiến vào sau mới có thể hiểu. Chẳng qua Mã Nhã công nghiệp cái này phong cách, ngược lại là càng lúc càng giống chư thần phòng thí nghiệm. Đi vào phương Tây Châu rừng rậm Nguyên Thủy trước, đã tới không ít người. Diệp Quân Lâm nhìn thấy không ít người quen. Có rất nhiều cửu nhân đều đến tham dự. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Quân Lâm cũng ở trong đó. Liền nhao nhao thương nghị. Đoán chừng muốn nhờ cơ hội lần này, muốn ở bên trong đem Diệp Quân Lâm giết chết. Một khi tiến vào trong đó, khả năng Thanh Long đám người bảo hộ liền sẽ không quá kịp thời. Khi đó, bọn hắn liền có giết Diệp Quân Lâm cơ hội. Đề cao mình đồng thời, thuận tay đem Diệp Quân Lâm giết. Nhất tiễn song điêu. Mà lại bọn hắn không ít người đã nghe nói qua Lý Tử Nhiễm kế hoạch. Bọn hắn tiến vào rừng rậm Nguyên Thủy về sau, sẽ không một mực che chở Diệp Quân Lâm. Bọn hắn muốn cho Diệp Quân Lâm chế tạo tuyệt cảnh. Cứ như vậy, cơ hội của bọn hắn liền càng nhiều. Tất cả mọi người đang mong đợi diệt trừ Diệp Quân Lâm. Nghe được có rất nhiều người muốn đối phó Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm bọn hắn càng phát ra hưng phấn. Dù sao cho Diệp Quân Lâm chế tạo khốn cảnh nhiều, hắn liền càng dễ dàng tỉnh ngộ. Loại này có thể chế tạo tuyệt cảnh càng nhiều càng tốt mới tốt. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ bảo hộ Diệp Quân Lâm an toàn. Sẽ tại hắn nhất thời điểm nguy hiểm, đám người xuất hiện. Chẳng qua khi đó mọi người mục đích đã đạt tới. Bọn hắn sẽ nhất trí cam đoan Diệp Quân Lâm an toàn. Cha cha, mẹ mẹ. Sau đó không lâu, Quân Quân cũng tới đến. Tiểu nha đầu trải qua khoảng thời gian này tôi luyện, quả thực là tư thế hiên ngang. Thực lực cũng là khủng bố kinh người. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy vị tổ tông trong bóng tối đi theo. Quân Quân, người qua đây, mama cùng ngươi nói chút chuyện. Lý Tử Nhiễm đem Quân Quân thét lên một bên. Chủ yếu là đem nhằm vào Diệp Quân Lâm kế hoạch nói một lần. Hy vọng Quân Quân không muốn đi theo Diệp Quân Lâm, không muốn đối với chuyện này có bất kỳ can thiệp. Cho nên tiến vào rừng rậm Nguyên Thủy về sau, ngươi liền đi lịch luyện. Chạy xa xa, không cần quản chúng ta. Ngươi nếu là một mực bảo hộ ba ba của ngươi, đây đối với hắn là bất lợi. Chúng ta thật vất vả tìm đến cơ hội tốt như vậy. Chẳng qua ngươi yên tâm, thời khắc mấu chốt, có chúng ta đâu. Lý Tử Nhiễm nói. Quân Quân gật gật đầu, được rồi, mama ta minh bạch. Chẳng qua mama, gặp nguy hiểm, các ngươi tùy thời kêu gọi ta. Quân Quân hiện tại nhưng mạnh. Lại có một nhóm người đi vào. Vậy mà chạy tới cùng Diệp Quân Lâm chào hỏi. Hóa ra là Tam Hưng tập đoàn Lý Đại Trung trở thần bảng cường giả. Bọn hắn cũng là chạy tới lịch luyện. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, mấy người sợ muốn chết. Nhưng vẫn là đi tới chào hỏi.
Đối với Tam Hưng tập đoàn cùng Diệp Quân Lâm quan hệ, mọi người cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Đúng, tiên sinh, Lý Thành Mẫn tiểu thư để ta cho người biết, nàng hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Sẽ thời khắc kiểm tra đo lường lấy Mã Nhã công nghiệp. Đây là chip, người tùy thời liên hệ nàng. Lý Đại Trung len lén đem Lý Thành Mẫn để hắn cầm chip giao cho Diệp Quân Lâm. Đối với Mã Nhã công nghiệp cái gì mục đích, Diệp Quân Lâm không biết. Hắn xâm nhập về sau, bên ngoài cũng phải có người nhìn chằm chằm. Thánh Kinh tổ chức đương nhiên muốn bắt đầu dùng, thế lực khổng lồ sẽ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Mã Nhã công nghiệp từng hành động cử chỉ. Chẳng qua Mã Nhã công nghiệp nội bộ cũng phải giám thị. Tốt nhất nội bộ nội ứng chính là Tam Hưng tập đoàn. Lý Thành Mẫn đã làm tốt chuẩn bị. Tốt, ta biết. Đi vào về sau, có bất kỳ nguy hiểm nào, tùy thời tìm ta. Diệp Quân Lâm nói. Hắn cũng không muốn Lý Thành Mẫn không người có thể dùng. Hắn muốn bảo hộ Lý Đại Trung những cường giả này an toàn. Được rồi, tốt. Cái này khiến Lý Đại Trung bọn người rất là hưởng thụ. Vị này đại thần hứa hẹn. Tương đương với tại Diêm Vương sinh tử bạc bên trên đem tên của bọn hắn vạch rơi. Đợi đến đám người đến đông đủ về sau. Khiêu chiến chính thức bắt đầu. Căn cứ mỗi người khiêu chiến khác biệt, bị mang đến chỉ định khu vực. Có khuynh hướng tiến công khiêu chiến, có khuynh hướng phòng thủ khiêu chiến. Mà Lý Tử Nhiễm bọn hắn bản thân thực lực cao siêu, lựa chọn công phòng nhất thể khiêu chiến. Vẫn là cấp bậc cao nhất khiêu chiến. Cái này mang ý nghĩa gặp phải độ khó siêu cấp lớn. Đương nhiên từng cái khu vực đều là thông đồng. Có đôi khi người cũng sẽ tiến vào cái khác khu vực. Đi thôi, đi vào. Một đoàn người tiến vào rừng rậm nguyên thủy bên trong. Tòa này phương Tây Châu rừng rậm nguyên thủy quá lớn quá lớn. Hơn 2 vạn người đi vào, căn bản sẽ không lộ ra có bất kỳ chen chúc. Ngược lại từng cái phân tán ra đến, giữa lẫn nhau khoảng cách sẽ rất rất lớn. Tiến vào chỉ định khu vực sau. Lý Tử Nhiễm lập tức đề nghị, vì đề cao lực chiến đấu của chúng ta, mọi người đơn độc hành động đi. Nàng lại nhìn về phía Diệp Quân Lâm người cũng mình đơn độc hành động đi. Diệp Quân Lâm do dự một chút. Cái này không được đâu. Nếu là đơn độc hành động, các ngươi giữa lẫn nhau vượt qua quá lớn, vạn nhất gặp nguy hiểm, ta sợ không cách nào kịp thời cứu các ngươi. Đây là Diệp Quân Lâm lo lắng địa phương. Hiện tại còn không biết Mã Nhã công nghiệp khiêu chiến chân chính mục đích. Vạn nhất thật là lợi dụng những cái này biến chủng quái vật muốn giết sạch tất cả cường giả. Lý Tử Nhiễm bọn hắn nháy mắt liền sẽ có nguy hiểm. Đến lúc đó Diệp Quân Lâm lần lượt chạy tới cứu. Có thể sẽ bởi vì khoảng cách lớn khoảng cách xa vấn đề, không để ý tới một chút người. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Hắn nghĩ là tốt nhất những người này, đều tại bên cạnh mình cách đó không xa. Gặp nguy hiểm về sau, hắn ngay lập tức đều có thể cứu được đến. Nhưng Diệp Quân Lâm lo lắng lời nói, đến đám người trong lỗ tai liền biến tầng ý tứ. Tất cả mọi người tưởng rằng Diệp Quân Lâm sợ. Sợ đơn độc đi, gặp nguy hiểm. Không nguyện ý cùng mọi người tách ra. Còn đường hoàng nói mọi người không muốn tản ra, muốn bảo vệ mọi người. Phốc. Chấm. Rất nhiều người đều tại cố nén, không để cho mình bật cười. Có sao nói vậy? Hôm nay Diệp Quân Lâm để mọi người thất vọng. Hắn vậy mà sợ hãi. Hắn rõ ràng biết thực lực mình lệch yếu, biết rất rõ ràng gặp nguy hiểm. Nhưng vì sao còn muốn bảo thủ đi luyện trước kia đồ vật? Không nguyện ý luyện hiện tại tân tiến hơn càng kinh khủng đồ đâu. Lý Tử Nhiễm trong lòng ngược lại là dễ chịu nhiều. Bởi vì Diệp Quân Lâm đã có sợ hãi dấu hiệu. Đây là chuyện tốt. Đây đối với hắn tỉnh ngộ có tác dụng rất lớn. Sau đó, chỉ cần gặp được tuyệt cảnh, Diệp Quân Lâm liền sẽ triệt để tỉnh ngộ. Nghĩ đến đây, nàng càng thêm kiên định ý nghĩ này. Không, nhất định phải mỗi người đều đơn độc hành động. Dạng này đối mỗi người trưởng thành đề cao là nhanh nhất. Cha mẹ các ngươi cũng phải tách ra, đơn độc đi lịch luyện. Ta lấy người từng trải kinh nghiệm nói cho các ngươi biết. Dạng này mới là đề cao nhanh nhất. Lý Tử Nhiễm lời này mới ra, đạt được Thanh Long bọn hắn tán thành. Đúng, chúng ta tham gia qua một lần, chúng ta biết ở trong đó môn đạo. Đơn độc lịch luyện là tốt nhất, chẳng qua gặp được nguy hiểm, có thể phát tin cầu cứu, đến lúc đó mọi người giúp đỡ cho nhau lẫn nhau cứu viện. Thanh Long lời này mới ra. Để mọi người buông xuống khúc mắc. Toàn bộ đồng ý đơn độc lịch luyện kế hoạch. Ta vẫn là không đồng ý. Quá nguy hiểm, đến lúc đó ta không để ý tới. Diệp Quân Lâm vẫn là lắc đầu. Ha 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 ha.
Lúc này Lý Tùng Khuê bọn hắn đều cười. Diệp Quân Lâm à, Diệp Quân Lâm, ngươi là sợ đi. Muốn để chúng ta đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi đi. Trả lại ngươi bảo hộ chúng ta, ngươi có thực lực kia sao? Ngươi tuyệt đối là sợ. Sợ chết liền lăn ra ngoài, nơi này không có người đi theo bảo hộ ngươi. Đúng, sợ hãi liền lăn ra ngoài, không ai ngăn đón ngươi. Chấm. Chế giễu. Tất cả mọi người nhao nhao bắt đầu chế giễu. Rất nhiều người đều để Diệp Quân Lâm lăn ra ngoài. Không được, hắn chính là tới khiêu chiến lịch luyện, không thể để cho hắn trở về. Lý Tử Nhiễm kiên quyết không để. Vậy được đi, đã như vậy, liền để hắn chịu chết đi. Lý Tùng Khuê những người này lại không quản. Bọn hắn chỉ là không quen nhìn Diệp Quân Lâm nói mạnh miệng. Tới đi, từ giờ trở đi, tất cả mọi người đơn độc hành động đi. Lý Tử Nhiễm hô. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ thở dài, tốt ha, vậy ta tận lực che chở các ngươi đi. Hắn không thể đi xa, muốn thời thời khắc khắc nhìn xem những người này. Được rồi, đi một bước, tính một bước đi. Hiện tại cũng là không có cách nào. Nếu như thực sự không được, Diệp Quân Lâm liền phải vận dụng Thánh Kinh tổ chức lực lượng. Dù sao hắn đã thu xếp Minh Tà Thần bọn hắn số lớn cường giả đã ở bên ngoài chờ lấy. Vừa quan sát Mã Nhã Công Nghiệp động thái, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt xông tới cứu người. Cứ như vậy, Diệp Quân Lâm một người tiến vào rừng rậm Nguyên Thủy. Chẳng qua hắn thời khắc đang chú ý chung quanh Lý Tử Nhiễm bọn hắn. Hắn lập tức cảm nhận được mỗi người vị trí. Cái này một cảm giác, để hắn mừng rỡ không thôi. Nguyên lai Lý Tử Nhiễm bọn hắn kỳ thật cùng mình khoảng cách cũng không phải là rất xa, đều tại xung quanh mình bồi hồi. Xa nhất Tiêu Phong, Kỳ Lân những cái này chiến đấu cuồng nhân, cũng đều trong vòng trăm dặm. Những người khác liền thêm gần. Lý Tử Nhiễm càng là khoảng cách Diệp Quân Lâm khoảng 30 dặm. Những người khác là tại 30 khoảng cách trong vòng trăm dặm phạm vi bên trong. Phát giác được chỗ vị trí có người về sau, Diệp Quân Lâm liền cười. Hắn cũng lập tức minh bạch Lý Tử Nhiễm bọn hắn dẫn hắn tới đây dụng ý. Nhất định là để cho mình cảm nhận được tuyệt cảnh, đại triệt đại ngộ về sau, từ bỏ công pháp của mình, tới tu luyện hiện đại công pháp những thứ này. Bởi vậy bọn hắn mặc dù nói đơn độc hành động, mặc cho mình phát huy. Nhưng kỳ thật bên trên bọn hắn tuyệt không đi xa. Mà là hiện lên vây quanh trận hình phân bố tại Diệp Quân Lâm trái phải chung quanh, gắt gao che chở hắn. Cam đoan an nguy của hắn. Để hắn cảm nhận được tuyệt vọng, cảm nhận được không có thực lực không thể làm gì tình cảnh. Có thể đồng thời phải bảo đảm an toàn của hắn. Một đám đáng yêu ra hỏa. Diệp Quân Lâm cười. Mặc dù đám người kia ngoài miệng nhiều nghiêm khắc. Nhưng trên thực tế cả đám đều che chở hắn. Cứ như vậy, ngược lại đối Diệp Quân Lâm là có chỗ tốt. Thuận tiện hắn đến bảo hộ Lý Tử Nhiễm bọn hắn. Đều trong vòng trăm dặm. Một khi có người xảy ra chuyện, Diệp Quân Lâm sẽ ngay lập tức đạt tới. Nếu như khoảng cách xa, hắn khả năng thật liền không để ý tới. Hô! Diệp Quân Lâm thở dài một hơi. Sau đó, hắn liền có thể an tâm đi làm chính mình sự tình. Nhìn xem Mã Nhã Công Nghiệp đám người này đến cùng muốn làm gì. Rừng rậm Nguyên Thủy bên trong, hai vạn người cùng một chỗ tiến vào. Không biết mà kinh khủng huyết thảy đang đợi bọn hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.